Từ Loan Ngọc Xuyên đến Tiết An Lương, hai người chết đều cùng dùng độc có quan hệ, thủ pháp mang theo ngũ độc giáo rõ ràng đặc thù, cái này khiến Hứa Thuần Lương vị này đi qua ngũ độc giáo chủ sinh ra hứng thú nồng hậu, hắn ngược lại muốn xem hạ độc người đến tột cùng là ai. Sớm đã bao phủ tại trong lịch sử ngũ độc giáo chẳng lẽ còn lấy một loại càng thêm ẩn nấp hình thức tồn tại. Tương Kỳ Dũng cùng Hứa Thuần Lương ở giữa đánh cờ còn lúc trước người nhượng bộ mà kết thúc, Tương Kỳ Dũng không có chính diện hướng Hứa Thuần Lương yếu thế, mà là dùng một loại tương đối uyển chuyển phương thức, hắn để Hứa Thuần Lương phụ trách giám sát mới nhà tang lễ kiến thiết, dân chính bệnh viện chuyện bên kia vụ cũng giao cho Hứa Thuần Lương phụ trách. Tương Kỳ Dũng là tại cục dân chính tuần sẽ lên tuyên bố quyết định này. Trước đó cũng không có cùng Hứa Thuần Lương thông khí, trước mắt hắn phụ trách chủ trì cục dân chính công việc, đương nhiên là có phân phối công tác quyền lực. Cục dân chính nội bộ đều đã biết mới tới phó cục trưởng cùng Hứa Thuần Lương vị này chủ nhiệm phòng làm việc ở giữa cũng không hòa thuận, dưới loại tình huống này, Tương Kỳ Dũng còn có thể kiên trì phân công Hứa Thuần Lương, mặt ngoài nhìn là tưởng phó cục trưởng công và tư rõ ràng, nhưng trên thực tế là Tương Kỳ Dũng biết khó mà lui. Thông minh như Hứa Thuần Lương cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Dù sao hắn dự tính ban đầu cũng không phải muốn cùng Tương Kỳ Dũng đấu tranh đến cùng, đối với hạng này trời sinh có được ưu việt tính nhân vật tới nói, coi trời bằng vung, ngạo khí bức người là bọn hắn sinh hoạt trạng thái bình thường, tại mình nơi này đụng một cây đinh, hiểu được nhượng bộ liền tốt, Hứa Thuần Lương còn không đến mức đúng lý không tha người, không phải tướng Tương Kỳ Dũng đánh vào 18 tầng địa ngục. Nếu thật là không buông tha, Uông Kiến Minh cũng sẽ không đáp ứng. Hứa Thuần Lương tại trong hội nghị cũng biểu hiện được rất phối hợp. Hội nghị kết thúc về sau, mới nhà tang lễ bên kia liền toàn diện làm trở lại. Tan họp thời điểm, Tương Kỳ Dũng hướng Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua, muốn nói lại thôi, hắn lúc đầu dự định chủ động cùng Hứa Thuần Lương phiếm vài câu, nhưng thực sự ngượng nghịu mặt mũi này, về sau mọi người nước giếng không phạm nước sông. Tương Kỳ Dũng không có chủ động, nhưng từ có người chủ động, cục dân chính phó cục trưởng Trung Minh Yến nhìn như trùng hợp cùng Hứa Thuần Lương cùng đi tới, còn có rất ít chủ động cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Tiểu Hứa, Nam Giang huấn luyện thế nào? Không đề cập tới chuyện này còn tốt, nhắc lên chuyện này Hứa Thuần Lương liền giận không chỗ phát tiết, này nương môn bệnh hay quên thật là lớn, lúc trước chính là ngươi đem ta từ cục dân chính đá phải Nam Giang đi huấn luyện, mục đích còn không phải muốn đem ta bên cạnh duyên hóa, hiện tại còn thế mà mặt dạn mày dày giả làm người tốt. Hứa Thuần Lương nói, đa tạ chuông cục cho ta cơ hội, ta lần này trong huấn luyện học được không ít đồ vật. Trung Minh Yến nói, ta là cảm thấy người trẻ tuổi thêm ra đi một chút là chuyện tốt, chỉ có nhiều học tập mới có thể mau chóng trưởng thành. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói chuông cục liền đặc biệt thích học tập. Trung Minh Yến nói, sống đến già học đến già nha, vẫn là hâm mộ các ngươi người trẻ tuổi, thế giới sau này cuối cùng vẫn là thuộc tại các ngươi. Hứa Thuần Lương không muốn cùng Trung Minh Yến nhiều lời, chuẩn bị lúc xuống lầu, Trung Minh Yến gọi lại hắn nói, tiểu Hứa, ngươi chờ một chút. Hứa Thuần Lương đành phải dừng bước lại, cười nói, chuông cục còn có cái gì phân phó. Trung Minh Yến nói, cuối tuần kinh thành có cái hội, người có hứng thú hay không a? Hứa Thuần Lương cười nói, vừa rồi họp người cũng nghe đến, tương cục cho ta phân công không ít nhiệm vụ, ta coi như muốn đi ra ngoài cũng không có thời gian, trước tiên cần phải đem bản chức công việc làm tốt, không phải người ta phải nói ta không việc chính đáng nghiệp. Trung Minh Yến cười đến có chút miễn cưỡng, có đạo lý. Đã sớm nhìn ra ngươi trách nhiệm tâm đặc biệt mạnh, đúng, chúng ta Đông Châu dân chính hệ thống ngay tại tổ chức đẹp nhất dân chính người bình chọn, ta dự định đề cử ngươi. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, chuông cục, không thích hợp đi, ta đến cục dân chính không có mấy ngày, không chịu nổi dạng này vinh dự. Không cần khiêm tốn, ngươi tới thời gian mặc dù không dài, thế nhưng là ngươi cống hiến tất cả mọi người nhìn thấy. Trung Minh Yến rõ ràng mang theo lấy lòng hắn ý tứ. Hứa Thuần Lương nói, cây cao chịu gió lớn, lần này thôi được rồi, chuông cục, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Trung Minh Yến liên tiếp đụng phải hai cái mềm cái đinh, Hứa Thuần Lương căn bản không có đem nàng để vào mắt, mặc dù nhìn ra Trung Minh Yến có chủ động tốt như thế ý tứ, nhưng Hứa Thuần Lương cũng không cho rằng Trung Minh Yến có cái gì đoàn kết giá trị. Tương Kỳ Dũng đến để Trung Minh Yến tình cảnh trở nên phi thường xấu hổ, Tương Kỳ Dũng liền Vương Đồng An đều không để vào mắt, càng sẽ không để ý tới Trung Minh Yến. Trung Minh Yến mặc dù che giấu rất khá, nhưng là quyền lực của nàng muốn một thẳng rất mạnh, thậm chí không kém hơn đã xuống ngựa Tống Tân Vũ. Trung Minh Yến hiện tại vấn đề lớn nhất chính là không tìm chuẩn phương hướng, nàng nhìn ra trước mắt tại cục dân chính nội bộ có thực lực cùng Tương Kỳ Dũng một trận chiến người chỉ có Hứa Thuần Lương, liền Vương Đồng An đều không được, cho nên mới sinh ra cùng Hứa Thuần Lương kết minh ý nghĩ,
nhưng là người ta hứa Thuần Lương không cùng nàng đến gần ý tứ. Trung Minh Yến đem Thiên Hạ ban về sau hẹn nàng tốt khuê mật, trước mắt đã từ đi công chức, tiến về khỏe mạnh đảm nhiệm khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện viện trưởng Tần Ngọc Kiều. Tại Tần Ngọc Kiều trước mặt, Trung Minh Yến phát một trận bực tức. Tần Ngọc Kiều kiên nhẫn nghe nàng nói xong, thở dài nói, hứa Thuần Lương người kia nhưng khó đối phó, người chớ nhìn hắn tuổi trẻ, ý đồ xấu nhưng nhiều nữa đâu. Trung Minh Yến phi thường rõ ràng Tần Ngọc Kiều cũng là bởi vì hứa Thuần Lương mới bị ép từ chức, nàng nhấp một hớp cà phê nói, thể chế bên trong mới sẽ không để ý ngươi trình độ cùng năng lực, thậm chí liền tư lịch đều không phải trọng yếu như thế, chân chính đưa đến tác dụng chính là bối cảnh, liền nói chúng ta cục dân chính, Tương Kỳ Dũng cùng hứa Thuần Lương ai không có bối cảnh a? Tần Ngọc Kiều đối mới tới phó cục trưởng cũng không hiểu rõ, Tương Kỳ Dũng lai lịch gì. Trung Minh Yến đem Tương Kỳ Dũng bối cảnh nói một lần, lại đem Tương Kỳ Dũng cùng hứa Thuần Lương không hợp sự tình nói. Tần Ngọc Kiều ước gì Tương Kỳ Dũng cùng hứa Thuần Lương đánh nhau, nhưng nghe nói Tương Kỳ Dũng cùng hứa Thuần Lương hiện tại đã bắt tay giảng hòa, khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhẹ giọng thở dài nói, ta nghe nói hứa Thuần Lương là Uông Bí Thư tự mình điểm tướng. Trung Minh Yến lắc đầu nói, không phải, hắn hậu trường là Chu Thư Ký, hiện tại Chu Thư Ký đi giảm tai ủy chủ trì công việc, ta nghe nói a, Chu Thư Ký cùng bọn hắn nhà có thân thích. Tần Ngọc Kiều khinh thường nói, giảm tai ủy cũng chẳng có gì ghê gớm. Trung Minh Yến trong lòng tự nhủ ngươi khả năng không biết rõ giảm tai ủy cụ thể quyền lực, nhìn qua Tần Ngọc Kiều toàn thân hàng hiệu, càng phát ra tinh xảo cách ăn mặc, trong lòng thầm than, nữ nhân xinh đẹp làm chuyện gì đều dễ dàng một chút, Tần Ngọc Kiều chật vật như thế từ cục dân chính rời đi, lúc này mới bao lâu, người ta tháng ngày trôi qua tốt hơn, không nói những cái khác, liền nàng cái kia sắc tay, mình một năm tiền lương đều không đủ. Tần Ngọc Kiều lưu ý đến Trung Minh Yến ánh mắt, cười nói, người thích cái này túi sách à? Trung Minh Yến nói, ta cũng không mua nổi. Ta đưa ngươi. Trung Minh Yến tranh thủ thời gian lắc đầu, quên đi thôi, ngươi đừng hại ta nếu là mang theo cái này túi sách đi làm, lập tức kiểm tra kỷ luật liền phải tới tìm ta. Tần Ngọc Kiều có thể lý giải tình cảnh của nàng, cảm khái nói, bây giờ suy nghĩ một chút ta từ trước là đúng, đi qua cái này túi sách ta là không dám lấy ra, người khác mới không quản ngươi có đúng hay không đang lúc con đường mua được, bọn hắn sẽ chỉ nhìn chằm chằm ngươi vị trí. Cho rằng cùng thu nhập của ngươi không hợp, phán đoán ngươi khẳng định là thông qua không đứng đắn đường tắt có được. Trung Minh Yến nói, ngươi qua bên kia thu nhập cũng không tệ lắm phải không? Tần Ngọc Kiều nói, lương một năm 100 vạn, không bao gồm cuối năm chia hoa hồng, địch tổng vẫn luôn rất thưởng thức ta, đã sớm khuyên ta đi qua, ta từ đầu đến cuối không có hạ quyết tâm. Trung Minh Yến nói, cho nên nói, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc? Tần Ngọc Kiều nói, nghe ta một lời khuyên. Ngươi vẫn là kiếm sống đi, những người này không có một cái tốt, thủ đoạn của bọn hắn chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có bọn hắn làm không được. Trung Minh Yến nói, Ngọc Kiều, ngày đó ngươi cùng hứa Thuần Lương đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Ngọc Kiều sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, liền xem như tốt nhất khuê mật, nàng cũng không muốn đề cập chuyện này, quả thực là vô cùng nhục nhã, nàng bản muốn tính kế hứa Thuần Lương, ngược lại bị hứa Thuần Lương cho tính kế. Bất quá nàng liền tính lại hận hứa Thuần Lương. Hiện tại cũng không dám đi chủ động trêu chọc hắn, hứa Thuần Lương trong tay cầm nàng nhược điểm. Trung Minh Yến cũng phát giác được nét mặt của nàng biến hóa, hoảng hốt vội nói, không tiện nói đừng nói là, coi như ta lắm miệng. Tần Ngọc Kiều nói, cũng không có gì, ta ảnh hưởng đến lợi ích của hắn, cho nên hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đem ta đá ra ngoài cục, kỳ thật ta chỉ là một cái cõng nồi, lúc trước dẫn vào Trung Y viện hợp tác cũng không phải ta chủ ý. Cái này ta biết. Vương cục cùng bọn hắn viện trưởng Trương Vân Thanh là lão bằng hữu, ai, ta thật sự là không nghĩ tới, vương cục thế mà cũng không vì ngươi nói chuyện. Tần Ngọc Kiều nói, đều đi qua, ta cũng không muốn nhắc lại, dù sao mọi người riêng phần mình mạnh khỏe chính là. Trung Minh Yến nói, ta có loại dự cảm, cục dân chính sẽ không quá bình. Nói như thế nào? Trung Minh Yến cười cười, ta cũng nói không rõ ràng, chính là có dự cảm. Ở nhà tĩnh dưỡng Vương Đồng An thời khắc chú ý cục dân chính tình huống, thậm chí cảm giác so đi làm còn mệt mỏi hơn, vốn cho rằng hứa Thuần Lương cùng Tương Kỳ Dũng ở giữa chiến đấu sắp khai hỏa, thật không nghĩ đến nửa đường khói lửa tán đi, cái này trận đánh cờ lấy Tương Kỳ Dũng nhượng bộ mà cất giữ. Vương Đồng An càng phát ra ý thức được hứa Thuần Lương lợi hại, Vương Đồng An hiện tại thân thể kỳ thật đã có thể ứng đối bình thường đi làm, nhưng là hắn còn muốn đợi thêm mấy ngày, nhiều quan sát một chút. Địch Bình Thanh tại bị Vương Đồng An cự tuyệt về sau không có mấy ngày, lần nữa đến thăm,
chỉ bất quá lần này hắn không có đi Vương Đồng An trong nhà, mà là đi thăm Vương Đồng An phụ mẫu. Vương Đồng An biết việc này về sau, suy tính một hồi lâu, vẫn là đi phụ mẫu trong nhà. Địch Bình Thanh không phải một người tới, cùng hắn cùng đi còn có Tần Ngọc Kiều. So với Địch Bình Thanh, Vương Đồng An càng không muốn nhìn thấy Tần Ngọc Kiều, Tần Ngọc Kiều cũng không muốn gặp Vương Đồng An, nhưng là Địch Bình Thanh yêu cầu nàng lại không cách nào cự tuyệt. Tần Ngọc Kiều cùng đi Vương Đồng An phụ mẫu nói chuyện trời đất thời điểm, Địch Bình Thanh đưa ra đi phía ngoài tiểu viện tử thăm một chút, Vương Đồng An chỉ có thể mang theo hắn đi bên ngoài. Đứng tại cành lá khô héo giàn cây nho dưới, Địch Bình Thanh nói, phòng ở cải biến không tệ, Đinh Tứ vẫn còn có chút bản lãnh. Vương Đồng An nghe ra hắn trong câu chữ ám chỉ, lập tức giải thích nói, ta là dựa theo giá thị trường đưa tiền. Địch Bình Thanh cười ha ha nói, Vương Cục không cần suy nghĩ nhiều, ta nhưng không có ý tứ gì khác. Vương Đồng An nói, lúc đầu liền không có ý gì sự tình, Địch Tổng có thể đến xem ta thật cao hứng. Địch Bình Thanh nói, Vương Cục là bởi vì Tần Viện Trưởng sang đây xem ngươi mới cao hứng đi. Vương Đồng An biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc, Địch Tổng, ngươi không muốn đùa giỡn như vậy. Địch Bình Thanh nói, Vương Cục cùng ta ở chung lâu như vậy, hẳn phải biết con người của ta chưa từng nói đùa. Vương Đồng An nói, kỳ thật ngươi không cần thiết tới tìm ta, về sau sự tình ta không giúp đỡ được cái gì, bất quá ngươi cũng yên tâm, ta cũng không biết chế tạo bất kỳ chướng ngại. Địch Bình Thanh nói, tha thứ ta nói thẳng, ngươi chỉ cần còn tại cục trưởng vị trí bên trên, ngươi liền không cách nào trốn tránh hẳn là chịu trách nhiệm. Vương Đồng An nói, Địch Tổng, ngươi hẳn là rõ ràng, hiện tại cục dân chính chủ trì công tác là ai, ta nhất thời bán hội còn không thể trở lại công việc trên cương vị. Địch Bình Thanh nói, Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình để cho ta tổn thất một số tiền lớn. Ta cũng không muốn sự kiện kia là ngươi vừa vặn đâm vào trên họng súng. Địch Bình Thanh vỗ vỗ Vương Đồng An bả vai, Vương Đồng An sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, tướng cử động của hắn hiểu thành một loại khiêu khích. Vương Cục, người có biết hay không ta ghét nhất loại người nào? Ăn xong lau sạch không nhận nợ, ta là người làm ăn, ta ranh giới cuối cùng chính là nỗ lực liền muốn có hồi báo. Ta tự hỏi xứng đáng ngươi. Chưa đủ, Địch Bình Thanh như cùng một con lộ ra răng nanh ác lang, hắn chậm rãi lắc đầu nói, còn thiếu rất nhiều. Ta đã tận lực, ngươi cũng hẳn là rõ ràng tình cảnh của ta mắc bệnh ung thư, mặc dù tiếp tục ở tại vị trí cũ bên trên, nhưng ta tại trên thực tế đã không có quyền lên tiếng. Ngươi còn chưa có chết, Địch Bình Thanh tay dùng sức bóp lấy Vương Đồng An bả vai. Vương Đồng An cảm giác xương cốt của mình đều sắp bị hắn bóp nát. Đau đớn để khuôn mặt của hắn cơ bắp trở nên vặn vẹo, nhưng hắn không dám phát ra tiếng, thấp giọng cầu khẩn nói, người buông tay, người buông tay. Có được hay không, Địch Bình Thanh nói, người nghe rõ ràng cho ta, người phải giúp ta làm ba chuyện, một là áp dụng linh thông công ty quản linh cữu và mai táng toàn cục theo hệ thống, hai là tướng giả hỏa táng tràng mảnh đất kia giao cho ta. Vương Đồng An run giọng nói, toàn cục theo hệ thống là chính phủ. Tập hái. Gia hỏa táng tràng cánh đồng chúng ta muốn nộp lên cho trong thành phố, quyền khai phát cùng ta không có. Không quan hệ. Ta mặc kệ, nếu như ngươi cảm thấy mình không thể thành sự, như vậy thì giúp ta đem mặt khác đối thủ cạnh tranh thanh trừ hết, không phải ngươi liền đợi đến khí tiết tuổi già khó giữ được đi. Vương Đồng An nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không cần uy hiếp ta không sợ ngươi, ta cùng lắm thì khí tiết tuổi già khó giữ được, ngươi đây. Ngươi cho là mình có thể chỉ lo thân mình. Ngươi dưỡng lão hạng mục có còn muốn hay không tại Đông Châu làm tiếp? Nếu như tại Đông Châu xảy ra chuyện, ngươi những thành thị khác hạng mục cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Địch Bình Thanh đột nhiên tăng lớn lực lượng để Vương Đồng An đau đến nói không ra lời. Địch Bình Thanh cười lạnh nói, uy hiếp ta. Vậy ngươi liền thử một chút, Tống Tân Vũ hôm nay chính là của ngươi ngày mai. Vương Đồng An hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ Tống Tân Vũ sự tình cùng Bình Thanh có quan hệ, thấp giọng nói, ta. Ta hết sức chính là. Địch Bình Thanh tiếp tục nói, chuyện thứ ba, không muốn cùng Hứa Thuần Lương mắt đi mày lại, thật sự cho rằng hắn có thể giúp ngươi chữa bệnh sao? Lừa ngươi thôi, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp thế nào cùng thủ đoạn, nhất định phải đem Hứa Thuần Lương làm thối, đem hắn đá ra cục dân chính, tốt nhất triệt để bị mất nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Vương Đồng An một trái tim chìm đến đáy cốc, Địch Bình Thanh có thóp của hắn, Hứa Thuần Lương làm sao trong tay không có nắm giữ thóp của hắn? Hai người này không có một cái nào dễ đối phó, mình đời trước làm cái gì nghiệt, Tần Ngọc Kiều Tần Ngọc Kiều, ngươi thật sự là hại người rất nặng, nếu như không phải là bởi vì ngươi cái này con mụ lẳng lơ nhóm, lão tử làm sao đến mức rơi xuống trình độ như thế.
Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh, mình nhất thời trong hồ đồ người ta cái bẫy, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bất quá Bình Thanh để hắn ý thức được một sự kiện, địch Bình Thanh tựa hồ đối với Hứa Thuần Lương nắm giữ mình nhược điểm cũng không biết rõ tình hình, Vương Đồng An nhiều năm như vậy thể chế tu luyện cũng không phải không cố gắng, các loại Bình Thanh buông hắn ra bả vai, hắn thấp giọng nói, Tần Ngọc Kiều có không có nói cho ngươi biết, nàng đã đem ta cùng nàng sự tình nói cho Hứa Thuần Lương. Lần này đến phiên Bình Thanh thất kinh, ngạc nhiên nói, cái gì? Vương Đồng An nói, nàng đem ta cùng với nàng cùng nhau ảnh chụp cùng video giao cho Hứa Thuần Lương. Địch Bình Thanh sửng sốt một chút, lập tức cười ha hả, Vương Cục, ngươi coi như muốn nói láo cũng động não, Tần Ngọc Kiều không phải người ngu, làm sao có thể tướng mình hắc liệu chủ động giao cho Hứa Thuần Lương cái này đối đầu đâu. Nhìn thấy Địch Bình Thanh phản ứng, Vương Đồng An từ đáy lòng sinh ra một loại khó tả khuây khỏa, mặc ngươi Địch Bình Thanh giảo hoạt như hồ, còn không phải bị nữ nhân lừa gạt, ngươi uy hiếp ta, lão tử cũng muốn để trong lòng ngươi khó chịu. Vương Đồng An nói, ta so ngươi càng hận hơn họ Hứa tiểu tử, ngươi cho rằng ta phối hợp hắn làm việc là vì tìm hắn chữa bệnh. Không phải, ta đều lớn tuổi như vậy, sớm đã đem sinh tử nghĩ thoáng, nếu như không phải nàng chủ động tướng chụp lén đồ vật giao cho họ Hứa, ta làm sao có thể thụ nàng áp chế, ngươi không biết. Địch Bình Thanh nội tâm bắt đầu dao động. Vương Đồng An nói, nữ nhân không thể tin, cái tuổi này nữ nhân thích nhất chính là tuổi trẻ anh tuấn tiểu hòa tử, nói không chừng nàng có người đã sớm cùng họ Hứa có một chân. Địch Bình Thanh phi thường rõ ràng Vương Đồng An mục đích, lão già này là triệt để vò đã mẻ không sợ rơi, hắn không dễ chịu, cũng không muốn mình tốt hơn. Nhưng xem ra hẳn không phải là lừa gạt mình, Vương Đồng An vì cái gì đột nhiên đối Hứa Thuần Lương mua chướng, đương nhiên không phải là bị Hứa Thuần Lương nhân cách mị lực tin phục, đi qua Bình Thanh coi là Vương Đồng An là kính sợ Hứa Thuần Lương hậu trường, hiện tại Phương mới ý thức tới, Hứa Thuần Lương vận dụng cùng chính mình đồng dạng phương pháp. Tần Ngọc Kiều a à, Tần Ngọc Kiều, ngươi làm sao lại như thế ngu xuẩn, vậy mà lại tướng mình hắc liệu chủ động giao cho Hứa Thuần Lương. Để trong tay của ta bài đã mất đi tác dụng. Nếu như Vương Đồng An nói tới hết thảy là thật, như vậy mình không thể nghi ngờ bị Tần Ngọc Kiều che đậy. Địch Bình Thanh đã mất đi cùng Vương Đồng An nói tiếp tâm tình, quay người rời đi. Tần Ngọc Kiều đi theo Địch Bình Thanh cùng rời đi, bản muốn hỏi một chút nói chuyện kết quả, nhưng Địch Bình Thanh xanh mặt không nói một lời, Địch Bình Thanh đưa nàng đưa quay về chỗ ở. Đóng cửa phòng, Tần Ngọc Kiều đưa tay nắm ở Địch Bình Thanh cổ, Bình Thanh, có phải hay không nói chuyện không lý tưởng? Vương Đồng An người kia là một lão hồ ly, rất giảo hoạt. Địch Bình Thanh không có bất kỳ cái gì đáp lại, hờ hững nhìn qua Tần Ngọc Kiều nói, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Tần Ngọc Kiều sửng sốt một chút, một viên tim đập bịch bịch, ngươi thế nào? Vì sao lại hỏi như vậy? Địch Bình Thanh nói, ngươi cùng Vương Đồng An sự tình có người biết không? Tần Ngọc Kiều buông ra hai tay, làm sao có thể có người biết? Cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Địch Bình Thanh tiếp cận Tần Ngọc Kiều con mắt, Tần Ngọc Kiều rõ ràng đang tránh né ánh mắt của hắn, Địch Bình Thanh nói, vì cái gì không dám nhìn thẳng ta? Tần Ngọc Kiều nói, ngươi rất nhàm chán, vì cái gì nhắc lên chuyện này, mỗi lần nhắc lên chuyện này ta đều cảm thấy buồn nôn, nếu như không phải là vì ngươi, ta làm sao có thể cùng đầu kia heo? Nàng vành mắt đỏ lên. Nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng, một bộ ta gặp càng yêu bộ dáng. Địch Bình Thanh nhưng không có biểu hiện ra chút nào thương hương tiếc ngọc, ta chỉ muốn biết, người có hay không tướng trong tay chúng ta bài giao cho Hứa Thuần Lương. Tần Ngọc Kiều cắn môi một cái, ta mệt mỏi, không muốn bàn lại vấn đề này. Nàng xoay người sang chỗ khác, muốn rời khỏi, lại bị Địch Bình Thanh một thanh hao chùm đầu phát. Tần Ngọc Kiều đau đến phát ra rít lên một tiếng. Địch Bình Thanh giận không kềm được nói. Tiện nhân, ngươi lại dám lừa gạt ta. Tần Ngọc Kiều thét to, ngươi thả ta ra, ngươi thả ta ra. Nói, ngươi có hay không tướng những vật kia giao cho Hứa Thuần Lương. Tần Ngọc Kiều không chịu nổi đau đớn, kêu thảm nói, là hắn bức ta, ta. Ta không biết xảy ra chuyện gì, ta không có chút nào nhớ kỹ, ta. Ta đem ảnh chụp cùng video phát cho hắn. Địch Bình Thanh buông tay ra, Tần Ngọc Kiều xoay người sang chỗ khác, Bình Thanh. Ta không phải cố ý giấu giếm, ta. Địch Bình Thanh bỗng nhiên vung tay lên hung hăng cho nàng một cái bạt tai, đánh cho Tần Ngọc Kiều mất đi cân bằng té ngã trên đất trên bảng. Địch Bình Thanh chỉ vào Tần Ngọc Kiều mắng, tiện nhân, uổng ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà cấu kết ngoại nhân hại ta. Tần Ngọc Kiều bị đánh đến nửa bên mặt sưng phồng lên, nàng che lấy lửa mì cay lỗ, tràn ngập khiếp sợ nhìn qua Địch Bình Thanh, Địch Bình Thanh ở trước mặt nàng chưa hề biểu hiện được như thế tàn bạo.
Nàng cảm thấy sợ hãi đồng thời lại cảm giác đến ủy khuất, ngươi đánh ta. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi tốt với ta, ngươi chẳng qua là lợi dụng ta thôi. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi chưa hề cũng không có đem ta xem như người nhìn, trong mắt ngươi ta chỉ là một cái có thể lợi dụng công cụ, một cái đồ chơi thôi. Địch Bình Thanh hung hăng nhẹ gật đầu, ngươi hỏng đại sự của ta, từ giờ trở đi, ngươi đừng đi khỏe mạnh đi làm. Địch Bình Thanh quay người rời đi, hung hăng đóng cửa phòng, mưa đêm chính tật, hắn nhanh chân đi hướng mình ô tô. Bị đánh mộng Tần Ngọc Kiều lúc này lấy lại tinh thần, nàng nổi điên một dạng xông ra biệt thự, truy hướng Địch Bình Thanh ô tô, toàn vẹn không để ý đầy trời mưa thu, nàng chỉ biết là Địch Bình Thanh lần này đi khả năng cũng sẽ không trở lại nữa. Ngoại trừ Địch Bình Thanh, nàng đã không có dựa vào, nếu như mất đi Bình Thanh, nàng đợi tại đã mất đi tất cả. Địch Bình Thanh lái xe đi xa, Tần Ngọc Kiều nhìn qua đi xa đèn sau, chán nản ngồi tại ướt sũng trên mặt đất, che lấy gương mặt lớn tiếng khóc ổ lên, Địch Bình Thanh cuối cùng vẫn là không quay đầu lại. Tần Ngọc Kiều rốt cuộc ý thức được mình tại Bình Thanh trong lòng không có một tơ một hào địa vị, hắn đối với mình không có tình cảm, chỉ có trần trụi lợi dụng. Không biết qua bao lâu, Tần Ngọc Kiều cảm giác được mưa tạnh, ngẩng đầu, lại thấy có người giúp nàng chống lên dù, nàng hy vọng dường nào là Địch Bình Thanh đi mà quay lại. Nhưng vì nàng bung dù chính là Đông Châu chứ danh nữ MC Triệu Hiểu Tuệ. Tần Ngọc Kiều cùng Triệu Hiểu Tuệ ở tại cùng một cái cư xá, hai người không tính là quen thuộc, gặp được mấy lần, lẫn nhau bắt chuyện qua. Tần Ngọc Kiều rất xấu hổ mình bây giờ bộ dáng bị người nhìn thấy, nàng cúi đầu, lợi dụng ướt sũng tóc dài che lại bị đánh sưng khuôn mặt. Triệu Hiểu Tuệ đưa tay đưa nàng dìu dắt đứng lên, nói khẽ, đi về trước đi, dạng này bị người nhìn thấy sẽ không tốt. Tần Ngọc Kiều vốn muốn cự tuyệt hảo ý của đối phương, nhưng nàng hiện tại toàn thân bủn rủn, thậm chí liền đứng lên lực lượng cũng không có, nếu như không phải Triệu Hiểu Tuệ trợ giúp, nàng căn bản đi không trở về biệt thự của mình. Triệu Hiểu Tuệ cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể đoán được một chút, chẳng biết tại sao, nàng ở sâu trong nội tâm vậy mà sinh ra một chút đồng bệnh tương liên cảm giác. Nâng Tần Ngọc Kiều về đến phòng bên trong, để Tần Ngọc Kiều nhanh đi tắm nước nóng thay quần áo khác, để tránh cảm mạo. Triệu Hiểu Tuệ nhìn ra Tần Ngọc Kiều trạng thái tinh thần rất không ổn định, lo lắng nàng xảy ra chuyện, cho nên không có lập tức rời đi. Tần Ngọc Kiều tắm rửa thay y phục ra, Triệu Hiểu Tuệ đưa cho nàng một bát canh gừng, thừa dịp một chốc lát này, nàng đi phòng bếp hỗ trợ nhịn canh gừng. Tần Ngọc Kiều trống rỗng trong lòng hiện ra một tia ấm áp, mặc dù nàng cùng Triệu Hiểu Tuệ không có quá sâu kết giao, nhưng đối phương đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi để giữa các nàng khoảng cách trong nháy mắt kéo gần lại rất nhiều. Triệu Hiểu Tuệ cũng không có hỏi thăm Tần Ngọc Kiều xảy ra chuyện gì, làm người từng trải, một chút liền có thể nhìn ra Tần Ngọc Kiều kinh lịch cái gì. Tần Ngọc Kiều uống xong canh gừng, cảm xúc ổn định rất nhiều. Triệu Hiểu Tuệ nói, vậy ta liền không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi, ta ở tại ngươi phía nam tòa nhà, đây là danh thiếp của ta, có chuyện gì ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Tần Ngọc Kiều tiếp nhận danh thiếp của nàng, vốn muốn nói tiếng cảm ơn, nhưng nói đến bên môi lại trở thành, mưa như thế lớn. Người đợi lát nữa lại đi thôi, ta đi mở một chai rượu đỏ, chúng ta uống chút. Triệu Hiểu Tuệ do dự một chút vẫn là đáp ứng. Cùng là thiên nhai lưu lạc người, gặp lại làm gì từng quen biết. Hoa Trục Nguyệt chủ ném truyền hình điện ảnh căn cứ hạng mục chính thức ký hợp đồng, Trương Hằng Dương làm người đầu tư một trong cũng tham gia ký kết nghi thức. Trong quá trình này, Trương Hằng Dương làm ra tương đương mấu chốt tác dụng, trợ giúp Hoa Trục Nguyệt lấy thấp hơn nhiều giá thị trường chi phí cầm xuống Đại Hằng đứng trước đuôi nát hạng mục. Ký kết ngày đó, Nguy Sơn huyện mấy vị lãnh đạo chủ yếu tất cả đều trình diện, Đông Châu Thị Văn Lữ Cục tân nhiệm cục trưởng Lục Minh phụ trách chủ trì, dẫn vào Lam Tinh truyền hình điện ảnh căn cứ cũng là hắn tiền nhiệm đến nay, rơi xuống đất lớn nhất một bút ném tư. Lam Tinh truyền hình điện ảnh căn cứ rơi xuống đất, nó ý nghĩa không chỉ ở đây, còn mang ý nghĩa bản sống Đại Hằng đuôi nát hạng mục, Đại Hằng đình công nhiều ngày chủ đề công viên tại ký kết trước đó liền một lần nữa khởi động. Hứa Thuần Lương làm đặc biệt khách quý được mời tham gia lần này ký kết nghi thức, Uông Kiến Minh mặc dù không có tự mình đến hiện trường có mặt, nhưng là hắn phái Tần Chính Dương làm đại biểu, cũng biểu hiện đối hoạt động lần này đầy đủ coi trọng. Hứa Thuần Lương cùng Tần Chính Dương cùng một chỗ ngồi tại xem lễ trên ghế, nói đến trời tốt, hạ nhiều ngày mưa thu sáng sớm hôm nay ngừng, bầu trời tạnh, nhưng là hiện trường gió thật to, nhiệt độ không khí rõ ràng giảm xuống. Tần Chính Dương liên tiếp đánh mấy nhảy mũi, cảm thán nói: Một cơn mưa thu một trận lạnh, mùa thu đến, mùa đông sẽ còn xa sao. Truyền hình điện ảnh căn cứ hạng mục xem như cho yên lặng thật lâu Nguy Sơn đảo khai phát mang đến một tia ấm áp, mặc dù trong thành phố đã nhất định phải kiến thiết Tân Hồ Tân Khu,
nhưng cũng không có bao nhiêu người xem trọng hạng mục này, chính vào bất động sản nghiệp trời đông giá rét, hiện tại các đại khai phát thương tại Cầm phương diện trở nên phi thường cẩn thận. Hứa Thuần Lương nói, tại sao ta cảm giác ngươi có chút bi quan chủ nghĩa hương vị? Tần Chính Dương cười nói, ta chỉ là châm nhìn khí trời, không có ý nghĩ khác. Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký gần nhất bề bộn nhiều việc sao? Hắn nhưng thật ra là rất muốn Uông Kiến Minh tự mình tới cổ động. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, gần nhất sự tình không ít, Trung Hàn sản nghiệp vườn đàm phán còn đang tiến hành, thiết tam kỳ quy hoạch, còn có Tân Hồ Tân Khu, tất cả đều đến Uông thư ký tự mình hỏi đến, hắn cũng nghĩ đến, nhưng thực sự bận quá không có thời gian. Hứa Thuần Lương nói, Tân Hồ Tân Khu xác định. Tần Chính Dương nói, chờ thượng cấp bộ môn trả lời, trước mắt định vị là cấp quốc gia khu công nghệ cao, căn cứ trước mắt quy hoạch phạm vi, cùng quy hoạch bên trong tổng hợp bảo lưu thuế nhập khẩu khu tiếp giáp. Hứa Thuần Lương nói, không phải đã có khu công nghệ cao rồi. Đông Châu khu công nghệ cao trước mắt người phụ trách là Trương Tùng, hắn đã từng đảm nhiệm qua cố thư ký, hồi trước cục dân chính nội bộ dung chuyển thời điểm, Uông Kiến Minh có ý để hắn tiến đến cục dân chính chủ trì công việc. Thế nhưng là Trương Tùng bản ý nguyện của người cũng không mãnh liệt, về sau bởi vì Vương Đồng An bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, việc này liền không giải quyết được gì, Trương Tùng vẫn đảm nhiệm khu công nghệ cao đảng công quan lớn. Tần Chính Dương nói, trong tương lai quy hoạch bên trong, Tân Hồ Tân Khu địa vị cao hơn tại lúc đầu khu công nghệ cao. Hắn hạ giọng nói, vốn có khu vực quy hoạch cũng không hợp lý, gần đây có khả năng làm ra các khu điều cả, khu công nghệ cao rất có thể sẽ sát nhập đến Ẩn Long Khu. Hiện hữu chức năng sẽ bị Tân Hồ Tân Khu toàn diện thay thế. Hứa Thuần Lương nháy nháy mắt, từ Tần Chính Dương trong lời nói có thể nghe ra tương lai Tân Hồ Tân Khu cấp bậc không thấp A, mặc dù Tân Hồ Tân Khu phân danh giới chưa chính thức ra lò, nhưng có một chút có thể kết luận, Tân Hồ Tân Khu người phụ trách vị trí khẳng định sẽ trở nên chạm tay có thể bỏng. Hứa Thuần Lương nói, người có thể tranh thủ một chút. Tần Chính Dương nghe hiểu hắn ý tứ, cười nói, ta không thể nào. Mấy năm này ta an tâm tại Uông thư ký bên người công việc liền tốt. Tân Hồ Tân Khu người phụ trách vị trí Tần Chính Dương không phải là không có nghĩ tới, nhưng là hắn cho là mình càng hẳn là đặt chân lâu dài, người không thể đứng núi này trông núi nọ, hắn con đường tương lai còn rất dài. Tần Chính Dương quan sát đến Hứa Thuần Lương biểu lộ, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Hứa Thuần Lương đối vị trí này có hứng thú? Hắn thấy Hứa Thuần Lương cũng là không có bất kỳ cái gì khả năng, dứt bỏ năng lực không nói, dù sao tư lịch quá cạn. Tân Hồ Tân Khu là Uông Kiến Minh nhiệm kỳ bên trong trọng điểm chế tạo công trình chính thích, không có khả năng tùy tiện giao cho người khác. Từ Tương Kỳ Dũng từ cổ tuyển trấn đi cục dân chính liền có thể nhìn ra, Uông Kiến Minh đều không có suy nghĩ qua để bạt Tương Kỳ Dũng, lại càng không cần phải nói so Tương Kỳ Dũng còn trẻ Hứa Thuần Lương. Liên quan tới tương lai Tân Hồ Tân Khu người phụ trách an bài Tần Chính Dương cũng không có bất kỳ cái gì tin tức, chỉ biết là gần nhất có rất nhiều người đều tại tích cực hoạt động, ở trong đó thậm chí bao gồm Trương Tùng. Hứa Thuần Lương nói, mặc kệ người nào chịu trách, chỉ cần có thể đem Nguy Sơn Hồ phát triển liền tốt. Tần Chính Dương cười nói, người yên tâm, lần này Uông thư ký là làm thật. Lúc này mặc một thân trang phục chính thức cơ dai dai đi vào Hứa Thuần Lương bên người, sư phụ. Hứa Thuần Lương hơi kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Cơ dai dai hỏi ngược lại, ta làm sao không thể tới? Công ty là của ta. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Nàng nói đến ngược lại là không sai. Cơ dai dai nói, chờ một lúc đi chơi motor thuyền đi thôi. Hứa Thuần Lương biểu thị không hứng thú để chính nàng làm sao vui vẻ chơi như thế nào. Cơ dai dai thở dài, nói liên tục không có ý nghĩa, sớm biết cái dạng này liền không tới. Vương Kim Vũ đại biểu Hiển Hồng Nông Trường tham gia lần này ký kết nghi thức, hắn tới muộn một chút, đi vào xem lễ khu, chủ động tới cùng Tần Chính Dương cùng Hứa Thuần Lương lên tiếng chào, cơ dai dai đem vị trí để cho hắn. Vương Kim Vũ sau khi ngồi xuống nói cho Hứa Thuần Lương, hắn mới từ Nam Giang trở về. Hứa Thuần Lương đoán chừng hắn là đi tham gia tiết An Lương tang lễ, hỏi một chút quả là thế. Vương Kim Vũ nói cho Hứa Thuần Lương tiết An Ninh khóc đến không được, cả người đều muốn hỏng mất, hắn vốn là muốn ở thêm mấy ngày, mà dù sao danh không chính ngôn không thuận. Vương Kim Vũ nâng lên Trần Thiên Phàm cũng ở bên kia hỗ trợ, cảm giác Trần Thiên Phàm cùng tiết ra quan hệ còn phi thường thân mật. Tiết ra bên kia Hứa Thuần Lương ngược lại là gọi điện thoại thăm hỏi một chút, cũng không có tự mình tiến về Nam Giang phúng viếng, dù sao hắn cùng Tiết ra không có cái gì thâm giao. Ký kết nghi thức tại suối nước nóng khách sạn cử hành, nghi thức kết thúc về sau, Lam Tinh tập đoàn an bài đáp tạ yến. Đợi đến yến hội chuẩn bị kết thúc thời điểm,
Hoa Trục Nguyệt mới tới cùng Hứa Thuần Lương nói chuyện, hôm nay ký kết quá trình phi thường thuận lợi, Hoa Trục Nguyệt tâm tình rất tốt, nàng chủ động đưa ra cùng Hứa Thuần Lương đi bên ngoài đi dạo, dù sao bên này có Trương Hằng Dương phụ trách chào hỏi. Hai người ra khách sạn, dọc theo bên hồ dạo bước, bên ngoài gió thật to, Hoa Trục Nguyệt bó lấy tóc bị gió thổi loạn, hướng Hứa Thuần Lương mỉm cười cười nói, lần này ký kết thành công đa tạ Hứa chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương cười nói, dự định làm sao cảm ơn ta. Hoa Trục Nguyệt liếc mắt đưa tình nói, ngươi muốn ta làm sao cảm ơn ngươi. Hai người tâm lĩnh thần hội đồng thời nở nụ cười, nơi xa truyền đến motor thuyền tiếng oanh minh, lại là Cơ Dai Dai ở trên mặt hồ tựa như ngựa hoang thoát cương tung hoành ngang dọc. Nàng cố ý tới gần hai người, một tay khống chế motor thuyền, một cái tay khác hướng hai người bọn họ vung vẩy, Hoa tỷ, sư phụ. Hoa Trục Nguyệt phất tay đáp lại để nàng cẩn thận một chút, Cơ Dai Dai phảng phất giống như không nghe thấy, thêm đủ chân ga hướng nơi xa chạy tới. Hoa Trục Nguyệt có chút lắc đầu bất đắc dĩ, thật là một cái nhà đầu điên. Hứa Thuần Lương nói, cùng đi qua so sánh thu liễm rất nhiều. Hoa Trục Nguyệt đối với cái này biểu thị tán đồng, may mắn mà có ngươi người sư phụ này dạy bảo. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không dám giành công, là cao thúc công lao của bọn hắn. Hoa Trục Nguyệt thở dài nói, môn chủ đi qua không để ý đến đối nàng yêu mến, nhiều khi không phải đưa tiền liền có thể giải quyết vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, có hay không tin tức của hắn. Cơ bộ diêu bốc hơi khỏi nhân gian, Hứa Thuần Lương từ đầu đến cuối cho rằng Hoa Trục Nguyệt khẳng định cùng hắn còn có liên hệ. Hoa Trục Nguyệt lắc đầu nói, từ lần trước mất tích liền không có tin tức. Cho dù là đối diện Hứa Thuần Lương nàng cũng sẽ không thổ lộ liên quan tới cơ bộ diêu tin tức. Hứa Thuần Lương cũng không có nhận lấy hướng xuống hỏi, có hay không Vũ Viên Nghĩa tin tức. Vũ Viên Nghĩa cùng Hoa Trục Nguyệt có thù, xem Hoa Trục Nguyệt làm hại chết hắn nhi tử bảo bối kẻ cầm đầu, nhiều lần thiết kế hãm hại Hoa Trục Nguyệt, đáng tiếc bị Hoa Trục Nguyệt từng cái hóa giải. Hoa Trục Nguyệt cũng phát động Lan Hoa môn lực lượng điều tra Vũ Viên Nghĩa hạ lạc, gần nhất một lần tại Tai Pa nhận được tin tức, triển khai hành động thời điểm, cáo giả Vũ Viên Nghĩa phát giác được tình trạng không đúng, thế mà từ Lan Hoa môn trong vòng vây thoát đi. Hoa Trục Nguyệt nói, người này quá giảo hoạt, Tai Pa trốn sau khi đi, liền như là đá chìm đáy biển đã mất đi hạ lạc, ta hoài nghi hắn khả năng một lần nữa về tới nội địa, ngươi làm sao đột nhiên hỏi hắn. Hứa Thuần Lương nói, bí môn gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, có bao nhiêu khởi sự kiện đều cùng Vũ Viên Nghĩa có quan hệ. Hoa Trục Nguyệt nói, tay của ngươi kéo dài thật là đủ dài, xem ra ngươi dự định tận lực hạ hầu Mộc Lan. Hứa Thuần Lương có chút cổ quái nhìn qua Hoa Trục Nguyệt, Hoa tỷ, ngươi sao có thể nói ra loại này hổ lang chi tư. Hoa Trục Nguyệt xì một tiếng khinh miệt nói, ngươi làm chuyện gì đừng tưởng rằng có thể giấu giếm được ta. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, ta là thể chế bên trong người. Hoa Trục Nguyệt kéo lại lỗ tai của hắn, để ngươi cho ta chứa. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, còn tốt Hoa Trục Nguyệt biết đây là tại bên ngoài, tượng trưng nhéo một cái lập tức buông ra, tiếp tục nói, bì môn sự tình phi thường phức tạp, chớ nhìn bọn họ người đông thế mạnh, nhưng nội bộ thiếu mệt hạch tâm lực ngưng tụ, sớm đã trở thành năm bè bảy mảng, ta thật là có chút nghĩ không ra, hạ hầu Mộc Lan đương người môn chủ này lại có ý nghĩa gì. Hứa Thuần Lương rõ ràng Hoa Trục Nguyệt nói đều là tình hình thực tế, hạ hầu Mộc Lan cũng không muốn đương người môn chủ này. Nhưng vì che giấu tàng binh động bí mật, tướng hạ hầu tôn sự tình làm chấm dứt, trước hết đương người môn chủ này. Hứa Thuần Lương nói, có thể để cho bì môn nhiều như vậy đại lão lo nghĩ vị trí sao có thể nói không có chút ý nghĩa nào. Hoa Trục Nguyệt nói, ta cũng muốn mau sớm tìm tới Vũ Viên Nghĩa làm chấm dứt, người này tồn tại một ngày đối ta cũng là một cái lớn lao tai họa ngầm. Hoa Trục Nguyệt nói khẽ, Dai Dai hiện tại bệnh tình như thế nào? Hứa Thuần Lương biết nàng vẫn luôn quan tâm Cơ Dai Dai tiệm đống chứng tiến triển, mỉm cười nói, ngươi một mực tướng tâm đặt ở trong bụng, ta đã đáp ứng ngươi liền có thể bảo đảm nàng bình an vô sự. Kỳ thật hắn cái này nữ đồ đệ cũng không phải là trời sinh tính ngang bướng, nhìn như ly kinh bạn đạo đủ loại hành vi từ trên căn bản tới vẫn là nàng muốn gây nên người chung quanh chú ý. Cao Tân Hoa vợ chồng xuất hiện vừa vặn đưa cho nàng cần quan yêu, trong khoảng thời gian này từ trên người nàng thấy được biến hóa rõ ràng. Đối đãi sinh hoạt thái độ tích cực rất nhiều, đối đãi người bên cạnh cũng lễ phép rất nhiều. Hoa Trục Nguyệt trong đôi mắt đẹp lộ ra thưởng thức ánh sáng nhu hòa, thật không biết ngươi chỗ nào học được bản sự. Hứa Thuần Lương tăng chuẩn bị mở miệng, nàng giành nói, đừng nói với ta là tổ truyền, ta nhìn Hứa lão gia tử cũng chưa chắc có ngươi dạng này bản lĩnh. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật ta là từ cổ đại bị sét đánh tới.
Hoa Trục Nguyệt cười đến nhánh hoa run rẩy, mắng, tử tướng, không có một câu lời nói thật. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm than, chính mình nói lời nói thật thời điểm ngược lại không ai chịu tin tưởng, ta thật sự là bị sét đánh tới, bất quá cảnh ngộ như thế cũng quá mức ly kỳ, nếu như không phải tự mình kinh lịch, hắn cũng sẽ không tướng tin. Hứa Thuần Lương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa mặt hồ, phát hiện Cơ Giai Giai thân ảnh tại thiên thủy ở giữa biến thành một cái chấm đen nhỏ. Hứa Thuần Lương ánh mắt quét qua nhìn thấy chỗ xa hơn có mấy cái lờ mờ chấm đen nhỏ, chính tại hướng Cơ Giai Giai vị trí tới gần. Đối nguy hiểm nhạy cảm sức quan sát để Hứa Thuần Lương cảm giác có chút không ổn, hắn hét lớn một tiếng, Giai Giai. Trở về. Hoa Trục Nguyệt bị Hứa Thuần Lương đột nhiên bộc phát ra tiếng giống to giật nảy mình, thị lực của nàng hiển nhiên không kịp Hứa Thuần Lương, thấy không rõ Cơ Giai Giai vị trí, lại càng không cần phải nói thấy rõ nàng chung quanh tình trạng. Nhưng là Hoa Trục Nguyệt vẫn là ngay đầu tiên ý thức được nguy hiểm tiếp cận, nàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi Cơ Giai Giai điện thoại, hy vọng thông qua loại phương thức này trước tiên gây nên chú ý của nàng. Hứa Thuần Lương đã hướng bên hồ bến tàu phóng đi, trên bến tàu còn có mấy chiếc mô tơ thuyền, nhưng là đều không ngoại lệ đều đã khóa lại, hiện đang tìm người tới mở khóa đã không còn kịp rồi, Hứa Thuần Lương một bên la lên Cơ Giai Giai, bên cạnh dần dần nếm thử. Lúc này nghe được tiếng động cơ nổ âm thanh. Lại là Hoa Trục Nguyệt thành công tìm được một chiếc cano, chạy đến bên cạnh hắn, Hứa Thuần Lương không đợi cano tới gần, liền bay lên không nhảy lên, vượt qua gần 3 mét mặt nước, chuẩn xác không sai rơi vào cano trong khoang thuyền, hắn hạ xuống xong tựa như một mảnh lá khô rụng địa, cũng không bởi vì tự thân hạ xuống mà cho cano mang đến bất kỳ ba động. Hoa Trục Nguyệt đã tới không kịp tán thưởng Hứa Thuần Lương thân thủ, thêm đủ chân ga, cano giống như một chi rời dây cung mũi tên hướng Cơ Giai Giai chỗ thủy vực vọt tới. Phá sóng mà đi Cơ Giai Giai vẫn ở vào độ cao trong hưng phấn, nàng cũng không nhận thấy được nguy hiểm tiến đến, Hứa Thuần Lương mặc dù thấy được nàng, hướng nàng phát ra cảnh báo, nhưng là Cơ Giai Giai thấy không rõ trên bờ Hứa Thuần Lương thủ thế, lờ mờ nghe được Hứa Thuần Lương để hắn trở về thanh âm, tại Cơ Giai Giai xem ra, đây chỉ là sư phụ lo lắng cho mình thôi, nàng chẳng những không có lựa chọn nghe lời trở về địa điểm xuất phát, ngược lại cảm thấy càng phát hưng phấn, một bên gia tốc một bên cạnh phát ra hưng phấn thét lên. Nơi xa hai chiếc cano chính đang nhanh chóng hướng nàng tới gần, Cơ Giai Giai lập tức ý thức được tình huống có chút không đúng, nàng quyết định mau chóng trở về địa điểm xuất phát, chỉ có mau chóng trở lại ở trên đảo mới là an toàn. Cơ Giai Giai thao túng motor thuyền ở trên mặt hồ tới cái khẩn cấp chuyển hướng, lại phát hiện lại có 4 chiếc motor thuyền từ khác nhau góc độ hướng vị trí của nàng bọc đánh mà đến, tất cả người điều khiển đều mang mũ giáp, hẳn là ra ngoài che giấu tự thân diện mục cần. Cơ Giai Giai chỗ thao túng chiếc này motor thuyền thuộc về suối nước nóng làng du lịch, cân nhắc đến khách nhân an toàn, tiến hành hạn nhanh, tối cao tốc độ có thể đạt tới vận tốc 80 km bên trong, nhưng là đối với nàng triển khai bọc đánh những cái kia ma nắm thuyền tất cả đều là mã lực mạnh mẽ cao tính năng phiên bản. Cơ Giai Giai thô sơ giản lược đoán chừng, đối phương tốc độ hẳn là tại 150 cây số tả hữu, nếu như thẳng tắp trở về địa điểm xuất phát, nàng nửa đường tất nhiên sẽ bị chặn đường. Huống chi đối phương trừ 4 chiếc motor thuyền bên ngoài còn có 2 chiếc cano ở phía sau theo đuổi không bỏ. Kia 2 chiếc cano tốc độ cũng tại 100 cây số trở lên. Cơ Giai Giai quyết tâm liều mạng, thao túng motor thuyền thay đổi phương hướng, hướng phía 2 chiếc đuổi theo nàng cano bay thẳng mà đi, nàng một cử động kia hiển nhiên ngoài đối phương dự kiến. 4 chiếc motor thuyền như ảnh đi theo, đồng dạng cải biến phương hướng. Tiến lên ở bên trái cano phía trên. Một thân mặc áo da màu đen mang theo màu đen khẩu trang nữ tử từ phía sau lưng trong túi đựng tên rút ra một chi vũ tiễn, mũi tên này thốc nhọn bộ phận cùng bình thường mũi tên khác biệt, tựa như màu lam như thủy tinh trong suốt, theo dây cung kéo căng, thốc nhọn lóe ra yếu ớt vặn vẹo điện quang. Hưu, vũ tiễn nhắm chuẩn Cơ Giai Giai motor thuyền bắn ra, Cơ Giai Giai tại đối phương bắn tên đồng thời, làm ra phản ứng, tại cao tốc tiến lên quá trình bên trong cải biến phương hướng, thuyền thân nghiêng 45 độ. Trên mặt hồ kích thích mảng lớn bọt nước, vũ tiễn phá vỡ bọt nước, lại bỏ lỡ mục tiêu, dán Cơ Giai Giai vai phải gào thét mà đi. Cơ Giai Giai khóe mắt quét nhìn bị thốc nhọn lam quang nhói nhói, nàng khẩn cấp điều chỉnh phương hướng, motor thuyền tiếp tục phóng tới 2 chiếc cano ở giữa chật hẹp thủy vực. Vũ tiễn phi hành tình thế không giảm, bắn trúng hậu phương truy tung một chiếc motor thuyền phía trước, đây là bao hàm mới nhất khoa học kỹ thuật điện tử mạch xung tiễn, tác dụng là hành xử máy tính chập mạch. Thiêu hủy máy tính mainboard, có thể công kích nước lục không các loại phương tiện giao thông. Bị bắn trúng motor thuyền chạy máy tính bị hủy, trong nháy mắt giảm tốc, người thao túng giống như tao ngộ một lần đột nhiên thắng gấp,
cao tốc tiến lên thân thể bởi vì quán tính mà bay lên không bay ra ngoài, thân thể trên không trung liên tiếp lật chuyển, sau đó trùng điệp ngã xuống khỏi đi, không khéo chính là, hắn rơi xuống vị trí vừa vặn có một đồng bạn cao tốc thông qua, tên kia đồng bạn mắt thấy người này đập xuống, cũng đã đến không kịp trốn tránh, hai người thân thể va chạm cùng một chỗ, phát ra xương cốt vỡ vụn thanh âm, đồng thời rơi vào trong nước. Ngay tại lúc đó, Cơ Dài Dài từ hai chiếc cano ở giữa không đến 3 mét chật hẹp thủy đạo ở giữa thuận lợi đi xuyên qua đi. Người truy kích còn lại hai chiếc motor thuyền cấp tốc vòng qua phe mình cano, tiếp tục triển khai cao tốc truy đuổi. Hai chiếc cano điều chỉnh phương hướng, nữ tử áo đen lại lần nữa dương cung cài tên. Cơ Dài Dài quay người nhìn lại, tên kia nữ tử áo đen buông ra dây cung, Cơ Dài Dài cuống quýt chuyển hướng. Nàng hiện tại duy nhất có thể kết luận sự tình là đối phương ứng cũng không phải là vì giết chết tới mình, chỉ cần bọn hắn muốn lưu hạ người sống, như vậy mình liền có cơ hội sống sót, mà lại nàng kéo dài càng lâu, được cứu vớt hy vọng cũng lại càng lớn. Có lần trước thất thủ kinh nghiệm, nữ tử áo đen lần này đầu tiên là giả thoáng một tiễn, động tác làm đủ 10 phần, nhưng là cũng không có lập tức tướng tiễn bắn ra, chờ Cơ Dài Dài vô ý thức làm ra chuyển hướng tránh né động tác về sau, phương mới buông ra dây cung. Cơ Dài Dài vẫn dùng vừa rồi phương pháp, ý đồ lợi dụng đột nhiên chuyển hướng đến tránh thoát công kích của đối phương, lần này phán đoán của nàng phạm sai lầm, nắm chắc thời cơ chớp mắt là qua. Vũ tiễn đột nhiên mà tới, lóe ra lam quang thốc nhọn bắn vào motor thuyền trước bộ, cường đại lực xuyên thấu, tướng điện tử mạch xung tiễn đưa vào motor thuyền trong cabin, motor thuyền tùy theo mất tốc độ, Cơ Dài Dài thân thể dán mặt nước bay ra ngoài, ở trên mặt nước trượt một khoảng cách phương mới dừng lại. Cơ Dài Dài ứng biến cực nhanh, nàng giải khai áo cứu sinh, ý đồ hướng dưới nước kín đáo đi tới. Lúc này nữ tử kia thay đổi một chi vũ tiễn, nhắm ngay vừa mới lặn xuống Cơ Dài Dài chính là một tiễn này bắn tại Cơ Dài Dài trên cánh tay trái, Cơ Dài Dài cảm thấy như là bị con muỗi đinh một chút, sau đó cả đầu cánh tay trái chết lặng, chợt mở rộng đến nàng nửa trái thân. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt hai người sớm liền phát hiện tình huống không đúng. Một lát đều không có trì hoãn liền thẳng đến xảy ra chuyện địa điểm, nhưng là bọn hắn ngồi cano thực sự quá chậm, Hoa Trục Nguyệt tướng chân ga mở tối đa cũng chỉ có thể đạt đến 60, càng thêm buồn bực là cách rời hiện trường còn cách một đoạn thời điểm, chiếc này cano vậy mà xuất hiện trục trặc, càng ngày càng chậm, vậy mà tắt máy tại giữa hồ. Hoa Trục Nguyệt lửa công tâm, càng là tại loại thời khắc mấu chốt này, càng là gặp được loại này chuyện xui xẻo. Mắt thấy Cơ Dài Dài đã bị đối phương vây khốn. Chế một bước nữa chỉ sợ đám này lưu manh muốn ở ngay dưới mắt bọn họ tướng người mang đi. Ánh mắt của nàng nhìn về phía bên phải hơn 20 mét địa phương, một chiếc motor thuyền trôi nổi ở trên mặt nước, đây là vừa rồi lưu manh lưu lại một chiếc. Hoa Trục Nguyệt chuẩn bị đi qua thao túng kia chiếc motor thuyền thời điểm, Hứa Thuần Lương đã bay lên không vọt lên, tựa như một con chim lớn bay lượn hướng kia chiếc motor thuyền, nửa đường dưới thân thể rơi, chân phải ở trên mặt nước nhẹ nhàng một điểm. Thân thể lại lần nữa bay lên mà lên, lần nữa hạ xuống xong, đã vững vàng rơi vào kia chiếc motor thuyền phía trên. Hoa Trục Nguyệt trợn mắt hốc mồm, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nàng khẳng định coi là người này treo uy á, trèo lên bình độ nước, nhất vĩ độ giang. Trong hiện thực thế mà thật có người có thể làm được, nàng đi qua liền biết Hứa Thuần Lương võ công không yếu, nhưng là từ chưa nghĩ tới người này lợi hại đến loại tình trạng này. Hứa Thuần Lương nhìn Hoa Trục Nguyệt một chút, cũng không trở lại bên người nàng. Mà là khởi động motor thuyền hướng Cơ Dài Dài rơi xuống nước thủy vực tiến đến, giành giật từng giây, chế một khắc đến, Cơ Dài Dài liền nhiều một phần phong hiểm. Hoa Trục Nguyệt như ở trong mộng mới tỉnh kêu lên, ta còn ở đây này. Hứa Thuần Lương thanh âm theo gió hồ đưa tới, cứu được Dài Dài trở lại tiếp ngươi. Nữ tử áo đen đã nhận ra sau lưng biến hóa, nàng tiếp cận cao tốc gấp rút tiếp viện mà đến Hứa Thuần Lương, hai mắt bên trong bắn ra ánh mắt cửu hận. Làm thủ thế, lưu lại một chiếc cano tiếp tục đánh bắt Cơ Dài Dài, hai chiếc motor thuyền đã dẫn đầu hướng Hứa Thuần Lương chặn đường mà đi. Nữ tử áo đen ngồi cano cũng sau đó chuyển hướng, nàng tại thời gian ngắn tướng vũ tiễn tại phục hợp khung ghép lên dây khung, lần này sử dụng đầu mũi tên lại có khác nhau, không phải điện tử mạch xung tiễn cũng không phải bình thường máy móc thuốc nhọn, mà là uy lực to lớn bạo liệt tiễn, loại này mũi tên chứa uy lực to lớn thuốc nổ, một khi bắn trúng mục tiêu liền sẽ dẫn phát bạo tạc. Từ nàng chọn tiễn phương thức cũng có thể nhìn ra đối Cơ Dài Dài mục đích là bắt người sống, đối Hứa Thuần Lương lại là muốn đem chi đưa vào chỗ chết. Hứa Thuần Lương từ đây nữ dáng người cùng xuất thủ phán đoán, nàng hẳn là Vũ Viên Nghĩa nữ Hắc Yến, lần trước ở kinh thành Hắc Yến đã từng dẫn người tập kích bì môn hội trường,
trải qua báo cảnh sau bị cảnh sát mang đi, nghĩ không ra nàng như thế nhanh liền ra. Hứa Thuần Lương chẳng những không có làm ra cái gì né tránh động tác, ngược lại ra tốc tiến lên. Hắc Yến âm lãnh trong nội tâm hiện lên đại thủ đến báo khôi khỏa, nàng phảng phất nhìn thấy Hứa Thuần Lương liền người mang thuyền bị tạc đến thịt nát xương tan tràng cảnh. Thạch Trương Ngư tác ra nói, làm trở lại, hai ngày này trước kiềm chế một chút, nói thật, vai Chu Viêm vừa phát tác thời điểm coi là muốn như vậy cáo biệt sáng tác, cảm ơn mọi người bao dung. Bạo liệt tiễn lao nhanh bắn về phía Hứa Thuần Lương chỗ motor thuyền, tại Hắc Yến bắn ra một tiễn này đồng thời Hứa Thuần Lương đã khởi động, thao túng motor thuyền có một cái rõ ràng thu dầu giảm tốc động tác, thân thể của hắn uyển như đạn pháo từ motor thuyền bên trên bắn lên. Cơ hồ ngay tại hắn thoát ly motor thuyền sát na, bạo liệt tiễn đã chuẩn xác bắn trúng motor thuyền. Bong, một tiếng vang thật lớn, trên mặt nước ánh lửa ngút trời, bạo tạc đưa tới liệt diễm cùng nồng thuốc vẫn còn mảng lớn hơi nước hỗn thành một đoàn, trên mặt nước tất cả mọi người bị cái này tiếng nổ hấp dẫn. Hoa Trục Nguyệt khoảng cách rất xa, cũng không thấy rõ cụ thể tình trạng, nàng chỉ biết là Hứa Thuần Lương thao túng motor thuyền xảy ra chuyện, một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Mặc dù nàng đối Hứa Thuần Lương thân thủ có lòng tin, nhưng vẫn khống chế không nổi nội tâm lo lắng, nàng chưa hề bởi vì một người an nguy vận mệnh như thế lo lắng. Hai tên tiến về bọc đánh đạo tặc cũng hãm lại tốc độ, gần trong gang tấc bạo tạc rung động lòng người, bọn hắn lực chú ý tất cả đều bị trên mặt nước cuồn cuộn khói đặc cùng ánh lửa hấp dẫn. Hắc Yến lại vào lúc này phát ra một tiếng giống to, cẩn thận. Hiện trường rõ ràng nhất tình trạng người là nàng, nàng từ bắt đầu khóa chặt mục tiêu đến xạ kích. Bạo tạc, cái này một mạch mà thành động tác đã lấy ra nàng trạng thái tốt nhất, nàng tin tưởng lần này có thể đem Hứa Thuần Lương bắn giết đương trận, nhưng mà hết thảy này chỉ tồn tại ở trong óc nàng tưởng tượng, nàng tận mắt nhìn thấy Hứa Thuần Lương như là hùng ưng dương cánh bay lên, đoạt tại bạo tạc trước đó thoát đi motor thuyền, thuận lợi thoát ly cuồn cuộn khói đặc cùng lửa nóng hừng hực truy đuổi. Bằng tốc độ kinh người lại lần nữa lao xuống lướt đi mà xuống. Hứa Thuần Lương mục tiêu lần này là bên trái đạo tặc. Tên kia đạo tặc trải qua Hắc Yến nhắc nhở về sau ngẩng đầu lên, đầu của hắn cùng phần cổ tạo thành 90 độ góc vuông, cũng chỉ có dạng này góc độ mới có thể thấy rõ uyển như thiên thần hạ phàm từ không trung đáp xuống Hứa Thuần Lương. Phát hiện trước nhất bỏ lỡ mục tiêu, Hắc Yến hoảng vội rút ra một chi vũ tiễn, lần này là một chi phổ thông thép chế thốc nhọn, nàng đã tới không kịp lựa chọn, vẫn thân trên không trung Hứa Thuần Lương hẳn là phòng thủ yếu kém nhất thời điểm, rõ ràng như vậy mục tiêu nàng sẽ không lại lần bỏ lỡ. Chỉ là Hắc Yến đánh giá thấp Hứa Thuần Lương hạ sông tốc độ, đương nàng hoàn thành chuẩn bị động tác thời điểm, Hứa Thuần Lương thân thể cách rời mặt nước đã không đủ 2 mét. Hắc Yến cấp tốc điều chỉnh thân thể một cái tư thái, miễn cưỡng bắn ra một tiễn này. Hứa Thuần Lương một cước đạp ở phỉ đồ trên lồng ngực, không kịp phản ứng đạo tặc kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược mà lên, thân thể của hắn tựa như mất đi khống chế để tuyến con rối, trên không trung bất quy tắc giãy giụa lắc lư, lại không pháp cải biến một cước này trợ lực tỏa định phương hướng. Phỉ đồ thân thể chuẩn xác phong bế Hắc Yến bắn ra vũ tiễn quý tích, lóe ra ô trầm trầm kim loại sáng bóng thốc nhọn từ phía sau lưng của hắn bắn vào, xuyên thấu trái tim của hắn, lại từ trước ngực xương sườn khe hở bên trong chui ra đến, đẫm máu thốc nhọn xuyên ra trước ngực chừng một tấc phương mới dừng tiến lên xu thế, có thể thấy được Hắc Yến một tiễn này bắn xuất lực lượng chi lớn. Địch quân motor thuyền chỉ còn lại có một chiếc, tên kia đạo tặc trơ mắt nhìn xem đồng bạn chết bởi Hắc Yến bắn giết, nội tâm cực kỳ sợ hãi. Số người của bọn họ cũng không mang để chiến đấu bên trên bất kỳ ưu thế nào, đối diện Hứa Thuần Lương mạnh mẽ như vậy đối thủ, phe mình từ đầu đến cuối ở vào hạ phong. Hắc Yến lại lần nữa chuẩn bị xạ kích thời điểm, thành công đá đi phỉ giành lại motor thuyền Hứa Thuần Lương thêm đủ mã lực hướng nàng chỗ cano va chạm mà đi. Phụ trách thao túng cano đạo tặc trợn mắt hốc mồm, mặc dù thuyền của bọn hắn tại trọng tải cùng thể tích bên trên phải lớn, nhưng là motor thuyền nhắm chuẩn chính là bọn hắn thân tàu trung đoạn. Hứa Thuần Lương trong nháy mắt tướng chân ga thêm đến lớn nhất, cái này căn bản là đồng quy vu tận đấu pháp. Hắc Yến nghiến răng nghiến lợi nói, đụng vào. Đáng tiếc không phải mỗi người cũng giống như nàng như vậy cùng hung cực ác, lái thuyền đạo tặc chẳng những không có nghe theo mệnh lệnh của nàng, ngược lại trực tiếp từ cano bên trên nhảy đi xuống. Hắn là cái kinh nghiệm phong phú lão thủ, xem xét Hứa Thuần Lương đến thế rào rạt liền biết lần này va chạm tránh cũng không thể tránh, lưu trên thuyền chỉ có một con đường chết. Hắc Yến cũng không phải người ngu, nhìn thấy motor thuyền bằng tốc độ kinh người phóng tới bọn hắn thời điểm, nàng từ bỏ tiếp tục xả kích dự định, một cái lặn xuống nước chui xuống nước. Hai thuyền va chạm trước đó, Hứa Thuần Lương lần nữa đằng không mà lên, kế tiếp điểm dừng chân lựa chọn là địch quân một cái khác chiếc cano.
Hắc Yến xuất lính cái khác đạo tặc chặn đánh hắn thời điểm, mặt khác một chiếc cano gánh chịu đánh bắt Cơ Giai Giai nhiệm vụ. Hắc Yến mục đích là bắt sống Cơ Giai Giai, mà không phải muốn tính mạng của nàng, vừa rồi bắn trúng Cơ Giai Giai cánh tay trái một tiễn là gây tê tiễn, Cơ Giai Giai trúng tên chi sau thể rõ ràng trở nên cứng ngắc, lại thêm nàng bản người mặc cứu sinh áo, thân thể hiện lên tại mặt nước. Cano đi vào bên người nàng giảm tốc, một đạo tặc duỗi tay nắm lấy Cơ Giai Giai, dùng sức đưa nàng kéo lên cano, ngay tại hắn kéo lấy Cơ Giai Giai thời điểm, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Cơ Giai Giai đột nhiên mở hai mắt ra, phải tay nắm chặt thốc nhọn hung hăng cắm vào kia phỉ đồ trong mắt trái. Bất thình lình biến hóa hoàn toàn vượt quá phỉ đồ dự kiến, hắn kêu thảm một tiếng buông lỏng ra hai tay, thốc nhọn là Hắc Yến vừa mới dùng để xạ kích Cơ Giai Giai đặc chế gây tê tiễn, coi như phía trên không có thuốc tê, xuyên qua ánh mắt đâm nhói cũng làm cho đạo tặc không thể thừa nhận. Hắn che mắt trái, máu tươi từ trong hốc mắt không ngừng chảy ra, kinh khủng hơn chính là, trong đau đớn mang theo ngứa ngáy khó nhịn cảm giác. Lái thuyền đạo tặc phát hiện tình huống không ổn, cuống quýt quơ lấy cá súng qua đến giúp đỡ. Cơ Giai Giai tại một kích thành công về sau, cấp tốc cởi xuống áo cứu sinh, chui vào dưới nước. Tên kia đạo tặc giơ lên cá súng nhắm chuẩn dưới nước mục tiêu, lại nghe được Hắc Yến hô lớn, muốn sống. Đạo tặc từ bỏ xạ kích dự định, lựa chọn nhảy xuống nước tiếp tục truy kích Cơ Giai Giai. Hứa Thuần Lương lúc này cũng từ không trung vọt thẳng vào nước hạ. Cơ Giai Giai liều mạng hướng dưới nước chui vào, dù sao cánh tay trái thụ thương ảnh hưởng đến hành động của nàng, Cơ Giai Giai quay đầu nhìn lại, đã thấy một thân ảnh theo sát nàng mà đến, chính là tên kia cầm cá súng đạo tặc giơ lên cá súng nhắm ngay Cơ Giai Giai. Sợ hãi tràn đầy Cơ Giai Giai nội tâm, tại khoảng cách như vậy bên trong, nàng căn bản là không có cách đào thoát đối phương bắn giết. Một thân ảnh màu đen xuất hiện tại Cơ Giai Giai sau lưng, Hắc Yến tựa như cá bơi, cung tiễn đã đeo tại sau lưng, hai tay riêng phần mình nắm nắm một thanh hiện đại đã không thấy nhiều vũ khí, phân thủy thứ. Hắc Yến vốn cho rằng lần này bắt cóc kế hoạch vạn vô nhất thất, nhưng nàng làm sao đều không ngờ rằng Hứa Thuần Lương tới lại nhanh như vậy, càng không nghĩ đến Hứa Thuần Lương vũ lực cường hãn như vậy. Muốn một lần nữa khống chế lại cục diện, nhất định phải đoạt tại Hứa Thuần Lương trước đó khống chế lại Cơ Giai Giai. Chỉ có dạng này mới tính bắt lấy nhược điểm của hắn, mới có thể để cho hắn biết khó mà lui. Hắc Yến không ngừng tiếp cận Cơ Giai Giai đồng thời cũng không buông lỏng cảnh giác, nàng dự cảm đến Hứa Thuần Lương liền tại phụ cận, mà lại người này sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắc Yến quay đầu lại, cũng không nhìn thấy Hứa Thuần Lương thân ảnh, trong lòng an tâm một chút, có lẽ là mình khẩn trương thái quá, cái này cũng chứng minh Hứa Thuần Lương biểu hiện ra vũ dũng cường hãn cho nàng lưu lại sâu nặng bóng ma tâm lý. Coi như hắn có thể đuổi tới lại như thế nào, ở trong nước sức chiến đấu chưa hẳn so ra mà vượt chính mình. Hắc Yến ép buộc mình tạm thời quên Hứa Thuần Lương, tốc độ cao nhất bơi về phía Cơ Giai Giai, cùng đồng bạn một trước một sau ở trong nước đối nàng hình thành bao bọc chi thế. Cô nàng này hiện tại mọc cánh khó thoát, tính mạng của nàng đã bị bọn hắn một mực khống chế trong tay, coi như Hứa Thuần Lương đuổi tới, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắc Yến khoảng cách Cơ Giai Giai chỉ còn lại 5 mét khoảng cách. Nàng chuẩn bị bắt lấy mục tiêu thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân siết chặt, tựa hồ có cái gì cầm mình, Hắc Yến vốn cho rằng là Hứa Thuần Lương, nhưng cúi đầu nhìn đi, đã thấy một đoàn lít nha lít nhít đầu tác hướng trên người mình leo trèo mà đến, Hắc Yến lúc này mới ý thức được những cái kia đầu tác dạng đồ vật là rắn nước. Nguy Sơn Hồ có rắn nước không giả, nhưng tại dạng này mùa, như thế đại quy mô xuất hiện, mà lại hành động nhất trí, mục tiêu công kích đều khóa chặt tại cùng một trên thân thể người cái này cũng có chút cổ quái. Hắc Yến hai tay phân thủy thứ điên cuồng vung vẩy, chặt đứt mấy đầu rắn nước, nhưng cái này cũng không đủ để tướng rắn nước dọa lùi, huyết tinh khơi dậy rắn nước hung tính, bọn chúng tranh nhau chen lấn nhào về phía Hắc Yến. Rắn nước sinh hoạt ở trong nước, tại Trung Hoa đại địa đa số địa khu đều có phân bố. Đại đa số chủng loại thân thể tráng kiện, thể to như thiện, bên ngoài thân có đốm đen, hoặc phần lưng có đầu xăm, lân phiến hiện lên sống lưng lăng hình. Nửa thủy tê, không độc. Lấy cắn giết phương pháp săn mồi cá cùng hai sinh động vật, đẻ trứng thai, nhưng sinh 30 đến 70 đầu ấu rắn. Tính tình đều táo bạo, tự vệ lúc, chưa đầu bành trướng, xông cắn đối thủ bên ngoài, còn từ hậu môn tuyến bên trong phóng xuất ra một loại khó ngửi vật bài thiết. Tên kia cầm trong tay súng đạo tặc ý thức được tình trạng không ổn, hắn cấp tốc tới gần Cơ Giai Giai. Cơ Giai Giai lúc này chỉ phía sau hắn, đạo tặc cho là nàng cố ý chuyển di sự chú ý của mình, không lướt qua tại hiếu kỳ. Hắn vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy sau lưng Hứa Thuần Lương. Đạo tặc quá sợ hãi, thay đổi cả súng hướng Hứa Thuần Lương vọt tới.
Hứa Thuần Lương nhẹ nhàng đẩy, cá súng liền cải biến phương hướng, từ phỉ đồ cầm đinh đi vào. Cơ dài dài đã hướng lên hiện lên. Hắc Yến vẫn tại rắn nước đang dây dưa đau khổ dẫy giụa, Hứa Thuần Lương lạnh lùng nhìn qua nàng, cuối cùng vẫn hướng nàng bơi đi, Hắc Yến liều một cái, hôm nay cho dù chết cũng muốn ôm hắn đồng quy vu tận. Kỳ quái là, Hứa Thuần Lương chỗ đến rắn nước nhao nhao né tránh, Hắc Yến toàn thân trên dưới đã bị rắn nước cắn bị thương nhiều chỗ, vết thương bị nước ngâm về sau, đau đớn không thôi, khổ không thể tả, ý chí của nàng lực cũng đủ mạnh lớn, dù vậy vẫn duy trì ngoan cường đấu trí, thân thể lấy được tự do về sau, cũng không ngay đầu tiên lựa chọn thoát đi, mà là như cùng một cái cá cờ bắn về phía Hứa Thuần Lương, hai tay phân thủy thứ đâm hướng Hứa Thuần Lương ngực. Hứa Thuần Lương một trưởng bổ ra, trưởng lực chỗ đến. Một cỗ cường đại mạch nước ngầm đụng vào Hắc Yến bột trên cửa, Hắc Yến như là bị trọng quyền đánh trúng, mắt tối sầm lại liền đã mất đi chi giác. Cơ dài dài rốt cục trồi lên mặt hồ, từng ngụm hô hấp lấy, Hoa Trục Nguyệt lái một lần nữa khởi động cano đi vào nàng phụ cận, dài dài, ngươi không sao chứ? Cơ dài dài nhẹ gật đầu, duỗi tay nắm lấy Hoa Trục Nguyệt cánh tay, dựa vào sự giúp đỡ của nàng bò lên. Hoa Trục Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của nàng. Lại không cẩn thận đụng phải cơ dai dai vết thương, cơ dai dai đau đến hét lên một tiếng, Hoa Trục Nguyệt lúc này mới ý thức được nàng bị thương, nói khẽ, yên tâm đi, hắn không có sự tình, ta trước giúp ngươi xử lý vết thương. Thạch Trương Ngư tác gia nói, viết hai chương, hôm nay cứ như vậy, nhất định phải kiềm chế một chút. Hắc Yến giống như là một cái dài rằng giặc ác mộng, đột nhiên mở hai mắt ra, từng ngụm hô hấp lấy, một bên hô hấp một bên ho xuyến. Nàng phát hiện mình nằm tại bụi cỏ lau biên giới, phương xa truyền đến còi cảnh sát vang lên, từ thanh âm phán đoán cùng nàng ở giữa hẳn là có chút khoảng cách. Nàng giãy giụa lấy hướng bụi cỏ lau bên trong bỏ chạy, nàng không biết mình là như thế nào trốn qua một kiếp, chỉ biết là bọn hắn kế hoạch hôm nay đã toàn bộ thất bại. Xuyên thấu qua bụi cỏ lau khe hở, nhìn thấy phương xa trên mặt hồ vẫn có khói đặc dâng lên, hẳn là chưa đốt hết cano, bởi vậy suy tính nàng hôn mê thời gian cũng không trường. Chuyện xảy ra địa phương cách nơi này hẳn là có cự ly một cây số, Hắc Yến thực sự nghĩ không ra mình là như thế nào tại mất đi ý thức trạng thái, thoát khỏi rắn nước vây khốn trốn đến nơi này, thật chẳng lẽ là nàng mệnh không có đến tuyệt lộ. Đồng bạn chết đã chết bị thương tổn thương, coi như may mắn còn sống, chỉ sợ cũng phải bị chạy tới cảnh sát bắt được. Hắc Yến không để ý tới cân nhắc chuyện của người khác tình, nàng nhất định phải nhanh thoát đi. Hứa Thuần Lương báo cảnh về sau. Trên nước tuần cảnh rất nhanh liền chạy tới nơi này, chuyện xảy ra thủy vực lệ thuộc vào Nguy Sơn huyện Hồ Sơn Trấn, đồn công an người phụ trách Lý Thành Ba xuất lĩnh nước cảnh chi đội đuổi tới hiện trường thời điểm, hết thảy đều kết thúc. Tình thế so với bọn hắn trong dự đoán còn nghiêm trọng hơn, hiện trường tổng cộng phát hiện 3 bộ thi thể, 3 người trọng thương, còn lại đạo tặc còn đang lùng bắt bên trong. Căn cứ Hứa Thuần Lương phản ứng tình huống, lần này nhằm vào cơ dai dai bắt cóc sự kiện đối phương hết thảy có 8 người. Nói cách khác, còn có 2 người tung tích không rõ. Tại đơn giản hiểu rõ một chút tình huống về sau, cảnh sát phái người trước đem Hoa Trục Nguyệt cùng cơ dai dai đưa về ở trên đảo. Hứa Thuần Lương thì đến cảnh sát tuần tra trên thuyền, Lý Thành Ba một mặt ngưng trọng, kỳ thật tâm tình của hắn cũng không có khẩn trương như vậy, mặc dù 3 chết 3 tổn thương, nhưng chết được tất cả đều là bọn cướp. Trợ thủ hỏi thăm tình huống thời điểm, hắn một mực đứng ngoài quan sát, cũng không ngắt lời. Các loại hỏi thăm kết thúc, hắn mới vừa tới Hứa Thuần Lương bên người, thấp giọng nói, chết 3 người a. Hứa Thuần Lương nói, một cái là bị Hắc Yến bắn chết, còn có 2 cái là bởi vì thao túng không thích đáng, cano phát sinh va chạm, bạo tạc phát sinh quá đột ngột, ta muốn cứu cũng không kịp. Lý Thành Ba nhìn qua một mặt tiếc hận biểu lộ Hứa Thuần Lương, hắn tuyệt đối không tin Hứa Thuần Lương sẽ có cứu người ý nghĩ. Còn có 3 tên đạo tặc còn sống. Hứa Thuần Lương nói, đều đã chết manh mối liền đoạn mất. Còn có 2 người đang lẩn trốn. Trốn không thoát, Hứa Thuần Lương ngữ khí vô cùng chắc chắn. Lý Thành Ba kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hứa Thuần Lương cười nói, có các ngươi tại, bọn hắn mọc cánh khó thoát. Lý Thành Ba nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, vụ án này quá lớn, ta đã báo cáo cục thành phố, đến lúc đó khả năng sẽ còn tìm các ngươi tìm hiểu tình huống. Hứa Thuần Lương nói, phải nói ta cũng nói rồi, còn tốt không có để người xấu đạt được. Ta có thể kết luận chuyện này là Vũ Viên Nghĩa ở sau lưng gây nên, hy vọng có thể mau chóng đem cái này kẻ cầm đầu truy nã quy án. Lý Thành Ba nói, yên tâm đi. Hắn an bài một chiếc thuyền nhỏ tướng Hứa Thuần Lương trước mang đến Nguy Sơn Đảo. Hứa Thuần Lương trở lại trên đảo thời điểm,
nhìn thấy Hoa Trục Nguyệt hất lên màu đen lông dê áo choàng tại bến tàu chờ đợi. Hứa Thuần Lương cười nói, một mực chờ lấy ta đây. Hoa Trục Nguyệt lắc đầu, vừa tới, cục thành phố bên kia đã phái người đến đây, rất nhanh liền đến. Hứa Thuần Lương nói, nên không phải Lục Kỳ a. Hoa Trục Nguyệt nhỏ giọng nói, để ngươi đoán, Lục Kỳ đặc địa bàn giao, chuyện này tận lực đừng rêu rao, hắn vừa rồi liên lạc không được ngươi, để ngươi chờ hắn, hắn muốn theo ngươi hảo hảo nói chuyện. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, cùng ta có chuyện gì đáng nói. Hoa Trục Nguyệt nói, dù sao xảy ra nhân mạng. Hứa Thuần Lương nói, không quan hệ với ta. Hoa Trục Nguyệt nói khẽ, bọn hắn ngược lại là sẽ chọn địa phương ra tay, chung quanh liền cái giám sát đều không có. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra một cái tâm lĩnh thần hội tiếu dung. Cơ Dai Dai mặc dù bị thương nhẹ, nhưng là không có bị kinh sợ, lần này trở về từ cõi chết kinh lịch để nàng hưng phấn dị thường, vừa mới liền thừa nhận là nàng rút ra trên người đầu mũi tên, đâm mù một phỉ đồ con mắt. Hoa Trục Nguyệt lần nữa phát ra lan hoa lệnh, truy sát Vũ Viên Nghĩa, sự thật chứng minh Vũ Viên Nghĩa không chết, bọn hắn liền không quá bình. Hứa Thuần Lương tắm rửa một cái thay quần áo khác, lúc đi ra nghe nói Lục Kỳ đã xuất đội chạy tới, trước mắt ngay tại tìm Hoa Trục Nguyệt cùng Cơ Dai Dai tìm hiểu tình huống. Hứa Thuần Lương không có lập tức đi qua, Lục Minh nghe được phong thanh cũng chuyên chạy tới ân cần thăm hỏi, tuân theo cảnh sát bàn giao, Hứa Thuần Lương cũng không lộ ra vụ án phát sinh chi tiết. Lục Minh nghe nói có người chết, bất quá chỉ cần không phải phe mình nhân viên cũng không sao, loại này phỉ đồ cùng hung cực ác coi như tất cả đều chết xong cũng không có gì có thể tiếc hận. Làm Đông Châu Văn Lữ Cục tân nhiệm phụ trách người, hắn cũng không muốn nhìn thấy Lam Tinh bên này xảy ra chuyện. Lam Tinh tập đoàn Văn Lữ hạng mục ký kết ngày đó nếu là xuất hiện tổng giám đốc bị trói sự tình, đối Đông Châu Văn Lữ, thậm chí đối toàn bộ Đông Châu đều sẽ sinh ra cực kỳ không tốt ảnh vang. Nếu như Đông Châu liền nhà đầu tư an toàn cũng không thể bảo hộ, về sau ai còn nguyện ý tới đây đầu tư phát triển? Lục Kỳ sau khi hiểu rõ tình huống đến tìm Hứa Thuần Lương, nhìn đến đại ca cũng ở tại chỗ, kêu một tiếng ca. Lục Minh nhìn thấy người mặc đồng phục đệ đệ cũng minh bạch hắn đang làm việc sự tình, nếu như chính mình tiếp tục lưu lại có nhiều bất tiện, Lục Minh lấy cớ đi an ủi hỏi một chút Hoa Trục Nguyệt cùng Cơ Dai Dai, đứng dậy rời đi. Lục Kỳ trên dưới đánh giá một chút Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương người không việc gì một dạng cười cười, nhìn cái gì vậy? Lục Kỳ nói, ta là quan tâm ngươi có bị thương hay không? Hứa Thuần Lương nói, quá lo lắng, liền đám này con tôm nhỏ còn có thể thương tổn được ta. Lục Kỳ nói, vừa mới lại phát hiện một bộ thi thể, cá súng từ dưới quai hàm bắn vào đi, quán xuyên sọ não, chết 4 cái. Hứa Thuần Lương nói, ác hữu ác báo. Lục Kỳ thở dài nói, 4 cái nhân mạng a. Hứa Thuần Lương nói, theo lý thuyết cảnh sát đối loại này cùng hung cực ác tội phạm sẽ không có đồng tình tâm. Lục Kỳ nói, ta cũng không phải đồng tình bọn hắn, ta chỉ là đối chân tướng rất hiếu kỳ. Hứa Thuần Lương nói, không có gì có thể hiếu kỳ. Chân tướng chính là bọn hắn nghĩ bắt cóc Cơ Dai Dai, tại ta cùng Hoa Trục Nguyệt truy kích bọn hắn quá trình bên trong phát sinh một chút tranh đấu, bọn hắn thật sự là quá ngu, nhất là cái kia Hắc Yến, ta tận mắt nhìn thấy nàng bắn chết một đồng đảng. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, trước mắt đang lẩn trốn một người là Hắc Yến. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, Vũ Viên Nghĩa con gái nuôi. Lục Kỳ nói, đối phương 8 người, 3 người các ngươi lấy được đại hoạch toàn thắng. Cuối cùng đối phương 4 chết tam trọng tổn thương còn có 1 người mất đi hạ lạc, lực chiến đấu của các ngươi thật đúng là không tầm thường a. Hứa Thuần Lương nói, ta đều không kịp xuất thủ. Lục Kỳ lườm hắn một cái, tức giận nói, không cần ngươi dạy ta, ta biết báo cáo làm như thế nào viết. Hứa Thuần Lương nói, tại sao ta cảm giác ngươi có chút khí không thuận a? Lục Kỳ nói, không có gì khí không thuận, ngươi làm ta là bệnh nghề nghiệp đi, làm cảnh sát quen thuộc, nghĩ cha ra chân tướng. Chỉ bằng hắn đối Hứa Thuần Lương hiểu rõ, muốn nói những người này thương vong cùng Hứa Thuần Lương một điểm quan hệ đều không có, có quỷ mới tin, cũng không phải nói hắn nhất định phải đem trách nhiệm hướng Hứa Thuần Lương trên thân chụp, làm bằng hữu, hắn đương nhiên hy vọng Hứa Thuần Lương không có việc gì, nếu như Hứa Thuần Lương có phiền phức, tại pháp luật cho phép trong phạm vi, hắn sẽ còn hết sức tương trợ, nhưng là Hứa Thuần Lương con hàng này không theo chính mình nói lời nói thật a. Hứa Thuần Lương nói, chỉ cần chúng ta bình an vô sự liền tốt. Hôm nay nếu quả thật để đám kia lưu manh đạt được, các ngươi coi như mặt mũi không ánh sáng. Lục Kỳ thở dài một hơi, hai tay vỗ vỗ dựa vào lan can, ngẩng đầu quan sát hoàng hôn dần dần trầm bầu trời. Thuần Lương, ta biết ngươi đối với chúng ta có thể có chút không đủ tín nhiệm,
nhưng ngươi phải biết chúng ta nhất định phải dựa theo pháp luật điều lệ làm việc, chỉ có trưởng nắm đủ chứng cứ mới có thể động thủ bắt người. Hứa Thuần Lương minh bạch hắn nỗi khổ tâm trong lòng, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tại thể chế bên trong làm việc không thể quá giáo điều cứng nhắc, phải hiểu được linh động. Lục Kỳ nói, ngươi là đang dạy ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cũng không dám dạy ngươi. Lục Kỳ hướng hắn xích lại gần một chút, thấp giọng nói, lấy năng lực của ngươi, làm sao lại trốn một cái. Hứa Thuần Lương giả bộ không có nghe tiếng, ngươi nói cái gì? Lục Kỳ nói, ta nói là cái kia hắc yến năng lực có thể a, thế mà có thể từ ngươi ngay dưới mắt đào tẩu. Hứa Thuần Lương sửa chữa chính đạo, nàng cũng không phải từ ta ngay dưới mắt đào tẩu, nàng ở kinh thành liền đã bị bắt một lần, không biết làm sao trốn thoát, hôm nay các ngươi cũng xuất động không ít cảnh lực. Đến trước mắt là rừng còn không có tung tích của nàng, chứng minh nữ nhân này thật có chút năng lực. Lục Kỳ có chút lúng túng nói, chúng ta đã liên lạc Tế Châu nước cảnh, triển khai liên hợp lùng bắt, bất quá mặt hồ quá lớn, muốn tìm đến một người cũng không phải dễ dàng như vậy. Hứa Thuần Lương nói, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chỉ muốn huy động đúng chỗ, nàng liền mọc cánh khó thoát. Trời tối người yên, Tế Châu cá đài huệ trong sông lóe ra lấm ta lấm tấm đèn trên thuyền trài, nơi này dòng sông dày đặc. Răng khắp nơi, được xưng tụng phương bắc vùng sông nước. Tầng tầng lớp lớp bụi cỏ lau hiện ra màu bạc ánh trăng, bờ sông bên trên cây thủy sam đã phủ thêm hồng trang. Một xe minibus tại hầu ra cầu dừng lại, Hắc Yến đẩy cửa xe ra xuống xe, dọc theo cầu nối một bên đi xuống bờ sông, trong sông ngừng lại một chiếc thuyền đánh cá, cái này cũng là bọn hắn trước đó ước định hội hợp địa phương. Sớm tại xe van xuất hiện thời điểm, Vũ Viên Nghĩa liền trước tiên phát hiện, hắn đứng ở đầu thuyền yên lặng hút thuốc. Từ khi thủ hạ không có dựa theo sớm định ra thời gian trở về, hắn liền ý thức được xảy ra chuyện, nhưng là thẳng đến hiện tại không có tin tức xác thực truyền ra. Hắc Yến là một người trở về, những người khác đâu? Hết thảy đi 8 tên thủ hạ đắc lực, làm sao chỉ còn lại nàng một cái? Hắc Yến phi thường cơ cảnh nhìn qua chung quanh, vững tin không người theo dõi, mới vừa tới thuyền đánh cá bên trên. Nhờ ánh trăng, Vũ Viên Nghĩa thấy được nàng trên mặt nhìn thấy mà giật mình từng đống vết thương. Nội tâm không khỏi giật mình, xảy ra chuyện gì? Hắc Yến thở dốc một hơi, hạ giọng nói, rời khỏi nơi này trước lại nói. Vũ Viên Nghĩa hạ lệnh lái thuyền, thuyền đánh cá lái về phía vùng đất ngập nước chỗ sâu. Hắc Yến đi theo hắn đi vào trong khoang thuyền, Vũ Viên Nghĩa kiểm tra một chút vết thương của nàng, kinh ngạc nói, người bị rắn cắn rồi. Hắc Yến nhẹ gật đầu, rắn nước, nàng nhắm hai mắt. Bây giờ nghĩ khởi tại trong hồ nước bị rắn nước hợp nhau tấn công tràng diện vẫn lòng còn sợ hãi. Vũ Viên Nghĩa tìm đến cái hòm thuốc, cẩn thận giúp nàng xử lý vết thương, Hắc Yến cố gắng nhớ lại lấy phát sinh qua hết thảy. Vũ Viên Nghĩa nghe nàng giảng thuật, lông mày không khỏi nhíu lại, Hứa Thuần Lương quả thật lợi hại, lúc trước hắn hủy đi căn cứ thời điểm liền có thể khu ngự hắc bọ cạp. Hắc Yến nghiến răng nghiến lợi nói, đâu chỉ hắc bọ cạp còn có gấu đen. Vũ Viên Nghĩa mím môi, trầm giọng nói, người này hẳn là tinh thông ngự trùng thuật, nếu như không phải hắn từ đó cản trở, Hoa Trục Nguyệt tiện nhân kia sớm đã chết trên tay ta. Hắc Yến nghe được Hoa Trục Nguyệt ba chữ thân thể bỗng nhiên ở nơi đó. Vũ Viên Nghĩa còn cho là mình xúc thống vết thương của nàng, ân cần nói, thế nào? Có phải hay không vết thương đau đớn? Hắc Yến lắc đầu, Vũ Viên Nghĩa cầm lấy băng gạc giúp nàng tướng vết thương băng bó lại. Hắc Yến nói, cha nuôi, chúng ta còn muốn tiếp tục hành động xuống dưới sao? Vũ Viên Nghĩa nói, tự nhiên muốn tiếp tục hành động, Hoa Trục Nguyệt tiện nhân kia một ngày không chết, đại ca ngươi liền chết không nhắm mắt. Trong miệng hắn nói tới chính là con trai bảo bối của hắn Trần Thế Hiền, lúc trước bởi vì tại Nam Giang mê luyến Lam Tinh Hộp đêm bồi tử nữ nhi bị xáo lộ, bởi vì đố kỵ giết người, cuối cùng lựa chọn bước lên con đường cùng. Hắc Yến đối cái này cái gọi là đại ca cũng chưa quen thuộc, nàng chỉ biết là tại Trần Thế Hiền trước khi chết. Vũ Viên Nghĩa mang lấy bọn hắn những người này mặc dù cũng làm lấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý, nhưng một mực cũng coi như tiêu diêu tự tại. Từ khi tại thần nông nuôi dưỡng căn cứ đặt bẫy đối phó Hoa Trục Nguyệt bắt đầu, bọn hắn liền bị Lan Hoa Môn phát ra lệnh truy sát, chạy trốn tứ phía, hoảng sợ mà không chịu nổi một ngày. Lần trước ở Kinh Thành xuất thủ đối phó bị môn đời môn chủ Hạ Hầu Mộc Lan, mình còn bị cảnh sát bắt được, hiện tại tốn sức thiên tân vạn khổ trốn thoát, lại bị cha nuôi báo thủ kế hoạch cuốn vào gợn sóng. Hôm nay suýt nữa tướng tính mệnh nhét vào nguy sơn hồ. Vì dạng này người hy sinh, đáng giá không? Hắc Yến nội tâm đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trước đó chưa từng có. Nàng vậy mà thấp giọng nói ra, đáng giá không?
Vũ Viên Nghĩa nghe vậy khẽ giật mình, người nói cái gì? Hắc Yến nói, cha nuôi, người có hay không ý thức được những năm này chúng ta trôi qua là ngày gì? Lan Hoa Môn phát ra Lan Hoa lệnh đuổi giết chúng ta, bị môn tướng người trục xuất môn tường, vì báo thù, chúng ta hy sinh nhiều ít huynh đệ. Loại lời này đổi thành đi qua Hắc Yến là tuyệt đối sẽ không nói ra, thế nhưng là đêm nay trong lòng có chồng kỳ quái ý nghĩ tại giày vò lấy nàng, đáng giá không? Vì một cái Trần Thế Hiền, nỗ lực lớn như vậy đại giới, hy sinh kia a nhiều người, đáng giá không? Vũ Viên Nghĩa nhìn hằm hằm Hắc Yến, ta chỉ có một đứa con trai. Hắc Yến nói, nhưng trong khoảng thời gian này vì báo thù huynh đệ đã chết, trong bọn họ có không ít cũng là con trai độc nhất trong nhà. Vũ Viên Nghĩa nghe đến đó rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, hắn vươn tay hung hăng rút Hắc Yến một cái bạt tai, giận dữ hét, im ngay. Không nên quên, mệnh của ngươi là ta đưa cho ngươi, không có ta ngươi sống không cho tới hôm nay. Hắc Yến quỳ rạp xuống đất, hai tay chống lấy bong tàu, nội tâm lại nổi lên thao thiên cự lãng, nàng là Vũ Viên Nghĩa nghĩa nữ, nếu như không có gặp được Vũ Viên Nghĩa, nàng hẳn là đã sớm chết, nhưng là những năm gần đây nàng là Vũ Viên Nghĩa lên núi đao xuống biển lửa, đặt mình vào nguy hiểm làm nhiều ít sự tình, tại Vũ Viên Nghĩa trong lòng mệnh của nàng vẫn so ra kém Trần Thế Hiền, người ta là thân sinh tử, cốt nhục tình thâm, mình không nên có lời oán giận. Hắc Yến ở trong nội tâm ý đồ thuyết phục mình, nhưng nàng càng như vậy nghĩ, trong lòng càng là bất bình, trong lòng hắn chưa hề tướng mình xem như nữ nhi đối đãi, mình chẳng qua là hắn lợi dụng công cụ thôi, hắn bằng thật sao lợi dụng mình. Vũ Viên Nghĩa đánh Hắc Yến một tát này về sau, trong lòng nộ khí cũng tiêu tán một chút, nhớ tới những năm gần đây Hắc Yến vì chính mình làm hết thảy, hắn khó tránh khỏi có chút áy náy, nếu như không phải Hắc Yến vì chính mình yên trước ngựa sau chịu mệt nhọc, mình há có thể an nhiên ẩn thân phía sau màn, hắn thở dài, ngữ khí trong nháy mắt lại trở nên ôn hòa. Hắc Yến, ta biết ngươi trong khoảng thời gian này thụ không ít khổ, ta làm sao không đau lòng ngươi, chỉ là ta thả không dưới, ta không bỏ xuống được a. Hắc Yến nói, cha nuôi, Hoa Trục Nguyệt phía sau có Lan Hoa Môn, coi như dứt bỏ Lan Hoa Môn không nói, còn có Hứa Thuần Lương giúp nàng, người này thâm bất khả trắc. Vũ Viên Nghĩa khặc khặc cười nói, ngươi đừng muốn trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình, Hứa Thuần Lương lợi hại hơn nữa cũng không thể thời thời khắc khắc canh giữ ở bên cạnh nàng. Hôm nay chỉ là một cái ngoài ý muốn thôi, ta nhẫn hắn đã thật lâu, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nhúng tay ta sự tình, thật coi ta Vũ Viên Nghĩa tốt tính không thành, đừng quên, bọn hắn Hứa ra thế nhưng là nhân khẩu thịnh vượng. Hắc Yến bên trong bắt đầu lo lắng, cha nuôi, người muốn làm gì? Vũ Viên Nghĩa nghiến răng nghiến lợi nói, hắn làm lần đầu tiên, ta liền làm 15, ta lấy trước Hứa ra nhân tế đao. Hắc Yến đầu đánh cho một tiếng như là bị phích lịch bổ trúng. Nàng mộc ngơ ngác nhìn qua Vũ Viên Nghĩa, không thể. Vũ Viên Nghĩa hơi kinh ngạc nhìn qua nàng, còn tưởng rằng nàng bị Hứa Thuần Lương dọa cho bể mật gần chết, lạnh lùng nói, có gì không thể. Người giết không được Hứa Thuần Lương, chẳng lẽ còn không giết được hắn ra ra, không giết được hắn thân người. Hắc Yến trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ quái hình tượng, nội tâm hiện ra mãnh liệt xúc động, nàng cắn chặt bờ môi, song quyền nắm chặt. Vũ Viên Nghĩa thấy được nàng kỳ quái biểu hiện, ân cần nói, có phải hay không vết thương vừa đau rồi? Ta cho ngươi đánh một châm giảm đau châm. Hắc Yến nhẹ gật đầu, được. Vũ Viên Nghĩa đi trong hòm thuốc tìm kiếm giảm đau châm thời điểm, bỗng nhiên cảm giác có chút dị dạng, hắn ngẩng đầu, chính gặp gỡ Hắc Yến đằng đằng sát khí ánh mắt, Vũ Viên Nghĩa lập tức ý thức được không ổn, hắn chuẩn bị làm ra phản ứng lúc sau đã không còn kịp rồi, Hắc Yến rút ra đoạn đao lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hung hăng đâm vào ngực của hắn. Thấu tâm đau đớn để Vũ Viên Nghĩa ngũ quan vặn vẹo lên, hắn kêu thảm nói, ngươi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến một tay nuôi lớn Hắc Yến vậy mà lại đối với mình thống hạ sát thủ. Hắc Yến trên mặt lộ ra điên cuồng tiếu dung, nàng tay trái che Vũ Viên Nghĩa miệng mũi, phải tay nắm chặt đoạn đao điên cuồng đâm vào Vũ Viên Nghĩa lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi, bắn tung tóe nàng đầy đầu đầy mặt. Hắc Yến toàn vẹn không cảm giác, nàng tựa như một cái mất đi tình cảm cỗ máy giết người. Trong nội tâm trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, nàng muốn giết chết Vũ Viên Nghĩa, không tiếc đại giới giết chết Vũ Viên Nghĩa. Chỉ có hắn chết, mình mới có thể thu được giải thoát. Minh Nguyệt như sương, tướng mặt hồ chiếu lên sáng rực khắp, Hứa Thuần Lương đứng tại ven hồ phía trên, nhìn trong bầu trời đêm trăng sáng như có điều suy nghĩ. Hoa Trục Nguyệt rón rén đi vào phía sau hắn, vì hắn phủ thêm một kiện áo ngoài. Hứa Thuần Lương cúi đầu nhìn thoáng qua, hai ta giống như nhân vật thay đổi. Hoa Trục Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, dịu dàng nói,
đêm hôm khuya khoắt ngươi không đi nghỉ ngơi một người lén lén lút lút ở chỗ này làm cái gì? Hứa Thuần Lương nói, xem thiên tượng, đoạn sinh tử. Hoa Trục Nguyệt nói, xem ra ta là có mắt không biết hứa bán tiên. Hứa Thuần Lương ha ha cười nói, trong mắt người ta chỉ coi là nửa cái hứa tiên. Hoa Trục Nguyệt nói, đã rất lợi hại, tận mắt nhìn thấy Hứa Thuần Lương hôm nay đại triển thần uy, nàng cuối cùng là đối Hứa Thuần Lương thực lực chân chính có chỗ nhận biết, hiện tại bắt đầu nhớ lại Hứa Thuần Lương trong lúc vô tình nói tới một câu, hắn là bị sét đánh tới, hẳn là kinh nghiệm của hắn thật sự là như thế truyền kỳ. Hứa Thuần Lương nói, ta so ra kém hứa tiên. Hoa Trục Nguyệt nói, chỗ nào so ra kém? Người ta có thể đem ngàn năm tu hành bạch xà cho ngủ, ta cũng không có bản sự này. Hứa Thuần Lương lóe sáng con mắt du tẩu tại Hoa Trục Nguyệt xinh đẹp trên mặt. Hoa Trục Nguyệt khanh khách một tiếng như nhánh hoa run rẩy, gương mặt xinh đẹp bịt kín một tầng ngượng ngùng đỏ ửng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, làm sao? Ngươi muốn ngủ ta? Đối diện như thế vũ mị giai nhân, Hứa Thuần Lương nội tâm đại động, bất quá hắn cũng không có bất kỳ tứ chi bên trên động tác. Bởi vì hắn phát giác được phụ cận có người đang lặng lẽ chú ý bọn hắn, Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, xem ra còn có người giống như chúng ta không có chìm vào giấc ngủ. Hoa Trục Nguyệt nhẹ gật đầu, phát sinh chuyện lớn như vậy, cảnh sát không có khả năng không điều tra một hợp lý chân tướng. Hứa Thuần Lương nói, có một số việc chú định không có kết quả. Hoa Trục Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nói khẽ, theo ta được biết, hiện tại vệ tinh mạng lưới đã có thể giám sát trên địa cầu bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Hứa Thuần Lương nói, ai sẽ tốn hao như thế lớn đại giới đi giám sát mấy cái tiểu nhân vật, cảnh sát nếu là có năng lực như thế, sớm đã đem Vũ Viên Nghĩa truy nã quy án. Nhắc lên Vũ Viên Nghĩa, Hoa Trục Nguyệt không khỏi sầu bên trên lông mày, thở dài nói, hôm nay để Hắc Yến cho chạy trốn, Vũ Viên Nghĩa quá mức giảo hoạt, ta lo lắng hắn sẽ còn tiếp tục gây sóng gió. Hứa Thuần Lương nhìn qua trong bầu trời đêm trăng sáng nói, ta đêm xem thiên tượng, Vũ Viên Nghĩa sống không quá đêm nay. Hoa Trục Nguyệt nửa tin nửa ngờ nhìn qua hắn, nàng mặc dù không biết Hứa Thuần Lương vì sao làm ra phán đoán như vậy, nhưng nàng lại cảm thấy Hứa Thuần Lương có năng lực như vậy. Nếu thật là như thế, vậy coi như giải quyết xong một kiện tâm sự tình. Hứa Thuần Lương nói, gần nhất phát sinh không ít sự tình, Địch Bình Thanh cùng Nhạc Tinh tập đoàn âm thầm cấu kết, người này tâm ngoan thủ lạt, ý đồ độc bá bỉ môn. Hoa Trục Nguyệt nói, hắn muốn từ Hạ Hầu Mộc Lan trong tay cướp đi môn chủ chi vị cũng không dễ dàng như vậy. Ta nghe nói Hạ Hầu Mộc Lan chỉ cần thông qua bỉ môn 6 kỹ khảo hạch liền có thể trở thành chính thức môn chủ, người hẳn là có thể giúp nàng làm được. Hứa Thuần Lương nói, không thể ngồi chờ người khác ra chiêu, Trục Nguyệt, Vũ Viên Nghĩa sự tình giải quyết về sau, ta muốn ngươi giúp ta giải quyết cái phiền toái này. Hoa Trục Nguyệt trong lòng thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ của hắn đối giải quyết Vũ Viên Nghĩa sự tình tràn đầy lòng tin, ôn nhu nói, ta tự nhiên là vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Giữa trưa ngày thứ hai, Vũ Viên Nghĩa cùng người chèo thuyền thi thể tại Huệ sông vùng đất ngập nước đường sông bên trong bị phát hiện, nơi đó cảnh sát xác nhận thân phận về sau ngựa lên liên hệ Đông Châu phương diện. Căn cứ phụ cận giám sát sơ bộ điều tra cơ bản khóa chặt hung thủ chính là Vũ Viên Nghĩa con gái nuôi Hắc Yến. Việc này cũng từ bên cạnh đã chứng minh Hứa Thuần Lương liên quan tới cướp án hiện trường lý do thoái thác, đạo tặc đội nội bộ xuất hiện phân liệt, Hắc Yến liền nuôi nàng lớn lên cha nuôi đều có thể giết huống chi những đồng bạn kia. Chỉ là Hắc Yến vì sao ngược lại qua giết chết đồng đảng, việc này tạm thời không cách nào không chiếm được giải đáp. Cảnh sát ngay đầu tiên phát ra lệnh truy nã, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất tướng cái này cực kỳ nguy hiểm hung phạm truy nã quy án. Địch Bình Thanh trong khoảng thời gian này tâm tình đều phi thường ác liệt, Tần Ngọc Kiều nữ nhân ngu xuẩn này để hắn thiết kế tỉ mỉ một chương bài cơ hồ hết hiệu lực. Càng làm cho hắn buồn bực là có người tại truyền thông bên trên tuôn ra hắn cùng Nhạc Tinh tập đoàn phó tổng giám đốc Lý Xương Hách gặp mặt ảnh chụp, Địch Bình Thanh coi như dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ rõ ràng, những hình này nên cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ. Nơi này đồng bộ còn có báo cáo vật liệu đưa đến Đông Châu Thượng Tầng, báo cáo Khang Kiện tập đoàn cùng Nhạc Tinh tập đoàn dính líu cạnh tranh bất chính, trong thành phố tiếp vào báo cáo về sau, căn cứ phụ trách thái độ cùng song phương người phụ trách gặp bột, điều tra giữa bọn hắn có hay không tài vụ vãng lai. Khang Kiện tập đoàn tại cầm xuống bệnh truyền nhiễm viện mới viện hạng mục bên trong có hay không vi quy hành vi. Mặc dù thị lý thái độ tương đối ôn hòa, nhưng là thân ở điều tra vòng xoáy bên trong Bình Thanh vẫn cảm nhận được một loại mưa thu nổi lên hàn ý. Nên tới Thủy Trung vẫn là muốn tới, trận mưa này rất lớn, mưa phạm vi dính đến Lỗ Nam, Giang Bắc, An Huy Đông các loại nhiều cái địa khu. Bởi vì nhiều tao ngộ nặng hơn lũ mùa thu Hồng Thủy,
Hoàng Hoài hạ du các loại lưu vực thời gian dài, cao thủy vị, đại lưu lượng đi hồng, phòng lụt tình thế hết sức nghiêm trọng. Chu thư ký đại biểu giảm tai ủy xuôi nam tuần sát, xâm nhập các nơi phương phòng lụt chống hạn trung tâm chỉ huy hiểu rõ phòng lũ mùa thu tình huống, xâm nhập trọng điểm khống đạo công trình, tình hình nguy hiểm đoạt cố hiện trường cùng thành thị chỗ chúng dễ úng lụt khu thực địa xem xét tấn tình công tình. Đây là hắn nhậm chức giảm tai ủy về sau lần thứ nhất ra ngoài thị sát, căn cứ hành trình, sau cùng một trạm đặt ở Đông Châu. Kỳ thật Đông Châu tấn tình không gọi được nghiêm trọng, trong thành phố tiếp vào Chu thư ký muốn tới tin tức khó tránh khỏi sẽ phỏng một chút hắn chuyến này dụng ý. Uông Kiến Minh ở sâu trong nội tâm cũng không chào đón hắn đến, Đông Châu trời mưa đến mặc dù không nhỏ, nhưng là bởi vì sớm bố trí đúng chỗ, Đông Châu phòng lụt công việc tiến hành đến ngay ngắn rõ ràng. Nhất là tại biết Chu thư ký lần này khảo sát phạm vi còn bao gồm quản linh cữu và mai táng công việc cùng khôi phục cơ cấu kiến thiết tình huống, càng thấy hắn chuyến này có thâm ý khác. Ở sâu trong nội tâm mặc dù có chút bài xích, nhưng là nghênh đón công việc cũng nhất định phải chứng thực đúng chỗ, ngoại trừ tự mình tiếp đãi gặp mặt bên ngoài, Uông Kiến Minh đặc địa an bài phụ trách dân chính người đứng thứ hai Lý Hy Anh toàn bộ hành trình cùng đi, bởi vì lần này khảo sát trọng điểm là dân chính đơn vị, cục dân chính lãnh đạo chủ yếu khẳng định là phải bồi cùng. Cục dân chính trưởng Vương Đồng An vốn định thừa cơ hội này một lần nữa rời núi, nhưng là lãnh đạo cấp trên cân nhắc đến tình trạng cơ thể của hắn để hắn tiếp tục lưu lại trong nhà tĩnh dưỡng. Cứ như vậy trước mắt chủ trì công tác Tương Kỳ Dũng liền lý chỗ đương nhiên đại biểu dân chính hệ thống phụ trách tiếp đãi. Tần Chính Dương tướng sơ bộ định ra nhân viên tiếp đãi danh sách đưa cho Uông Kiến Minh xem qua. Uông Kiến Minh nhìn thoáng qua, tại sao không có Hứa Thuần Lương? Tần Chính Dương cười nói, ta quay đầu bổ sung. Kỳ thật hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là Hứa Thuần Lương, nhưng là Hứa Thuần Lương cấp bậc quá thấp, chủ yếu nhân viên tiếp đãi cấp bậc ít nhất cũng là phó sư cấp. Nếu như đi lên liền đem Hứa Thuần Lương liệt đi vào, chỉ sợ Uông Kiến Minh lại muốn hỏi hắn tại sao muốn đem Hứa Thuần Lương cho liệt tiến vào. Ở vào thư ký cương vị mặc dù nhiệm vụ chủ yếu là vì lãnh đạo phục vụ, nhưng bình thường cũng phải cùng lãnh đạo đấu trí đấu dũng. Uông Kiến Minh nhẹ gật đầu, chủ thư ký cùng Hứa Thuần Lương quan hệ ngươi hẳn là rõ ràng, tiểu Hứa tham gia tiếp đãi vẫn tương đối thích hợp. Tần Chính Dương xu nịnh nói, vẫn là Uông thư ký nghĩ đến chu đáo. Uông Kiến Minh nói, Chu thư ký hành trình xác định chưa? Tần Chính Dương nói, bọn hắn cấp ra mấy cái trọng điểm khảo sát bộ môn. Loại này quan phương tính chất khảo sát phần lớn là muốn sớm cùng địa phương chào hỏi, đến một lần địa phương chính phủ tốt làm ra an bài, bảo đảm khảo sát an toàn thuận lợi, thứ hai cũng có thể thể hiện ra đối địa phương tôn trọng, cho địa phương một cái sách trước thời gian chuẩn bị. Tần Chính Dương tướng trước đây câu thông cân đối địa điểm đưa cho Uông Kiến Minh xem qua. Uông Kiến Minh chăm chú nhìn trong chốc lát, giảm tai ủy thị sát phòng lụt công việc đương nhiên, nhưng là lần này thị sát phạm chủ báo đáp qua quản linh cữu và mai táng cùng khôi phục cơ cấu, luôn cảm thấy ở trong đó chỗ nào tồn tại một vài vấn đề. Uông Kiến Minh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mưa thu còn tại dưới, mưa rơi không lớn, hắn tiền nhiệm sau liền đẩy vào bọt biển thành thị kiến thiết, đã trải qua xuân hạ mùa mưa khảo nghiệm, Uông Kiến Minh nói, hậu thiên đến. Tần Chính Dương gật đầu nói, hôm sau buổi chiều 2 điểm đến Đông Châu Đông. Uông Kiến Minh nói, thông chi toàn thành phố ngành tương quan, muốn sớm làm tốt tự tra tự kiểm công việc, cần phải tướng tất cả chi tiết chứng thực đúng chỗ. Tần Chính Dương nói, Uông thư ký yên tâm, chỉ thị của ngài đã truyền đạt đi xuống. Uông Kiến Minh bưng lên dự ấm chén nhấp một ngụm trà, Tần Chính Dương chờ hắn đặt chén trà xuống, tay mắt lanh lẹ tiếp nhận đi cho hắn nối liền nước nóng. Uông Kiến Minh ý vị thâm trường nói, Chu thư ký tại Đông Châu lý chính nhiều năm, đối Đông Châu một ngọn cây cọng cỏ đều có được đặc thù tình cảm, chúng ta lần này tiếp đãi công việc phải tất yếu cẩn thận đúng chỗ, ngàn vạn không thể để cho hắn cảm thấy thất vọng. Tần Chính Dương minh bạch hắn ý tứ, Uông Kiến Minh tâm tình bây giờ vẫn còn có chút thấp thỏm, như là một vị đứng trước đại khảo học sinh, Chu thư ký là hắn tiền nhiệm, Chu thư ký đối Đông Châu không nhưng có đặc thù cảm giác tình, còn đối Đông Châu không so hiểu rõ, có câu nói là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Chu thư ký tuyệt đối là người trong nghề. Tần Chính Dương nói, Đông Châu năm nay phòng lụt công việc phi thường xuất sắc. Uông Kiến Minh nói, không thể chỉ nhìn chằm chằm phòng lụt công việc, đi thôi, đốc thúc mọi người nhất định phải coi trọng. Tần Chính Dương rõ ràng Uông Kiến Minh lo lắng cái gì, hắn tướng tập hợp sau danh sách đưa cho Lý Hy Anh, Lý Hy Anh chỉ là nhìn lướt qua liền để hắn mau chóng thông chi tổ chiêu đãi thành viên. Cục dân chính phương diện Tương Kỳ Dũng đạt được thông chi. Dựa theo trong thành phố cho ra danh sách, hắn cùng Hứa Thuần Lương cùng là tổ chiêu đãi thành viên, Tương Kỳ Dũng đến cục dân chính tiền nhiệm thời gian mặc dù không dài,
nhưng hắn cùng Hứa Thuần Lương lại từng có mấy lần thầm giao phong, kết quả cuối cùng là Tương Kỳ Dũng nhượng bộ. Tương Kỳ Dũng minh bạch mấy món sự tình, Hứa Thuần Lương không dễ chọc, Uông Kiến Minh tại giữa bọn hắn không sẽ chọn một bên, châm đối với chuyện này hắn chuyên môn thỉnh giáo một vị tiền bối, trải qua chỉ điểm, hắn ý thức được một cái hiện thực, Uông Kiến Minh đem hắn từ cổ tuyển trấn đề bạt đến cục dân chính, mặt ngoài hoàn thành chính khoa đến phó phòng lên chức, nhưng trên thực tế là đem hắn từ mấu chốt trên cương vị rời đi. Lấy điều kiện của hắn cùng vị trí, đương nhiên có thể tiến vào Tân Hồ Tân khu cấp lãnh đạo, Uông Kiến Minh cách làm kỳ thật ngăn chặn hắn kim quang đại đạo. Thấy rõ hiện thực, Tương Kỳ Dũng khó tránh khỏi có chút nản lòng thoái chí, hắn đối dân chính công tác hứng thú vốn là không lớn, cùng Hứa Thuần Lương giao phong lại rơi vào hạ phong, khiến cho hắn thậm chí sinh ra một loại lười biếng cảm xúc, chỉ nghĩ đến tướng trước mắt chức vị xem như một cái ván cầu, đã bắt đầu cân nhắc lại một cái điểm rơi. Tương Kỳ Dũng mặc dù lựa chọn nhượng bộ, nhưng là hắn cũng sẽ không hướng Hứa Thuần Lương cúi đầu lấy lòng, song phương hiện tại trạng thái chính là nước giếng không phạm nước sông. Tương Kỳ Dũng thậm chí liên tiếp hai tuần lễ đều chưa từng gặp qua Hứa Thuần Lương, đương nhiên ở trong đó nguyên nhân chủ yếu là Hứa Thuần Lương rất ít đến cục dân chính, nghe nói gần nhất cũng đang giúp văn lữ cục chiêu thương. Đổi thành đi qua, Tương Kỳ Dũng nói không chừng sẽ chỉ trích hắn không làm việc đàng hoàng, nhưng bây giờ Tương Kỳ Dũng lười nhắc tự chuốc nhục nhã, Hứa Thuần Lương cho văn lữ cục hỗ trợ nghe nói cũng là Uông thư ký chủ ý. Tần Chính Dương để Tương Kỳ Dũng phụ trách thông chi cục dân chính tương quan nhân viên tiếp đãi. Tương Kỳ Dũng nhìn qua Hứa Thuần Lương danh tự không khỏi nhíu mày, suy nghĩ một chút, vẫn là để người đi tướng Hứa Thuần Lương gọi vào phòng làm việc của mình, dựa theo cấp bậc hắn là lãnh đạo, nếu như tự mình đi thông chi Hứa Thuần Lương luôn cảm thấy trên mặt mũi có chút không qua được, gọi điện thoại, lại không biết ứng nên mở miệng như thế nào. Để cho người ta thông chi Hứa Thuần Lương tới gặp mình là cái nhất điều hòa cách làm ổn thỏa nhất, Hứa Thuần Lương nếu như không đến, chứng minh hắn vẫn không có quên trước đây không nhanh, nếu như hắn đến. Vậy liền cho thấy Hứa Thuần Lương cũng có chủ động hòa giải ý nguyện. Hứa Thuần Lương tiếp vào thông chi sau cũng không lâu lắm lại tới, Tương Kỳ Dũng nghe được động tĩnh, cố ý cầm điện thoại lên giả ra đang đánh điện thoại bộ dáng, bất quá Hứa Thuần Lương mới vừa vào đến, hắn liền buông điện thoại xuống, đứng dậy đón lấy, mỉm cười nói, Thuần Lương, tới a. Bên trong thể chế mỉm cười hơn phân nửa đều là hư giả, nhưng chỉ ít truyền đạt theo một ý nghĩa nào đó khách khí cùng tôn trọng. Hứa Thuần Lương cười đến so Tương Kỳ Dũng càng thêm sán lạn, Tương cục, người tìm ta. Tương Kỳ Dũng mời Hứa Thuần Lương đi ghế sofa khu ngồi xuống. Hứa Thuần Lương lưu ý đến Tương Kỳ Dũng sớm chuẩn bị tốt đồ uống trà, còn chuẩn bị trà ngon. Tương Kỳ Dũng lần này không có từ trên cao nhìn xuống cùng Hứa Thuần Lương nói chuyện, mà là lựa chọn cùng hắn bình khởi bình tọa, thúc thúc Tương Thiên Nhạc gần đây đối với hắn chỉ điểm làm ra tác dụng không nhỏ. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm suy nghĩ cười. Xem ra người không nếm mùi thất bại là không nhớ lâu, từ biểu hiện hôm nay đến xem, Tương Kỳ Dũng hiển nhiên đã có kinh nghiệm. Hứa Thuần Lương nói, Tương cục, người đừng khách khí với ta a, có công việc gì một mực an bài. Tương Kỳ Dũng cười nói, chúng ta cùng một chỗ cũng không nhất định cũng là vì công việc, nếm thử trà này thế nào. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà, nhìn thoáng qua lá trà nơi sản sinh, trong lòng liền có phổ, trà này là lỗ nam tốt nhất trà xanh. Tương Kỳ Dũng cười nói, ta không hiểu, bằng hữu tặng. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua trên tường ảnh chụp, trong lòng thầm nghĩ, Tương Kỳ Dũng trong miệng bằng hữu đoán chừng là thúc thúc hắn Tương Thiên Nhạc. Hứa Thuần Lương nói, quay lại ta lấy cho ngươi hai hộp phổ nhị nếm thử. Tương Kỳ Dũng vốn định khách khí một chút, nhưng nghĩ lại, nếu như muốn làm dịu quan hệ của hai người tốt nhất đừng cự tuyệt, hắn lập tức gật đầu nói, được. Thuận Hứa Thuần Lương cái đề tài này, từ trong ngăn tủ xuất ra hai hộp trà xanh. Cái này hai hộp ngươi lấy về uống. Hứa Thuần Lương cũng không có khách khí với hắn, vui sướng thu xuống dưới. Bắt đầu thuận lợi như vậy, tiếp xuống nói chuyện không khí liền trở nên cực kỳ dễ dàng, Tương Kỳ Dũng đem trong thành phố để bọn hắn đi tiếp đãi giảm tai ủy khảo sát đoàn sự tình nói. Hứa Thuần Lương bên này tự nhiên không có vấn đề, bất quá chuyện này hắn cũng không sớm nghe được phong thanh, xem ra Chu thư ký chỉ là làm theo thông lệ. Tương Kỳ Dũng nói, Thuần Lương. Lãnh đạo cấp trên đối lần này khảo sát phi thường trọng thị, dặn đi dặn lại nhất định đừng ra sai lầm, chúng ta nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Hứa Thuần Lương nói, Chu thư ký là Đông Châu lão lãnh đạo, hắn đối Đông Châu hiểu rõ vô cùng, chúng ta lại chuẩn bị cũng vô dụng. Tương Kỳ Dũng nói, vậy cũng muốn chuẩn bị, tra ra vấn đề, là phải gánh vác trách. Hứa Thuần Lương nói, giảm tai ủy thị sát phòng lụt chống lũ công việc,
muốn sốt sắng cũng là phòng lụt kháng hồng chỉ huy bộ cùng thủy lợi bộ môn, không tới phiên chúng ta. Tương Kỳ Dũng nói, cũng không thể nói như vậy, còn muốn thị sát quản linh cữu và mai táng công việc cùng các lớn dưỡng lão khôi phục cơ cấu, đây đều là thuộc về chúng ta công việc phạm trù, khảo sát đơn vị còn bao gồm viện mồ côi. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, chợt trong lòng dâng lên một trận mừng rỡ, xem ra Chu thư ký lần này là kẻ đến thì không thiện kẻ thiện thì không đến, khó trách tiếp đãi công việc bị coi trọng như vậy. Hứa Thuần Lương tìm Tương Kỳ Dũng muốn tới hành trình biểu, nhìn một chút, Chu thư ký tại Đông Châu lưu lại thời gian rất ngắn, toàn bộ cộng lại vẫn chưa tới 20 tiếng, thời gian ngắn như vậy bình thường là đi cái đi ngang qua sân khấu, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, Chu thư ký đối Đông Châu quá quen. Tương Kỳ Dũng nói, viện mồ côi bên kia ngay tại cải biến, đơn giản chính là một cái đại công địa, nếu như bây giờ đi thị sát sợ rằng sẽ phát hiện rất nhiều vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, người đây không cần lo lắng, ta cảm thấy Chu thư ký hẳn là sẽ cân nhắc đến tình huống cụ thể. Hứa Thuần Lương đồng thời cũng lưu ý đến được xếp vào khảo sát đơn vị một trong khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, làm trước mắt Đông Châu điều kiện tốt nhất khang nuôi cơ cấu, được tuyển chọn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, những này được xếp vào khảo sát phạm vi đơn vị, một phần là địa phương cung cấp, một phần là thượng cấp chỉ định. Nếu như là giảm tai ủy trực tiếp chỉ định, chính là thuộc về tất nhiên khảo sát liệt kê, mà khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện vừa vặn là loại này. Khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện trước mắt viện trưởng vẫn là Tần Ngọc Kiều. Mặc dù nàng cùng Địch Bình Thanh ở giữa phát sinh không nhanh, Địch Bình Thanh tại tỉnh táo lại về sau cũng không có yêu cầu nàng lập tức từ chức. Đương nhiên, Tần Ngọc Kiều cũng có thể cảm giác được Địch Bình Thanh thái độ đối với chính mình hoàn toàn cải biến, nàng rời chức cũng là chuyện sớm hay muộn. Địch Bình Thanh hẳn là tại tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, mà Tần Ngọc Kiều cũng bắt đầu cân nhắc một bước hướng đi. Tiếp vào khảo sát đoàn muốn tới thông chi, Địch Bình Thanh lập tức cho Tần Ngọc Kiều gọi điện thoại, để nàng làm tốt nghênh kiểm công việc. Địch Bình Thanh đối khỏe mạnh trước mắt điều kiện cùng vận doanh tình huống vẫn là tràn ngập lòng tin, loại này khảo sát cũng không phải lần đầu tiên, nhưng là Địch Bình Thanh vẫn là tràn đầy cảnh giác, gần nhất hắn có chút không thuận, đều nói phúc vô song trí họa vô đơn trí, mọi thứ vẫn là cẩn thận mới là tốt. Ngay tại hôm qua, Địch Bình Thanh biết được Vũ Viên Nghĩa tin chết, tin tức này ít nhiều có chút đột nhiên, Địch Bình Thanh cùng Vũ Viên Nghĩa giao tình không sâu, còn không đến mức vì hắn cảm thấy thương tâm. Nhưng là Hạ Hầu Mộc Lan yêu cầu hắn tiến về Tiếu Thành, theo nói có chuyện trọng yếu phải ngay mặt hỏi thăm. Địch Bình Thanh trong lòng căn bản không có đem Hạ Hầu Mộc Lan đương thành môn chủ, nhưng hắn cũng vô pháp phủ định Hạ Hầu Mộc Lan thân là đời môn chủ hiện thực, đoán chừng lần này triệu kiến 89 phần 10 cùng Vũ Viên Nghĩa cái chết có quan hệ, hắn không có tuân từ Hạ Hầu Mộc Lan ý nguyện lập tức tiến về Tiếu Thành, lấy cớ Đông Châu có việc tạm thời đi không được. Tại không có hiểu rõ trạng huống trước đó, hắn sẽ không tùy tiện tiến về. Vũ Viên Nghĩa chết để hắn sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Địch Bình Thanh cũng không có để lại nghênh kiểm, đang khảo sát đoàn đến Đông Châu một ngày trước, hắn một thân một mình lặng lẽ bay hướng Kinh Thành, có chút tin tức hắn cần chứng thực, có một số việc hắn nhất định phải đi làm. Đông Châu thời tiết giống như có lẽ đã cảm giác được trận này khảo sát đến, khảo sát ngày đó sáng sớm, Đông Châu toàn thành phố phạm vi lớn bên trong rơi ra mưa to. Trận mưa này tới quá mau. Đối Đông Châu vỡ đê thoát nước năng lực tiến hành toàn diện khảo nghiệm, mặc dù Đông Châu ban ngành liên quan làm xong đầy đủ chuẩn bị, vẫn là xuất hiện nhiều cái đoạn đường nước đọng tràng diện. Chủ yếu nước đọng chỗ đều xuất hiện tại mấy cái đường sắt dưới mặt đất đạo, để Uông Kiến Minh cực kỳ buồn bực là, ngay tại thị chính trung tâm phía tây đại lộ cũng xuất hiện nghiêm trọng nước đọng hiện tượng, nhiều chiếc xã hội cỗ xe bị chìm tắt máy. Hiện trường giao thông hỗn loạn nghiêm trọng. Uông Kiến Minh tự mình ra mặt tổ chức sắp xếp người viên kịp thời cứu tế trị úng, hắn còn chuyên môn xuất hiện tại Bạch Suối dưới mặt đất nói tiến hành hiện trường chỉ huy. Đông Châu đài truyền hình phái ra đưa tin tổ tiến hành hiện trường trực tiếp, người chủ trì Triệu Hiểu Tuệ tại hiện trường đưa tin. Uông Kiến Minh lại tới đây tuyệt không phải là vì giả vờ giả vịt, hắn tâm tình bây giờ phi thường lo lắng, mưa vẫn tại hạ, căn cứ thị đài khí tượng mới nhất dự báo, trận mưa này đại khái 10 giờ sáng sẽ chuyển nhỏ, nếu như dự báo chuẩn xác. Khoảng cách khảo sát đoàn đến Đông Châu cũng chỉ còn lại ngắn ngủi 4 giờ, cái này 4 giờ chưa hẳn tới kịp chuẩn bị. Uông Kiến Minh nhìn lấy tình hình trước mắt chưa phát giác nhíu mày, Tần Chính Dương đi vào bên cạnh hắn, thấp giọng nói, Uông thư ký, đài truyền hình phương diện hy vọng cho ngài làm phỏng vấn, người nhìn. Uông Kiến Minh cân nhắc một chút vẫn là quyết định tiếp nhận hiện trường phỏng vấn, với hắn mà nói đích thân tới chịu úng tuyến đầu chỉ huy công việc là thêm điểm hạng, ngay tại lúc này hắn cũng có cần phải ra nói mấy câu. Yên ổn lòng người, chống múa sĩ khí.
Đương nhiên phỏng vấn nội dung vẫn là cần châm trước, Tần Chính Dương phụ trách cùng phỏng vấn Triệu Hiểu Tuệ đi đầu câu thông. Triệu Hiểu Tuệ làm Đông Châu Minh Tinh nữ MC đi qua liền cũng gánh qua nhiều lần phỏng vấn địa phương lãnh đạo nhiệm vụ trọng yếu, có được phong phú phỏng vấn kinh nghiệm, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi nàng phi thường rõ ràng. Đồng dạng sự kiện, báo cáo góc độ khác biệt sẽ đưa đến hiệu quả khác nhau, Đông Châu Đài truyền hình hiện trường đưa tin lấy trên dưới một lòng chống lũ trừ úng làm chủ đề, ca tụng Đông Châu lão bách tính tích cực dũng cảm nhiệt tình, ca tụng Đông Châu lãnh đạo anh minh quả quyết, xung phong đi đầu. Lần này phỏng vấn tiến hành đến phi thường thuận lợi, Uông Kiến Minh nguyên bản cho Triệu Hiểu Tuệ 20 phút, bởi vì đàm đến tương đối vui sướng, cuối cùng phỏng vấn tiến hành 40 phút. Uông Kiến Minh rời đi đi kế tiếp khảo sát điểm thời điểm, bạch suối dưới mặt đất nói úng lụt tình đã được đến làm dịu, chỉ là mưa vẫn chưa ngừng, Uông Kiến Minh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, khoảng cách đài khí tượng dự báo mưa tạnh thời gian còn có 1 giờ. Tần Chính Dương nhìn ra nội tâm của hắn nôn nóng, nói khẽ, Uông thư ký. Ta vừa mới lại xác nhận một chút, buổi sáng trận mưa này sẽ dừng lại. Uông Kiến Minh nói, Đông Châu thành khu cái này vài tòa dưới mặt đất nói nhất định phải nhanh cải tạo, rõ ràng như vậy vấn đề, vì cái gì một mực còn sót lại đến bây giờ. Tần Chính Dương nói, chủ yếu là thiết vừa đến đường sắt bộ môn, nhất định phải xuất ra một hợp lý phương án, cải tạo dưới mặt đất nói vấn đề cơ hồ hàng năm đều sẽ sách, nhưng là cuối cùng đều không giải quyết được gì. Uông Kiến Minh nói, ta mặc kệ người khác. Ta đảm nhiệm bên trên nhất định phải giải quyết vấn đề này. Tần Chính Dương sùng bái nhìn qua Uông Kiến Minh là cái làm hiện thực người, chỉ cần phát hiện vấn đề, hắn liền ngay lập tức sẽ đi giải quyết. Tần Chính Dương nói, tất cả xuất hiện úng ngập địa phương đã thêm phái nhân thủ mau chóng khơi thông, mưa tạnh sau hẳn là rất nhanh đến mức đến làm dịu, ta tin tưởng giảm tai ủy lãnh đạo đến Đông Châu về sau, xã hội đã khôi phục bình thường trật tự. Uông Kiến Minh thở dài, sau đó lại lắc đầu. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, người coi người ta đều là kẻ điếc. Tần Chính Dương nói, làm sao tính được số trời, loại chuyện này ai cũng không khống chế được, ta tra xét một chút tư liệu, tại đoạn thời gian này, Đông Châu gần 50 năm đều không có tao ngộ qua vội vã như vậy mưa. Uông Kiến Minh nói, không cần tìm lý do, suy cho cùng vẫn là công việc của chúng ta không có làm đến nơi đến chốn. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, trầm mặc xuống. Uông Kiến Minh nói, ta xế chiều đi Hán huyện thị sát tấn tình, giảm tai ủy bên kia để Lý Hy Anh đồng chí phụ trách đi. Tần Chính Dương sửng sốt một chút, Uông Kiến Minh ý tứ của những lời này rõ ràng là muốn về tránh, hẳn không phải là nhất thời hưng khởi ý nghĩ, hẳn là hắn không muốn cùng giảm tai ủy thị sát nhân viên gặp mặt. Giảm tai ủy một nhóm sau dự định thời gian chậm 1 giờ, trận này đột nhiên xuất hiện mưa xuống để dọc đường Đông Châu đông đường sắt cao tốc phạm vi lớn trễ giờ. Thị sát đoàn lúc xuống xe, mưa đã tạnh. Đông Châu phụ trách tiếp đãi Lý Hy Anh xuất lĩnh tiếp đãi đoàn thành viên đi vào đường sắt cao tốc đứng nghênh đón. Chu thư ký dần dần cùng nhân viên tiếp đãi nắm tay, hắn thấy được trong đám người Hứa Thuần Lương, mỉm cười nhẹ gật đầu. Lý Hy Anh hướng Chu thư ký giới thiệu một chút bọn hắn sắp xếp hành trình, bọn hắn chạm thứ nhất là tiến về ở vào khu vực mới nhất Chiêu. Chu thư ký biểu thị bọn hắn kế hoạch ở tại Nhị Chiêu, cân nhắc đến Nhị Chiêu ở vào lão thành khu. Bọn hắn chuẩn bị thị sát đơn vị phần lớn ở vào lão thành, xuất hành cũng thuận tiện. Lý Hy Anh trong lòng cảm thấy có chút không ổn, nhưng là nàng cũng chỉ có thể tuân theo lãnh đạo ý kiến. Kỳ thật trước đây bọn hắn đã làm tốt dự án, dù sao Chu thư ký đối Đông Châu quá quen thuộc, bọn hắn thiết kế lộ tuyến là trải qua từ cao cái nhanh chóng đường tiến về Nhị Chiêu, Chu thư ký đưa ra đi bắc đê dưới mặt đất đảo. Thông hướng thị khu mấy cái dưới mặt đất nói tại mưa tạnh sau trên cơ bản đều khơi thông hoàn tất. Nhưng bắc đê dưới mặt đất nói nước đọng còn chưa hoàn toàn rút đi, từ Chu thư ký sau khi xuống xe liên tiếp an bài liền có thể nhìn ra vị này Đông Châu tiền nhiệm lãnh đạo vì lần này khảo sát làm đủ chuẩn bị. Lý Hy Anh có chút hơi khó nói cho Chu thư ký bắc đê dưới mặt đất nói tình trạng, nàng thẳng thắn cũng không để Chu thư ký cải biến kế hoạch, Chu thư ký bình thản nói cho đám người, bọn họ chạy tới chính là khảo sát tấn tình, đoàn tàu trễ giờ đã làm trễ nải 1 giờ. Dọc đường bắc đê dưới mặt đất nói vừa dễ dàng nhìn xem Đông Châu úng ngập tình huống thật. Lý Hy Anh một bên làm ra an bài, một bên vụng trộm hướng Uông Kiến Minh làm ra báo cáo, Uông Kiến Minh hồi phục rất đơn giản, tôn trọng giảm tai ủy lãnh đạo ý nguyện. Hứa Thuần Lương cùng Tương Kỳ Dũng cùng một chỗ ngồi ở phía sau một cỗ Toyota Coaster bên trong, bọn hắn loại này cấp bậc còn không hưởng thụ được cùng Chu thư ký cùng xe đãi ngộ, tiến về Nhị Chiêu trên đường, tấp nập tao ngộ kẹt xe. Hứa Thuần Lương cho rằng hôm nay lộ tuyến thiết kế có vấn đề, đi cầu vượt bao nhiêu thuận tiện. Kẹt xe thời điểm,
Tần Chính Dương gọi điện thoại tới, câu nói đầu tiên là, Thuần Lương, nói chuyện có được hay không? Hứa Thuần Lương nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói, thuận tiện. Tần Chính Dương nói, người nghe liền tốt, không cần phát biểu ý kiến, Chu thư ký lần này tới có chút không khéo, trận mưa này bại lộ Đông Châu tồn tại không ít vấn đề, người cùng Chu thư ký quan hệ không tệ, lại tương đối linh sống, người suy nghĩ một ít biện pháp, nhìn xem có thể hay không từ chỗ của hắn đạt được một chút tin tức, tỉ như hắn lần này tới mục đích là cái gì. Muốn khảo sát đơn vị là nơi nào? Hứa Thuần Lương nở nụ cười. Tần Chính Dương nói, tiểu tử ngươi đừng cười, chuyện này phi thường trọng yếu, nguyên bản chúng ta an bài Chu thư ký một nhóm ở tại Nhất Chiêu, nhưng hắn lâm thời yêu cầu đi Nhị Chiêu vào ở, lúc đầu lộ tuyến là từ cao cái nhanh chóng đường đi, nhưng hắn chỉ định lộ tuyến trải qua Bắc Đê dưới mặt đất đảo. Hứa Thuần Lương nói, ta lực ảnh hưởng có hạn. Tần Chính Dương nói, không phải để ngươi ảnh hưởng hắn, là để ngươi làm rõ ràng hắn mục đích. Nói đến đây hắn thấp giọng, người thân là Đông Châu bên trong thể chế một viên, phải có tập thể vinh dự cảm giác. Hứa Thuần Lương nói, minh bạch, ta tìm cơ hội giúp người hiểu rõ, có tin tức lập tức hướng người báo cáo. Tần Chính Dương nói, hảo huynh đệ. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, nhìn thấy phía trước cỗ xe vẫn không nhúc nhích, không ít cảnh sát giao thông xuất hiện tại hiện trường đang chỉ huy giao thông, bọn hắn cũng là áp lực như núi, lãnh đạo xe bị chắn ở chỗ này. Liền trước mắt đường xá cũng không phải bọn hắn trong thời gian ngắn có thể khơi thông. Chu thư ký quyết định không lại tiếp tục chờ đợi, nơi này khoảng cách Bắc Đê dưới mặt đất nói còn có không đến một cây số, hắn dự định đi qua đó xem tình huống. Chu thư ký vừa xuống xe, những người khác cũng đều đuổi theo. Chu thư ký đi vài bước, ngừng lại, quay người nhìn lại, tìm được trong đám người Hứa Thuần Lương, hướng hắn vẫy vẫy tay, tiểu Hứa, ngươi qua đây nơi này. Hứa Thuần Lương bị hắn trước mặt mọi người điểm danh, rất bất đắc dĩ trở thành nhân viên tiếp đãi bên trong dễ thấy bao, tuét miệng một mặt ánh nắng đi vào Chu thư ký trước mặt, Chu thư ký, người tìm ta. Chu thư ký nhẹ gật đầu, người đi cục dân chính. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ còn không phải ngươi an bài, căn bản chính là biết rõ còn cố hỏi, ngoài mặt vẫn là rất ngoan ngoãn trả lời Chu thư ký vấn đề. Chu thư ký cùng Hứa Thuần Lương cùng đi tới, Lý Hy Anh Hầu ở một bên khác. Thừa dịp Chu thư ký cùng Hứa Thuần Lương nói chuyện trời đất thời điểm, nàng lại cho Uông Kiến Minh phát tin tức, báo cáo Chu thư ký nhất cử nhất động. Cảnh sát giao thông xuất động, đặc công cũng có người đi theo, mặc dù là hòa bình niên đại vẫn là phải làm ra cần thiết an toàn phòng hộ biện pháp. Lý Hy Anh nhìn qua hỗn loạn giao thông, nước đọng mặt đường, trong lòng thầm than, càng là sợ cái gì càng là đến cái gì, lần này Chu thư ký 89 phần 10 muốn nhằm vào phát hiện vấn đề đưa ra phê bình. Đi vào Bắc Đê dưới mặt đất đạo, bên trong nước đọng cơ bản đã lui, còn có mấy chiếc xe nhốt ở bên trong, mỗi khi gặp mùa mưa cuối cùng sẽ xuất hiện mấy cái có can đảm mạo hiểm lái xe, còn tốt chưa từng xuất hiện thương vong. Chu thư ký cuốn lên một nửa ống quần đi tới tàu chậm trên đường, nơi này nước tương đối cạn một chút, bất quá chỗ sâu nhất cũng không có qua cong gối. Hứa Thuần Lương cũng học Chu thư ký dáng vẻ đi vào trong nước, Chu thư ký cảm thán nói. Cái này vài tòa dưới mặt đất nói mỗi đến mùa mưa khẳng định sẽ xuất hiện nước đọng, năm trước thời điểm ngay ở chỗ này còn xảy ra nhân mạng, nhất định phải tận nhanh giải quyết. Cải tạo dưới mặt đất đạo, tranh thủ từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Một đám người đi theo gật đầu, Lý Hy Anh còn xuất ra một cuốn sách nhỏ chăm chú ghi chép. Từ Chu thư ký hiện tại phát biểu đến xem, người ta cũng không nghĩ mượn đề tài để nói chuyện của mình đưa ra phê bình ý tứ, trước mặt mọi người cho thấy nơi này nước đọng là lịch sử còn sót lại vấn đề. Chu thư ký nói, tiểu Lý, ngươi quay đầu cùng Kiến Minh đồng chí phản hồi một chút, những vấn đề này, Đông Châu ra mặt không dễ giải quyết, chúng ta giảm tai ủy có thể đảm đương cầu nối, giúp đỡ bọn ngươi cùng đường sắt bộ môn tiến hành hiệp điều. Lý Hy Anh có vẻ hơi kích động, quá tốt rồi, tạ ơn Chu thư ký đối với chúng ta công tác ủng hộ. Chu thư ký nói, ta tại Đông Châu công tác nhiều năm như vậy, đối Đông Châu có đặc thù tình cảm, đã sớm đem nơi này trở thành ta cố hương thứ hai. Là Đông Châu làm việc là vinh hạnh của ta. Hứa Thuần Lương thầm than, lão Chu cách cục vẫn là có thể, nếu như hắn nhằm vào trước mắt loạn tượng đưa ra phê bình, Uông Kiến Minh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ai bảo trời không tốt, vừa vặn tại cái này ngay miệng hạ một trận mưa nặng hạt. Bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu mát lạnh, lại là vừa ngừng không lâu mưa lại lần nữa hạ xuống. Lý Hy Anh tranh thủ thời gian sắp xếp người bung dù, Chu thư ký khoát tay áo biểu thị không cần, an bài như vậy nhìn như là lãnh đạo cân nhắc. Kỳ thật không bài trừ bên trong giấu giếm xáo lộ khả năng, bên trong thể chế rất nhiều cán bộ liền sơ xảy dạng này chi tiết. Hứa Thuần Lương cầm một cây dù đưa cho Chu thư ký,
mưa vừa mịn lại mật, nếu như vậy đi ở trong mưa gió rất nhanh trên người quần áo đều sẽ ướt đẫm. Chu thư ký thưởng thức nhìn Hứa Thuần Lương một chút, Lý Hy Anh hướng hắn xin chỉ thị, con đường đã sơ thông, bọn họ có phải hay không từ một con đường khác đi vòng đi Nhị Chiêu. Chu thư ký nói, ta nghĩ ở phụ cận đây nhìn xem. Chu thư ký che dù nhanh chân tiến lên, xe nhẹ đường quen tiến vào nước động đập cư xá, nước động đập là phụ cận một cái lão tiểu khu, tình huống hiện tại vừa như kỳ danh, toàn bộ trong cư xá úng lụt nghiêm trọng. Lý Hy Anh cũng không biết tình huống bên này nghiêm trọng như vậy, trong cư xá có bao nhiêu chỗ nước đều ngang eo sâu, loại này cũ kỹ cư xá, ở được nhiều mấy đều là trung lão niên người. Hứa Thuần Lương lặng lẽ cho Tần Chính Dương phát tin tức, còn đập đoạn video. Người tại Hán huyện thị sát tấn tỉnh Uông Kiến Minh giờ phút này có chút tâm cảnh lo lắng, hắn luôn cảm thấy Chu thư ký lần này khảo sát không có đơn giản như vậy. Tần Chính Dương đem mới vừa lấy được video đưa cho hắn nhìn thời điểm, Uông Kiến Minh có chút không thể tin tưởng con mắt của mình, hiện tại Đông Châu còn có chỗ như vậy. Uông Kiến Minh nhớ tới Chu thư ký tại Đông Châu đáng giá nhất xưng đạo chiến tích chính là tàu điện ngầm, đương nhiên cuối cùng để hắn thất bại cũng là tàu điện ngầm. Ngoài ra, Chu thư ký đảm nhiệm bên trên còn quy hoạch kiến thiết cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu, mặt khác một hạng trọng yếu dân sinh công trình chính là bằng hộ khu cải tạo. Uông Kiến Minh cũng không phải là Chu thư ký một tay để bạt cán bộ, làm người kế nhiệm hắn đối tiền nhiệm chính sách tiến hành điều chỉnh, tàu điện ngầm công trình vẫn tiếp tục, tại vốn có trên cơ sở tăng cường an toàn giám thị. Còn Nguy Sơn Hồ du lịch nghỉ phép khu một lần lọt vào hắn coi nhẹ, hắn tướng Đông Châu Văn Lữ phát triển trọng điểm đặt ở thành nội, chế tạo lần nữa Đông Châu Văn Mạch. Nhưng hiện thực cũng không thuận lợi, Uông Kiến Minh tại mấy chuyến gặp khó về sau, quyết định hai cái đùi đi đường, một lần nữa đem ánh mắt tập trung tại Nguy Sơn Hồ, bất quá hắn cải biến mạch suy nghĩ, đưa ra chế tạo tân hồ tân khu khái niệm, Uông Kiến Minh cho rằng Chu thư ký rất có thể sẽ bởi vì việc này đối với mình sinh ra một loại nào đó cái nhìn. Bằng hộ khu cải tạo công trình vẫn luôn đang tiến hành, nhưng là Uông Kiến Minh cho rằng cũ kỹ thành khu cải tạo bước chân không thể bước đến quá nhanh, không phải dễ dàng sinh ra mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Hắn tiền nhiệm về sau chuyện thứ nhất liền đối Đông Châu thị chính cơ sở công trình tiến hành cải tạo, ở trong đó chủ yếu liên quan đến đường lưới, thủy điện, thoát nước sắp xếp hồng các loại công trình. Chu thư ký đảm nhiệm bên trên oanh oanh liệt liệt bằng hộ khu cải tạo tại Uông Kiến Minh xem ra đây chẳng qua là trị biểu bất trị bên trong, muốn từ trên căn bản cải biến Đông Châu thành thị diện mạo, nhất định phải từ trên căn bản làm lên, tăng lên thành thị kháng ép năng lực, chế tạo đúng nghĩa bọt biển thành thị. Uông Kiến Minh nhìn qua video chau mày, hắn ý thức được Chu thư ký rất có thể muốn trên một điểm này làm văn chương. Uông Kiến Minh lấy điện thoại cầm tay ra, tìm được Chu thư ký điện thoại, cân nhắc trong chốc lát, vẫn là đánh ra ngoài. Chu thư ký nghe thời điểm ngay tại nước động đập cư xá một nhà khó khăn hộ bên trong thực địa khảo sát, nhìn thấy Uông Kiến Minh điện thoại, hắn ý thức được khẳng định là có người hướng Uông Kiến Minh báo cáo hành trình của mình, cái này cũng không kỳ quái. Uông Kiến Minh là Đông Châu đương nhiệm người đứng đầu, chịu chắc chắn lúc nhân viên tiếp đãi bên trong cài nằm vùng. Chu thư ký sau khi xuống xe nghe nói Uông Kiến Minh đi Hán huyện thị sát, liền hiểu Uông Kiến Minh thái độ, vị này tuổi trẻ bí thư đối với mình đến cũng không chào đón. Nếu như không phải trận này đột nhiên xuất hiện mưa, Đông Châu còn sẽ không bộc lộ ra nhiều như vậy vấn đề. Uông Kiến Minh trong điện thoại chỉ là đối Chu thư ký đến biểu thị hoan nghênh, đồng thời cũng biểu đạt áy náy. Bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện mưa xuống làm rối loạn hắn sớm định ra công việc kế hoạch, không cách nào trước tiên tiếp đãi tuần bí thư một nhóm. Chu thư ký thái độ phi thường ôn hòa, hắn không có đối Đông Châu chống lũ phòng lụt công việc đưa ra ý kiến, chỉ là cùng Uông Kiến Minh tham khảo một chút mấy cái lịch sử còn sót lại vấn đề, thậm chí chủ động biểu thị mấy cái dưới mặt đất nói cải tạo đều là hắn đi qua nghĩ phải giải quyết lại chưa có thể giải quyết, lần này tới Đông Châu, chính là muốn trợ giúp Đông Châu giải quyết một cái. Chu thư ký trong điện thoại thả ra đầy đủ thiện ý, nhưng là cũng không có bỏ đi Uông Kiến Minh lo nghĩ. Uông Kiến Minh tin tưởng Chu thư ký đối Đông Châu ôm lấy đặc thù tình cảm, nhưng là hắn cũng không tin Chu thư ký thật xa tới chính là vì giải quyết xong đi qua đảm nhiệm bên trên lưu lại tiếc nuối, hắn luôn cảm thấy Chu thư ký khẳng định còn có mục đích khác. Uông Kiến Minh cuối cùng lưu lại một cái hoạt động lời nói, hắn biểu thị Hán huyện bên này khảo sát công việc kết thúc sau sẽ mau chóng chạy về Đông Châu, tranh thủ cùng Chu thư ký gặp mặt. Chu thư ký ngược lại khuyên hắn không cần miễn cưỡng, hẳn là lấy công việc làm trọng, bọn hắn khảo sát tổ một nhóm chưa mai liền sẽ rời đi Đông Châu tổng thể tình huống cũng không tệ lắm. Uông Kiến Minh cùng Chu thư ký hàn huyên hơn 10 phút, cúp điện thoại, mày nhíu lại đến càng phát ra gấp. Tần Chính Dương tới hướng hắn báo cáo tình hình mưa, Đông Châu trong thành phố lại mưa xuống,
bất quá lượng mưa không lớn, úng ngập tình huống sẽ không tiến một bước tăng thêm. Uông Kiến Minh không yên lòng gật đầu, bỗng nhiên đánh gãy Tần Chính Dương, người nói Chu thư ký lần này tới thị sát trọng điểm có phải hay không là dân chính. Tần Chính Dương sửng sốt một chút, không thể nào, Chu thư ký hiện đang phụ trách giảm tai ủy công việc. Uông Kiến Minh nói, hắn cũng là dân chính ban lãnh đạo thành viên, không phải hắn tại sao muốn thị sát quản linh cữu và mai táng cùng khang nuôi cơ cấu. Tần Chính Dương cười nói, có thể là thuận tiện thị sát, Chu thư ký thời gian rất gấp, lần này đoàn tàu trễ giờ, lưu cho thời gian của hắn không nhiều, ta đoán chừng hắn chưa hẳn lo lắng. Chu thư ký đến Nhị Chiêu thời điểm, trời đã tối, mưa tạnh, hắn xin miễn Lý Hy Anh an bài tiếp phòng yến, toàn thể khảo sát đoàn thành viên ngay tại khách sạn ăn tiệc đứng. Sau bữa ăn, Tương Kỳ Dũng cùng Hứa Thuần Lương hai người bị Chu thư ký gọi đi gặp mặt, nghe nói là sớm định ra mấy cái dân chính đơn vị khảo sát đã không còn kịp rồi, cho nên Chu thư ký quyết định hủy bỏ, để hai người bọn họ là làm bột tuân hỏi một vài vấn đề. Tương Kỳ Dũng cùng Chu thư ký trước đây cũng không có đã từng quen biết, hắn đến cục dân chính thời gian cũng không lâu, trước đi gặp mặt trên đường đặc địa bàn giao Hứa Thuần Lương, muốn giúp mình nhiều chia sẻ một chút. Dù sao lãnh đạo tìm bọn hắn ứng cũng không phải là vì khen ngợi. Gần nhất Đông Châu cục dân chính cũng không có nhiều đáng giá khen ngợi sự tình. Hai người nhìn thấy Chu thư ký sau ngồi xuống, Chu thư ký cười nói, ta tìm các ngươi tới đúng là hiểu rõ một chút tình huống, các ngươi không cần khẩn trương. Tương Kỳ Dũng cười nói, Chu thư ký người có vấn đề gì cứ hỏi, ta đến cục dân chính thời gian mặc dù không dài, nhưng là ta khẳng định biết gì nói nấy. Chu thư ký nói, các ngươi hẳn phải biết, ta đi qua tại Đông Châu công việc qua một đoạn thời gian. Đối Đông Châu tình huống vẫn hơi hiểu biết. Hứa Thuần Lương nói, Chu thư ký, người chớ khiêm nhường, người đối Đông Châu đơn giản rõ như lòng bàn tay, nói thật, chúng ta đều không để ý giải người chiếu chúng ta giải cái gì. Đông Châu việc lớn việc nhỏ người cái gì không rõ ràng. Chu thư ký nói, kia là đã đi qua, ta bây giờ rời đi Đông Châu trong khoảng thời gian này biến hóa rất lớn, liền nói các ngươi gần đây muốn làm Tân Hồ Tân Khu, chuyện này đối với Đông Châu cũng có vượt thời đại ý nghĩa. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, lão Chu đối cái này Tân Hồ Tân Khu khái niệm khẳng định khó chịu, đi qua hắn phát triển mạnh Nguy Sơn Hồ du lịch nghỉ phép khu, kỳ thật Uông Kiến Minh Tân Hồ Tân Khu chính là Nguy Sơn Hồ du lịch nghỉ phép khu plus phiên bản, nhưng là tên thay đổi tương đương phủ định lão Chu lịch sử thành tích, hiện tại Đông Châu bên trong thể chế đối Uông Kiến Minh Tân Hồ Tân Khu thuần một sắc ca công tụng đức, đều nói Uông thư ký nhìn xa trông rộng, ánh mắt xa lớn. Chu thư ký nhìn qua Tương Kỳ Dũng nói, ta nghe nói ngươi trước đây tại Cổ Tuyền trấn đảm nhiệm lãnh đạo làm việc. Tương Kỳ Dũng nói, đúng vậy, sau khi ta rời đi trong thành phố mới đưa ra Tân Hồ Tân Khu khái niệm. Hắn đối với chuyện này canh cánh trong lòng, Uông Kiến Minh đề bạt hắn trên thực tế là đem hắn từ Tân Hồ Tân Khu cho đá ra, ý vị lấy hắn ăn không được Tân Hồ Tân Khu bất luận cái gì tiền lãi. Chu thư ký nói, thành lập vùng mới giải phóng chính vào lúc dùng người, liền cần các ngươi dạng này có tinh thần khai thác cán bộ trẻ tuổi. Nếu đổi lại là ta mới sẽ không để các ngươi nhàn rỗi. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, Chu thư ký lời này có chút xúi dục ý tứ. Tương Kỳ Dũng điệu thấp biểu thị tại dân chính trên cương vị cũng là một loại khó được cơ hội rèn luyện. Chu thư ký nói, ta ở kinh thành thời điểm, đã từng tiếp đãi qua mấy cái khiếu oan quần chúng, giống như bọn hắn liền đến từ Cổ Tuyền trấn. Tương Kỳ Dũng sửng sốt một chút, khiếu oan, Cổ Tuyền trấn, chẳng lẽ là ta sao? Không có khả năng a, ta tại Cổ Tuyền trấn quan thanh coi như không tệ, cũng không có nhận từng tới phương diện này tin tức. Chu thư ký nói, Cổ Tuyền trấn có phải hay không tồn tại tập thể mộ địa phạm pháp vi quy xây dựng thêm, tự mình mua bán vấn đề. Tương Kỳ Dũng nhìn Hứa Thuần Lương một chút, vây quanh Dương Sơn nghĩa địa công cộng vấn đề bên trên, chuyện này hắn cùng Hứa Thuần Lương đều là kinh nghiệm bản thân người, Tương Kỳ Dũng không biết ứng nên trả lời thế nào, chuyện này phi thường mẫn cảm, rất dễ dàng nói bậy. Hứa Thuần Lương nói, Chu thư ký, hoàn toàn chính xác tồn tại qua phương diện này vấn đề, bất quá chúng ta tại tiếp vào báo cáo về sau lập tức liền tiến hành xử lý chỉnh đốn và cải cách, hiện tại vấn đề đã giải quyết, cũng thu được dân chúng địa phương lý giải. Chu thư ký nói, Khang Kiện tập đoàn Bình Thanh cùng cục dân chính có thật nhiều hợp tác a. Tương Kỳ Dũng lại nhìn Hứa Thuần Lương một chút, hắn cùng địch Bình Thanh không quen, đối Chu thư ký cũng không hiểu nhiều, không rõ Chu thư ký chủ đề vì sao lại chuyển tới trên thân người này. Hứa Thuần Lương nói, hắn là mở dưỡng lão cơ cấu, chẳng những cùng Đông Châu cục dân chính có hợp tác, tại cả nước các nơi xây dựng rất nhiều khang nuôi cơ cấu, người vừa mới nâng lên Dương Sơn nghĩa địa công cộng, chính là hắn lấy vốn liếng giới nhập,
về sau chúng ta tham gia quản lý về sau, hắn biết khó mà lui, làm sao? Hắn có phải hay không có vấn đề? Chu thư ký nói, các ngươi có nghe nói hay không qua Cực Lạc khoa học kỹ thuật? Hứa Thuần Lương lắc đầu, Tương Kỳ Dũng nói, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, là một nhà làm quản linh cữu và mai táng toàn cục theo quản lý khoa học kỹ thuật công ty, hai ngày trước còn tìm qua ta, nghĩ hợp tác với chúng ta khai phát quản linh cữu và mai táng hệ thống quản lý. Chu thư ký nói, này nhà công ty chủ gánh cũng là Địch Bình Thanh, gần nhất có không ít thành thị đều đang làm quản linh cữu và mai táng quản lý số liệu hóa, Cực Lạc khoa học kỹ thuật trên cơ bản đều tham dự đấu thầu, trên cơ bản đều là bọn hắn thắng ra. Hứa Thuần Lương nói như vậy có hai loại khả năng, một là bọn hắn toàn cục theo hệ thống quản lý hoàn toàn chính xác tiên tiến, còn có một cái khả năng chính là bọn hắn sự tình lấy được trước nội bộ vật liệu. Tương Kỳ Dũng trong lòng thầm nghĩ, Hứa Thuần Lương đối Địch Bình Thanh là thật hận a, bất quá Chu thư ký giống như đối Địch Bình Thanh cũng không có cảm tình gì. Chu thư ký cười nói, mọi thứ đều là phải để ý chứng cớ, không có chứng cớ sự tình không thể nói lung tung. Khang Kiện tập đoàn ở trong nước Khang nuôi cơ cấu bên trong thuộc về Cọc Tiêu Tính xí nghiệp. Ta lần này đến vốn định thuận tiện đi bọn hắn dưỡng lão bệnh viện nhìn xem, hiện tại xem ra về thời gian là không còn kịp rồi. Hứa Thuần Lương nói, Chu thư ký yên tâm, chúng ta sẽ tăng cường giám thị, nếu như phát hiện vấn đề nhất định sẽ yêu cầu bọn hắn lập tức chỉnh đốn và cải cách. Tương Kỳ Dũng đã hiểu, đây là muốn chính thức châm đối mặt, hắn cùng Bình Thanh không cừu không oán, nhưng là Bình Thanh người này bối cảnh hắn vẫn là nghe kể một ít, Địch Bình Thanh sở dĩ có thể đem Khang dưỡng sinh ý làm được cái này bao lớn. Cùng sau lưng của hắn mạng lưới quan hệ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nghe nói hắn thân gia là dân chính người đứng đầu Đàm Tân Dân. Chu thư ký nói, dân chính công việc quan hệ đến dân sinh, nhất định phải bảo đảm quốc gia cấp phát thiết thực hoa đến lão bách tính trên thân, là lão bách tính bài ưu giải nạn, không thể để cho có ít người lợi dụng sơ hở, để bọn hắn đánh lấy từ thiện Khang nuôi ngụy trang hại lão bách tính. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tương Kỳ Dũng cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ gật đầu. Chu thư ký nói, có chuyện ta trước cùng các ngươi đề tỉnh một câu, Đông Châu Cục Dân Chính gần nhất phát sinh sự tình ta có hiểu biết, không muốn cho rằng cầm xuống một hai cái cán bộ vấn đề liền giải quyết. Hứa Thuần Lương nghe xong chuyện này chỉ sợ còn có đến tiếp sau, chẳng lẽ lại Vương Đồng An cùng Tần Ngọc Kiều sự tình bại lộ. Cái này cũng không tốt, mình thật vất vả đứng lên khôi lỗi còn không dùng liền bị phế. Tương Kỳ Dũng cũng từ đó lĩnh hội tới đến tiếp sau còn sẽ có phong ba, chỉ hy vọng cuộc phong ba này đừng ảnh hưởng đến chính mình. Hứa Thuần Lương nói, Chu thư ký, người có thể hay không nhắc nhở lại rõ ràng chút. Chu thư ký cười nói, dù sao các ngươi những người tuổi trẻ này muốn lấy đó mà làm gương, tuyệt đối không nên tại tiền tài và sắc đẹp trước mặt cắm té ngã. Tương Kỳ Dũng cùng Hứa Thuần Lương rời đi thời điểm, đều nắm làm ra một bộ nặng nề biểu lộ, đi vào trong hoa viên. Hứa Thuần Lương nói, chúc mừng Tương Cục. Tương Kỳ Dũng dở khóc dở cười nói, ngươi chúc mừng ta làm gì? Hứa Thuần Lương nói, ta đoán chừng chúng ta còn có lãnh đạo xảy ra chuyện, ngươi 8-9 phần 10 còn muốn tiếp tục chủ trì công việc. Tương Kỳ Dũng nói, ngươi có phải hay không nghe nói cái gì rồi? Có phải hay không Vương Cục hắn? Kỳ thật liên quan tới Vương Đồng An người này mặt trái tin tức hắn cũng đã được nghe nói một chút, nhưng là hắn không có chứng cứ. Thân là người đứng thứ hai tư hạ nói người đứng đầu không phải luôn có chút không tốt, huống hồ Hứa Thuần Lương cùng Vương Đồng An quan hệ đến cùng là địch hay bạn hắn cũng không hoàn toàn làm rõ ràng, không đến cục dân chính trước đó hắn coi là hai người có chút không hợp nhau, nhưng đi vào dân chính cục về sau phát hiện, Vương Đồng An nhưng thật ra là đứng tại Hứa Thuần Lương trên lập trường. Hứa Thuần Lương nói, Tương Cục, Chu thư ký đều nhắc nhở rõ ràng như vậy, người chẳng lẽ vẫn không rõ. Tương Kỳ Dũng thở dài nói, ta cùng Chu thư ký tiếp xúc không nhiều, người ta làm lãnh đạo nói chuyện chỉ nói nửa câu, không nói gạt ngươi, ta hiện tại có chút nói nhăng nói cuội, Thuần Lương, ngươi cho ta giải giải hoặc chứ sao. Hắn hiện tại đối Hứa Thuần Lương mở miệng một tiếng Thuần Lương, không như quá khứ như thế gọi hắn tiểu Hứa, cái này rõ ràng là muốn rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, mấy chuyến giao phong gặp khó về sau, hắn liền có rõ ràng cảm ngộ, lại thêm thúc thúc chỉ điểm, Tương Kỳ Dũng bỗng nhiên ý thức được trước đây tranh cường hiếu thắng có chút buồn cười. Thúc thúc có câu lời nói được khiến người tỉnh ngộ, dạng người như hắn ánh mắt muốn nhìn chằm chằm bên trên, không muốn nhìn chằm chằm hai bên, càng không muốn nhìn chằm chằm phía dưới. Bởi vì như vậy sẽ chỉ kéo chậm hắn bước chân tiến tới. Hứa Thuần Lương nói, có cái gì có thể giải nghi ngờ, Chu thư ký nội dung nói chuyện phi thường minh xác, một là Khang Kiện tập đoàn có vấn đề, chứng cứ bọn hắn nắm giữ một chút, còn chưa đủ, cần chúng ta Đông Châu dân chính hỗ trợ đi tra.
hai là chúng ta nội bộ phát sinh vấn đề rất nghiêm trọng, người đáng giá tín nhiệm không nhiều, cho nên hắn đem chuyện này giao cho chúng ta. Tương Kỳ Dũng một suy nghĩ giống như thật sự là có chuyện như vậy, hắn thấp giọng nói, Chu thư ký không phải giảm tai ủy sao? Ngươi nói những này là hắn chức quyền phạm vi bên trong sự tình sao? Thu liễm ngạo khí Tương Kỳ Dũng dần dần hiển lộ ra hắn chính trị gen. Hứa Thuần Lương nói, không sợ ngươi chê cười, ta liền giảm tai ủy cùng dân chính đến cùng cái nào tập thể đều không làm rõ ràng được. Tương Kỳ Dũng nói, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, dù sao hiện tại chúng ta dân chính người đứng đầu còn kiêm nhiệm giảm tai ủy phó chủ nhiệm, giảm tai ủy công tác cụ thể đều từ dân chính hệ thống phụ trách áp dụng. Hứa Thuần Lương nói, ta xem văn kiện bình thường giảm tai ủy bày ở dân chính đằng trước. Tương Kỳ Dũng mím môi, từ trong những lời này lĩnh ngộ cái gì, chuyện cụ thể quay đầu còn phải thỉnh giáo một chút thúc thúc, nếu như không phải tự mình kinh lịch, hắn rất khó tưởng tượng cao tầng đánh cờ sẽ liên lụy tới cơ sở đơn vị, băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, Chu thư ký cùng Đàm Tân Dân ở giữa hẳn là tồn tại khó mà điều hòa mâu thuẫn. Hai người đứng tại trong hoa viên hàn huyên gần nửa giờ, Tần Chính Dương điện báo đánh gãy bọn hắn nói chuyện, Tần Chính Dương đã trở lại Đông Châu, hắn muốn cùng Hứa Thuần Lương gặp một lần. Hứa Thuần Lương nghĩ nghĩ, bọn hắn nói chuyện vẫn là phải tìm cái tương đối ẩn nấp địa phương, từ Dĩnh Hoa Gian Nhật Liêu ngược lại là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Hứa Thuần Lương để Tần Chính Dương trước chờ một chút, hắn liên hệ một chút từ Dĩnh để bọn hắn trực tiếp tới. Đã là 9 giờ tối, lại thêm bên ngoài mưa thu giả dích, Hoa Gian Nhật Liêu không có khách nhân nào. Tần Chính Dương so Hứa Thuần Lương đến còn sớm một chút, từ Dĩnh đi qua cũng cùng hắn đánh qua đối mặt, bất quá không tính là quen thuộc. Từ Dĩnh đem hắn mời đến chuẩn bị xong phòng, vì hắn ngâm một bình hồng trà. Sau trộn đã lên bàn, Tần Chính Dương nhìn thoáng qua tất cả đều là cơm trưa, hơi kinh ngạc nói, người nơi này không phải Nhật Liêu sao? Từ Dĩnh cười nói, đầu bếp cũng có thể làm cơm trưa, Tiểu Hứa không thích ăn Nhật Liêu, hắn nói người cũng thích cơm trưa. Tần Chính Dương nở nụ cười. Từ Dĩnh nói, tóm lại đến nơi đây không cần khách khí, nhà mình phòng bếp, muốn ăn cái gì ta đều có thể để bếp sau chuẩn bị. Khẩu vị bên trên không nhất định có thể làm được tốt nhất, nhưng là nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối mới mẻ. Hứa Thuần Lương vừa vặn đi tới, nghe được Từ Dĩnh câu nói này, cười nói, Từ tỷ, mở rộng bên trên. Từ Dĩnh cười nói, ngươi tới chậm, chúng ta tùy tiện tâm sự, không chậm trễ các ngươi, ta đi phòng bếp chuẩn bị. Hứa Thuần Lương nói, đừng quá phức tạp, đơn giản điểm. Từ Dĩnh nói, dùng cái gì rượu? Hứa Thuần Lương nhìn Tần Chính Dương một chút. Tần Chính Dương nói chuyện phiếm làm chủ. Từ Dĩnh nói, thanh quán ba, ta đến an bài. Hứa Thuần Lương ngồi xuống về sau, hướng Tần Chính Dương cười nói, ta mới từ Chu thư ký ở đâu tới. Tần Chính Dương nói, Chu thư ký đối hôm nay thị sát còn hài lòng không? Hứa Thuần Lương nói, hắn ngược lại không nói gì. Tần Chính Dương nói, chính vì vậy mới khiến cho người cảm thấy thấp thỏm a. Hứa Thuần Lương cười nói thật. Trận mưa này để Đông Châu mất hết mặt mũi. Tần Chính Dương nói, đó là bởi vì Chu thư ký giải Đông Châu, hắn chuyên chọn tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu địa phương. Hứa Thuần Lương nói, ta cảm giác Chu thư ký ngược lại không phải bởi vì tìm phiền toái, người ta cũng nói những vấn đề này tại hắn đảm nhiệm bên trên liền tồn tại, một mực không có đạt được giải quyết, hiện tại hắn đi giảm tai ủy, hy vọng có thể tướng cái này chút vấn đề phản hồi đi lên, trợ giúp chúng ta Đông Châu đem vấn đề giải quyết. Tần Chính Dương nói, Chu thư ký cùng ngươi nói chuyện gì rồi? Hứa Thuần Lương nói, không có nói chuyện gì, chủ yếu là cùng Tương Kỳ Dũng đàm, ta ở bên cạnh nghe. Tần Chính Dương nói, bọn hắn rất quen sao, ta đi qua tốt giống chưa nghe nói qua. Coi như đối diện Tần Chính Dương Hứa Thuần Lương cũng không thể nói thật, hắn cười nói, coi như cùng Tương Kỳ Dũng không quen, cùng Tương Kỳ Dũng thân thích cũng chưa chắc không quen, Tương Kỳ Dũng thúc thúc là Lỗ Nam bí thư Tương Thiên Nhạc. Đây là ngươi nói cho ta biết đâu. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, không tệ, hẳn là duyên cớ này. Từ Dĩnh đưa rượu tới, nàng làm việc rất có chừng mực, mặc dù Hứa Thuần Lương mời nàng ngồi chung, cũng lấy cớ có việc, rất mau rời đi. Tần Chính Dương cùng Hứa Thuần Lương uống hai chén rượu nói, Thuần Lương, Đông Châu dân chính hệ thống gần nhất ra không ít sự tình, thường nói, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Uông thư ký ý kiến là đóng cửa lại đến giải quyết, tốt nhất không muốn mở rộng ảnh hưởng. Hứa Thuần Lương minh bạch hắn ý tứ, cầm bầu rượu lên cho hắn rót đầy, Chính Dương ca, ta tâm lý nắm chắc, bất quá có một số việc là không lấy ý chí của chúng ta là chuyển di. Tần Chính Dương nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý,
Thuần Lương ngươi nói chuyện với ta đừng vòng vo, có cái gì thì nói cái đó, ta cam đoan bất luận cái gì nói đến nơi này của ta mới thôi. Hứa Thuần Lương nói, ta cảm giác Chu thư ký lần thi này xem xét mục đích chủ yếu hẳn không phải là phòng lụt công việc. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, cái này cũng không kỳ quái, Uông Kiến Minh cũng thấy như vậy, cho nên Uông Kiến Minh lấy phương thức như vậy minh xác biểu đạt tự thân không vui, Uông Kiến Minh hoàn toàn chính xác có dạng này lực lượng, phải biết Chu thư ký. Lần này tới liền tỉnh giảm tai ủy đều phái người cùng đi. Đây cũng là Uông Kiến Minh sinh ra tâm tình mâu thuẫn nguyên nhân một trong, hắn cho rằng Chu thư ký lần này thị sát quá mức cao điệu. Tần Chính Dương nói, Chu thư ký có không có nói tới Tân Hồ Tân Khu. Hứa Thuần Lương lắc đầu, hắn thấp giọng nói, người cảm thấy Chu thư ký sẽ bởi vì việc này sinh ra ý nghĩ. Tần Chính Dương trong lòng thầm nghĩ, Uông Kiến Minh Tân Hồ Tân Khu khái niệm hoàn toàn là tại Chu thư ký Nguy Sơn Hồ Quốc gia du lịch nghỉ phép khu trên cơ sở diễn biến mà thành, đổi thành ai trong lòng đều sẽ có chút ý nghĩ. Tần Chính Dương cười nói, ta chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy. Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký đi Hán huyện chính là vì phòng ngừa xấu hổ a. Tần Chính Dương nói, người suy nghĩ nhiều, Uông thư ký là đi thị sát Tấn Tình. Hứa Thuần Lương nói, dẹp đi đi, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, nghĩ không ra Uông thư ký như thế cơ trí người cũng có phạm hồ đồ thời điểm. Lời này nói như thế nào? Hứa Thuần Lương uống một hớp rượu nói, Chu thư ký là Đông Châu đi qua người đứng đầu không giả, nhưng người ta hiện tại đi giảm tai ủy, đổi đường đua, hiện tại hắn chỗ đứng không đồng dạng, lấy hắn giờ này ngày này vị đưa. Ngươi cho rằng hắn sẽ nhìn chằm chằm chúng ta một cái nho nhỏ địa cấp thành phố. Tần Chính Dương sửng sốt một chút, hắn cả ngày đợi tại Uông Kiến Minh bên người, bất chi bất giác dưỡng thành từ Uông Kiến Minh góc độ nhìn vấn đề thói quen, đương nhiên đây cũng là một cái hợp cách thư ký nhất định phải có được tố chất, chỉ có nghĩ lãnh đạo suy nghĩ, gấp lãnh đạo chỗ gấp mới có khả năng tốt phần công tác này, hứa lâu dài cần phỏng đoán lãnh đạo tâm lý, lúc cần thiết thậm chí cần thay vào lãnh đạo nhân vật. Hứa Thuần Lương lời nói này để hắn có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, đúng vậy a, mình làm sao lại không nghĩ tới đâu. Chu thư ký đã đổi đường đua, người ta hiện tại là giảm tai ủy người phụ trách, không có khả năng nhìn chằm chằm Đông Châu một góc. Hứa Thuần Lương nói, coi như người ta muốn chỉnh đốn dân chính hệ thống, cũng không phải hướng về phía Uông thư ký. Tần Chính Dương nháy nháy mắt, Thuần Lương, Chu thư ký ngày mai hành trình định ra tới rồi sao? Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, hắn không nói, dù sao lần này thị sát chủ đánh một cái tùy tính, cá nhân ta cho rằng, Uông thư ký đi Hán huyện cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Tần Chính Dương nói, lãnh đạo nghĩ như thế nào, chúng ta nhưng không quản được. Sáng sớm hôm sau, Uông Kiến Minh liền tiến về Nhị Chiêu chủ động thăm viếng Chu thư ký, cùng đi Chu thư ký chung tiến bữa sáng, rất nhiều người đều chứng kiến giữa bọn hắn hòa hợp mà vui sướng trò chuyện. Cùng ngày buổi sáng Uông Kiến Minh tự mình cùng đi Chu thư ký thị sát Đông Châu mấy cái trọng điểm đơn vị, giữa trưa Chu thư ký xuất lĩnh khảo sát đoàn rời đi Đông Châu. Hứa Thuần Lương cùng Tương Kỳ Dũng toàn bộ hành trình cùng đi, đưa mắt nhìn khảo sát đoàn rời đi, Tương Kỳ Dũng thở dài một hơi, dự sẵn còn muốn thị sát quản linh cữu và mai táng cùng khang nuôi cơ cấu, nhưng là lâm thời hủy bỏ, Tương Kỳ Dũng phi thường rõ ràng, chỉ cần tra nhất định có thể tra xảy ra vấn đề. Chu thư ký lần này có thể nói là đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Hứa Thuần Lương cho là mình cùng Tần Chính Dương tối hôm qua nói chuyện làm ra tác dụng nhất định, Tần Chính Dương khẳng định tướng chính mình ý tứ chuyển đạt cho Uông Kiến Minh, Uông Kiến Minh từ đó ngộ đến cái gì, ý thức được Chu thư ký này tới mục đích cũng không phải là nhằm vào hắn, cho nên thái độ từ tiêu cực chuyển thành tích cực, tới cái 180 độ lớn rẽ ngoặt. Tại Chu thư ký rời đi Đông Châu ngày thứ hai, cục dân chính nhân sự lại lần nữa phát sinh biến động. Trải qua trong thành phố quyết định từ Trương Tùng đồng chí đảm nhiệm cục dân chính đảng tổ bí thư, miễn đi Vương Đồng An đảng tổ chức thư ký. Bình thường tại cục cấp bộ môn không tiến hành chính đảng song thiết, trên cơ bản đều là cục trưởng bí thư một người kiêm, nhưng là lần này bổ nhiệm rõ ràng có chút huyền cơ ở bên trong, Vương Đồng An vẫn đảm nhiệm cục trưởng, tổ chức bên trên cho ra lý do là cân nhắc đến Vương Đồng An tình trạng cơ thể, cho nên quyết định giảm bớt công tác của hắn gánh vác. Trương Tùng là khu công nghệ cao đảng công quan lớn. Lúc đầu tại Vương Đồng An tra ra ung thư phổi thời điểm, trong thành phố liền chuẩn bị để Trương Tùng tới đón thay vị trí của hắn, khi đó Trương Tùng tới khẳng định là chính đảng ôm đồm, Trương Tùng người ý nguyện là không nghĩ tới tới. Nhưng là lãnh đạo cấp trên làm ra quyết định thời điểm căn bản sẽ không cân nhắc đến cá nhân hắn ý nguyện. Trương Tùng tiếp vào thông báo thời điểm có loại người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời tới cảm giác, cục dân chính đảng tổ bí thư, mặt ngoài nhìn là cùng cấp điều động,
nhưng căn bản tính chất là đem hắn biên giới hóa. Kỳ thật trong khoảng thời gian này hắn đã nghe nói trong thành phố muốn một lần nữa điều chỉnh phân ranh giới tin tức, khu công nghệ cao đứng trước phân tách, một bộ phận thuộc ẩn long khu, một bộ phận tính vào tương lai từ mậu khu, hắn để mắt tới tân hồ mới khu, căn cứ thị lý sơ bộ quy hoạch, về sau tân hồ tân khu tướng toàn diện thay thế khu công nghệ cao công năng. Trương Tùng tự nhận là cùng đương nhiệm người đứng đầu Uông Kiến Minh quan hệ coi như không tệ, nhưng là Uông Kiến Minh tại làm ra quyết định này thời điểm căn bản không có trưng cầu ý kiến của hắn. Trương Tùng phiền muộn tới cực điểm, lần này bổ nhiệm rất có thể tuyên bố hắn chính trị kiếp sống kết thúc, hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ vấn đề xảy ra ở địa phương nào, cuối cùng tướng nguyên nhân khóa chặt tại Chu Thư Ký trên thân, Chu Thư Ký là hắn lão lãnh đạo, trong một đoạn thời gian rất lâu, hắn thủy chung là Chu Thư Ký bên người người tín nhiệm nhất một trong. Chu Thư Ký rời đi Đông Châu có thể nói là chính trị kiếp sống bên trên hoạt thiết lô túi sạch bóng. Trương Tùng trong quá trình này cũng không đưa đến tác dụng tích cực, phải nói hắn là Chu Thư Ký bên người thân tín số ít không có có chịu ảnh hưởng một cái. Trương Tùng cho rằng nhất định là Chu Thư Ký đối với mình sinh ra cái nhìn, đi qua hắn cũng không thèm để ý, bởi vì Chu Thư Ký tuổi tác cùng vị trí quyết định đã cơ bản cáo biệt chính trị kiếp sống, nhưng ai cũng không nghĩ đến đã không có tồn tại cảm Chu Thư Ký sẽ hí kịch hóa bị ủy thác trách nhiệm. Cho dù là dạng này, Trương Tùng vẫn cho rằng Chu Thư Ký đối sức ảnh hưởng của mình cực kỳ bé nhỏ, nhưng nhìn đến nghị định bổ nhiệm thời điểm, Trương Tùng bắt đầu ý thức được phán đoán của mình xuất hiện sai lầm. Chu Thư Ký rời đi Đông Châu về sau, ta cùng ngươi trên cơ bản liền đoạn mất liên lạc, thậm chí Chu Thư Ký đến Đông Châu thị sát thời điểm, chính mình cũng không cho hắn gọi điện thoại. Không phải Trương Tùng không nghĩ, mà là hắn cho rằng Chu Thư Ký chưa chắc sẽ phản ứng mình, hắn đánh giá thấp Chu Thư Ký trả thù tâm. Vương Đồng An đồng dạng thấp thỏm, trong thành phố miễn đi sách của hắn nhớ, bảo lưu lại hắn cục trưởng, cũng không có nghĩa là hắn có thể toàn thân trở ra, chẳng lẽ là mình cùng Tần Ngọc Kiều sự tình sự việc đã bại lộ. Hẳn không phải là, nếu không kiểm tra kỷ luật phương diện hẳn là tìm mình nói chuyện, vẻn vẹn cân nhắc đến thân thể của mình vấn đề. Để Trương Tùng tới trước tiên làm bí thư, chờ hắn quen thuộc công việc đem cục trưởng cũng giao cho hắn. Vương Đồng An càng nghĩ, đây mới là lớn nhất khả năng. Hắn đối quan chức sớm đã không còn tham luyến, hắn hiện tại chỉ cầu có thể toàn thân trở ra bảo trụ khí tiết tuổi già, nhưng lý trí của hắn lại nói với mình, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, ngoài có Địch Bình Thanh, bên trong có Hứa Thuần Lương, cái này hai người không có một cái tốt, ai đều sẽ không dễ dàng buông tha mình. Vương Đồng An miễn chức cùng Trương Tùng nhậm chức quá mức đột nhiên cũng quá mức dễ thấy, cho nên rất nhiều người không để ý đến văn kiện đằng sau còn có một thì nhậm chức thông chi. Cục dân chính phó cục trưởng Tương Kỳ Dũng đảm nhiệm cục dân chính đảng tổ phó thư ký cũng chủ trì công việc. Hứa Thuần Lương chủ động tới đến Tương Kỳ Dũng văn phòng, đưa cho hắn nhấc lên Hiển Hồng nông trường xuất phẩm phổ nhị trà, thuận tiện chúc mừng hắn gánh nhâm phó bí thư chức. Tương Kỳ Dũng tâm tình rất tốt, nhưng là vẫn giả trang ra một bộ không quan tâm hơn thua dáng vẻ. Thuần Lương, có cái gì tốt chúc mừng, ta qua lên bên trên chỉ có vương cục, hiện tại lại nhiều cái trương thư ký. Hứa Thuần Lương cười nói. Ngươi làm ta không có xem văn kiện, chủ trì công tác vẫn là ngươi a. Tương Kỳ Dũng khóe môi lộ ra ý cười, trong thành phố lần này nhận đuổi ở trong chứa huyền cơ, kỳ thật hắn là cái thứ nhất tiếp vào thông báo, ngay sau đó hắn liền cho Thúc Thúc gọi điện thoại, chuyện trong chính trị hắn quen thuộc tại thỉnh giáo trưởng bối phận, Thúc Thúc cũng vui vẻ tại chỉ điểm cho hắn sai lầm. Lấy Tương Thiên Nhạc chính trị tu vi, liếc mắt liền nhìn ra Trương Tùng là bị biên duyên hóa, hắn mặc dù tiến về cục dân chính đảm nhiệm đảng tổ bí thư, nhưng là vị trí này đại khái suất là hắn chính trị điểm cuối cùng. Còn Vương Đồng An, khẳng định không có cơ hội Đông Sơn tái khởi, cục dân chính lần này ban tử điều chỉnh chân chính đến lợi người chính là Tương Kỳ Dũng. Tương Thiên Nhạc nhắc nhở chất tử, cục dân chính không lâu về sau tất nhiên đứng trước một trận tẩy bài, hắn nhất định phải bảo trì đầu óc thanh tỉnh, chọn đúng trận doanh, không thể tùy tiện bị người lợi dụng, còn muốn thể hiện ra tự thân giá trị, tại đấu tranh bên trong nắm chắc lên cao cơ hội. Một cái không có giá trị người người khác là không sẽ cùng ngươi làm bạn. Tương Kỳ Dũng lần này nói chuyện bên trong thu hoạch rất nhiều, hắn càng phát ra nhận thức đến có cần phải đoàn kết Hứa Thuần Lương. Tương Kỳ Dũng thấp giọng nói, Thuần Lương, Trương Tùng quá khứ là Chu thư ký A. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, đi theo Chu thư ký bên người có 10 năm, Chu thư ký coi hắn là thành người nhà đồng dạng. Tương Kỳ Dũng nói, ta nghe kể một ít truyền ngôn. Hắn lần này điều động khả năng cùng Chu thư ký có quan hệ. Hứa Thuần Lương cười nói, vẫn là ngươi tin tức linh thông, lấy ta đối Chu thư ký hiểu rõ, hắn đối xử mọi người là phi thường khoan hậu, trừ phi có người chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Tương Kỳ Dũng nhẹ gật đầu,
ngày đó cùng Chu thư ký nói chuyện sau ta suy tính thật lâu, người nói chúng ta cục dân chính nội bộ có phải hay không tồn tại vấn đề rất lớn a. Hứa Thuần Lương nói, ta nói không tính a, đến cha. Tương Kỳ Dũng nói, từ đâu cha được đâu. Hứa Thuần Lương nói, ta luôn cảm thấy lấy Chu thư ký thân phận bây giờ đối tôm tép khẳng định là không có hứng thú gì, hắn không phải cho chúng ta gợi ý nha. Tương Kỳ Dũng thấp giọng nói, người nói là Cực Lạc khoa học kỹ thuật. Hứa Thuần Lương nói, Địch Bình Thanh là Cực Lạc khoa học kỹ thuật chủ gánh. Tương Kỳ Dũng nói, người có biết hay không Bình Thanh tại dân chính quan hệ. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, biết, nếu là hắn không có cứng như vậy hậu trường còn có thể đem Khang Dưỡng Sinh ý làm được như thế lớn. Tương Kỳ Dũng nói, vậy ngươi còn chuẩn bị tra hắn. Hứa Thuần Lương cười nói, Tương Cục, ngươi sợ. Tương Kỳ Dũng cười khổ nói, ta không phải sợ, ta chẳng qua là cảm thấy có một số việc tốn công mà không có kết quả, không muốn trở thành quân cờ của người khác. Loại này thẳng thắn đổi thành đi qua hắn là sẽ không đối Hứa Thuần Lương nói ra, nhưng thúc thúc nói cho hắn biết, nếu như muốn cùng một người làm bằng hữu nhất định phải dẫn đầu xuất ra thành ý. Hứa Thuần Lương nói, kia cũng phải nhìn trở thành ai quân cờ, muốn nhìn đối phó người là ai. Nếu như là Khuếch Trương Chính Nghĩa Trừng Ác Dương Thiện, coi như đương quân cờ ta cũng nhận. Tương Kỳ Dũng ánh mắt sáng lên. Hứa Thuần Lương lại nói câu phong cách không cao, thường nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, bên trong thể chế cũng giống như nhau đạo lý, nếu như chuyện này chúng ta làm xong, chẳng những lợi quốc lợi dân, đối chính chúng ta cũng có tốt chỗ. Tương Kỳ Dũng nói, ta đối danh lợi cũng không coi trọng, tiến vào thể chế dự tính ban đầu chính là nghĩ vì quốc gia vì nhân dân làm ít chuyện. Hứa Thuần Lương nói, nhất cử lưỡng tiện sự tình còn có cái gì nhưng do dự, dù sao a, ngươi không làm cái này con cờ ta đương, đến lúc đó sự tình làm thành, luận công hành thường, vạn nhất ta kẻ đến sau cư bên trên ngươi cũng đừng trong lòng không công bằng. Tương Kỳ Dũng cười ha ha, thành, ngươi coi như hiện tại làm ta người lãnh đạo trực tiếp ta cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Hứa Thuần Lương biết Tương Kỳ Dũng cần muốn cân nhắc thời gian, dù sao hắn cũng không nóng nảy, từ cấp trên an bài đến xem, Vương Đồng An cái này khôi lỗi trên cơ bản đã phế đi, về sau giá trị lợi dụng đã không lớn, nếu như có thể cùng Tương Kỳ Dũng đạt thành đồng minh, sức chiến đấu khẳng định phải so với mình đơn đả độc đấu mạnh hơn nhiều. Mấu chốt là Tương Kỳ Dũng cũng có hậu đài, mà lại hắn tại cục dân chính chủ trì công việc, làm lên sự tình cũng thuận tiện. Lục Kỳ bên kia điều tra có một chút tiến triển, căn cứ bắt được mấy tên đạo tặc bàn giao, bọn hắn đều là làm thuê cho Hắc Yến, hành động lần này mục đích là bắt cóc Cơ Dai Dai, cũng không phải là muốn giết người, về phần cuối cùng tử thương thảm như vậy nặng ai cũng không nghĩ tới. Theo chuyện này điều tra, Vũ Viên Nghĩa cùng Hoa Trục Nguyệt thù cũng lại lần nữa bị nhắc lên. Hoa Trục Nguyệt bị cảnh sát gọi đến hỏi lời nói, nàng cũng không có giấu giếm, tướng lúc trước Vũ Viên Nghĩa nhi tử Trần Thế Hiền sự kiện chân tướng nói một lần. Hoa Trục Nguyệt không muốn việc này ảnh hưởng đến Hứa Thuần Lương, tận khả năng tướng trách nhiệm nắm vào trên người mình. Bởi vì hiện trường kịch đấu tràng diện cũng không ghi chép lại, may mắn sống sót mấy tên lưu manh cũng không có hoàn toàn thấy rõ xảy ra chuyện gì. Mặc dù ấn định Hứa Thuần Lương xuất thủ đạo đưa bọn họ thương vong thảm trọng, nhưng bọn hắn một mặt chi từ cũng không được tác dụng quá lớn. Vì vụ án này, Lục Kỳ chuyên môn tìm Hứa Thuần Lương, không để cho hắn đi cục cảnh sát, mà là tuyển cửa nhà đồ nướng. Lục Kỳ biết Hứa Thuần Lương đối giải quyết việc trung phá án phương thức tương đối bài xích, cho nên vẫn là lựa chọn tự mình tâm sự. Hai người gặp mặt về sau, Hứa Thuần Lương cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem ta gọi đến cục cảnh sát bên trong tra hỏi đâu. Lục Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái nói, gọi ngươi đi ngươi sẽ thành thật khai báo sao? Hứa Thuần Lương nói, phải nói ta cũng nói rồi, tin hay không chính là chuyện của ngươi. Lục Kỳ nói, ngươi yên tâm đi, ta hôm nay hẹn ngươi không phải là vì tra án, chính là làm bằng hữu hàn huyên với ngươi trò chuyện. Hứa Thuần Lương nói, thành, ngươi nói, ta gọi món ăn. Lục Kỳ nói, ta điểm tốt. Hứa Thuần Lương nói, ta phải hảo hảo bồi bổ, 10 cái thận 10 cái cầu. Lớn hồ quả ớt lớn hồ dầu. Lục Kỳ nói, ngươi không sợ bổ ra máu mũi tới. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi từ khi sau khi kết hôn càng ngày càng keo kiệt. Lục Kỳ nói, ta phải còn phòng vay, còn phải tích lũy sữa bột tiền. Hứa Thuần Lương nói, được, ngươi chớ cùng ta khóc than, quay đầu ta tính tiền tổng được rồi. Lục Kỳ nói xong ta đến chính là ta đến, biết ngươi có tiền, cũng không thể làm tổn thương ta tự tôn. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, tốt ha, ngươi mời, đúng, làm sao không có bảo ngươi ca đến. Nếu là hắn tới, ta nhưng không thả ra.
Lục Kỳ một bên nói một bên quét mã, dựa theo Hứa Thuần Lương vừa rồi yêu cầu tăng thêm 10 cái thận 10 cái cầu. Hai người làm vài chén rượu, Lục Kỳ nói, hôm nay cũng không thể nói cùng bản án không hề có một chút quan hệ, đầu tiên ta trước cho ngươi phái viên thuốc an thần, căn cứ chúng ta điều tra, đã đem ngươi ngày đó hành vi định tính là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hứa Thuần Lương nói, cái này còn cần điều tra, tên chọc trên đầu con giận, rõ ràng sự tình. Lục Kỳ nói, đương nhiên muốn điều tra, không phải sao có thể trả lại ngươi trong sạch, kia mấy tên nghi phạm nhưng một mực chắc chắn tất cả tử thương đều là ngươi tạo thành, chúng ta nhất định phải siêu tập ngươi vô tội chứng cứ. Hứa Thuần Lương cười nói, bọn hắn nói chuyện tin được không? Chửi bới quốc gia nhân viên chính phủ tội thêm một bậc, liền bọn hắn kia phạm tội tính chất, tất cả đều đủ xử bắn. Lục Kỳ tướng nướng xong thịt xiên đưa cho hắn, thở dài nói, ngươi còn biết mình là quốc gia nhân viên chính phủ. Kia cũng không cần cùng Hoa Trục Nguyệt loại người này đi được quá gần. Hứa Thuần Lương nhìn qua hắn nói, ý gì? Người ta Hoa Tổng trêu chọc ngươi rồi. Lục Kỳ nói, Lam Tinh tập đoàn đi qua chủ doanh nghiệp vụ là làm gì ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Ngươi cùng Hoa Trục Nguyệt vừa mới bắt đầu cũng là không đánh nhau thì không quen biết đi. Hứa Thuần Lương nói, quá khứ là cơ bộ Diêu đương gia, hiện tại là Hoa Trục Nguyệt đương gia, đi qua Lam Tinh chủ doanh là hộp đêm, quán bar. Nhưng bây giờ người ta đã đem những cái kia sản nghiệp đóng gói chuyển nhượng. Chuyển nhượng cũng không có nghĩa là đi qua hắc lịch sử liền xóa bỏ. Lục Kỳ nghiêm túc nói. Hứa Thuần Lương không nói chuyện, hắn biết Lục Kỳ tính tình có chút trục, coi như giải thích cũng không có tác dụng gì, cho nên dứt khoát không nói. Lục Kỳ nói, cơ bộ Diêu người này chẳng những đi qua xử lý phi pháp sinh ý, còn liên quan hắc, căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, hắn là Lan Hoa Môn môn chủ, người biết Lan Hoa Môn sao? Đây là có xã hội đen tính chất câu lạc bộ. Hứa Thuần Lương cười nói, người tiểu thuyết võ hiệp đã thấy nhiều đi, đều thời đại nào, còn cả khởi giang hồ môn phái. Lục Kỳ nói, thời đại nào đều có phạm tội, người là không tiếp xúc đến, chúng ta cả ngày cùng phần tử phạm tội liên hệ, Lan Hoa Môn, Cái Bang, Đạo Môn, Bì Môn, Thiên Môn, người cho rằng chỉ có trong tiểu thuyết xuất hiện sông hồ môn phái vẫn không có biến mất, rất nhiều truyền thừa đến nay, còn có một số đổi một cái tên tiếp tục tồn tại. Hứa Thuần Lương nói, người có chút nói ngoa, đừng hơi một tí liền cho người ta cài lên mũ đen, chỉ muốn người ta không phạm tội, đơn giản chính là một cái ngành nghề liên minh. Lục Kỳ nói, ta cũng không có khuếch đại, người biết Vũ Viên Nghĩa tại sao muốn bắt Cơ Dai Dai. Từ căn nguyên đi lên nói, là bởi vì con của hắn tại Nam Giang lên đại học thời điểm, bị Lam Tinh hộp đêm một cái bồi tử nữ cho lừa, cuối cùng giết tình địch mình cũng đi tuyệt lộ, lúc ấy nhà hộp đêm kia người phụ trách chính là Hoa Trục Nguyệt. Cho nên Vũ Viên Nghĩa mới có thể tướng khoản nợ này tính tại Hoa Trục Nguyệt trên đầu. Hắn bắt Cơ Dai Dai, cuối cùng là muốn báo phục Hoa Trục Nguyệt. Hứa Thuần Lương kỳ thật đối trong đó nội tình rất rõ ràng, bưng chén rượu lên uống chén rượu nói, Cơ Dai Dai là học trò ta, cùng ta học y, ai động nàng chính là sống mái với ta. Lục Kỳ nói, ta không nói người cứu người không đúng, nhưng là ngươi là thân phận gì, Hoa Trục Nguyệt, Cơ Dai Dai những người này bối cảnh phức tạp. Người cùng các nàng kết giao đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hứa Thuần Lương nói, ta tâm lý nắm chắc. Lục Kỳ nói, Thuần Lương, ta biết ngươi làm việc có năng lực có chừng mực, nhưng có chút phiền phức vẫn là bớt trêu chọc vi diệu, vận khí không có khả năng mãi mãi cũng đứng tại ngươi bên này. Từ Lục Kỳ lời nói này Hứa Thuần Lương liền biết hắn đối hành vi của mình sinh ra hoài nghi, Hứa Thuần Lương nói khẽ, vận khí của ta vừa mới bắt đầu. Giảm tai ủy lần này thị sát cũng không tại Đông Châu nhấc lên gợn sóng quá lớn, hết thảy nhìn như đi cái đi ngang qua sân khấu, Đông Châu cục dân chính mặc dù có thay đổi nhân sự, nhưng là tổng thể coi như bình ổn. Vương Đồng An tiếp tục tuyên xưng thân thể không tốt tại trong nhà dưỡng bệnh, hắn kỳ thật đã đoạn tuyệt trở lại trên cương vị suy nghĩ, đang dùng loại này tiêu cực thái độ hướng cấp trên biểu thị, các ngươi vẫn là để ta lui xuống đây đi. Tân nhiệm đảng tổ bí thư Trương Tùng ôm cực không tình nguyện tâm lý đi tới cục dân chính. Đến nhận chức ngày đầu tiên, Tương Kỳ Dũng dự định mở hoan nghênh hội, nhưng Trương Tùng cự tuyệt, đừng nói hoan nghênh hội, hắn thậm chí cự tuyệt tham gia dân chính cục bất luận cái gì hội nghị. Trương Tùng tướng mình quan trong phòng làm việc, hắn hiện tại cần chính là tỉnh táo, vận mệnh vứt bỏ một người thời điểm, liên thanh chào hỏi cũng không đánh. Trương Tùng không bị người quấy rầy, nhưng hiện thực cũng không ai chủ động quấy rầy hắn, hắn đến cục dân chính bên trên 3 ngày ban, thế mà không ai chủ động đi hắn văn phòng tìm hắn. Từ khi hắn cự tuyệt Tương Kỳ Dũng tham gia hội nghị mời về sau, Tương Kỳ Dũng quả thật không thông báo tiếp hắn, toàn cục trên dưới nghiễm nhiên đem hắn trở thành một cái người trong suốt.
Trương Tùng tâm thái lại có chút mất cân bằng, ta có thể cự tuyệt, nhưng là các ngươi không thể không thông chi, dù nói thế nào ta còn là cục dân chính đảng tổ bí thư. Trương Tùng hôm nay qua đến lúc làm việc, tại đầu bậc thang gặp Hứa Thuần Lương, hắn biết Hứa Thuần Lương tại cục dân chính, nhưng mấy ngày nay đều không có cùng Hứa Thuần Lương chạm qua bột, không phải hắn thâm cư không ra ngoài nguyên nhân, mà là bởi vì Hứa Thuần Lương ba ngày này đều không đến trong đám. Hứa Thuần Lương chủ động hô, Trương thư ký, ngài đã tới. Trương Tùng khóe môi lộ ra một nụ cười khổ, lão đệ, người cùng ta không cần đến khách khí. Hứa Thuần Lương nói, công là công, tư là tư. Trương Tùng chủ động mời Hứa Thuần Lương đi phòng làm việc của mình ngồi một chút. Thân là cục dân chính chủ nhiệm phòng làm việc, Hứa Thuần Lương đương nhiên không tiện cự tuyệt đảng tổ bí thư yêu cầu, đương nhiên phòng thư ký làm việc cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Hứa Thuần Lương đoán chừng Trương Tùng 89 phần 10 là muốn từ mình cái này bên trong tìm hiểu một chút tin tức. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Trương Tùng cùng Hứa Thuần Lương hàn huyên vài câu về sau, lập tức liền đi vào chính đề, lão đệ, hai ngày trước Chu thư ký tới khảo sát ta nghe nói ngươi cũng tham gia tiếp đãi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, ta chính là đi theo chân chạy, nói thật ta đều không rõ ràng vì sao lại tiến vào tiếp đãi danh sách. Trương Tùng cười nói, ngươi cùng Chu thư ký quan hệ người khác không rõ ràng, ta còn có thể không rõ ràng. Hứa Thuần Lương nói, vậy cũng so ra kém các ngươi cách mạng tình nghĩa a. Trương Tùng thở dài nói, kia là đã đi qua, Chu thư ký rời đi Đông Châu sau đối ta sinh ra một chút hiểu lầm. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm suy nghĩ cười, người ta đối ngươi sinh ra hiểu lầm. Khiến cho cùng ngươi là đóa bạch liên hoa, nếu như không phải ngươi làm bỏ đá xuống giếng sự tình, Chu thư ký cũng không trở thành như thế không chào đón ngươi. Hứa Thuần Lương cố ý nói, ta lúc ấy liền có chút kỳ quái đâu, vì cái gì ngươi không có tham gia tiếp đãi công việc. Trương Tùng lắc đầu nói, ta muốn gặp Chu thư ký, nhưng lại lo lắng Chu thư ký không muốn gặp ta, lúc trước Chu thư ký đi tỉnh thành, vốn là đề nghị ta cùng hắn cùng đi, ta cân nhắc tốt đỉnh nguyên nhân cho nên lựa chọn lưu lại, không nghĩ tới Chu thư ký bởi vì việc này đối ta sinh ra cái nhìn. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ con hàng này không có một câu lời nói thật, nếu như vẻn vẹn nguyên nhân này, Chu thư ký cũng không trở thành ghi hận ngươi, Trương Tùng hiện đang giải thích đã không có ý nghĩa gì, bất kể có phải hay không là Chu thư ký xuất thủ, hắn chính trị tiền cảnh đã cực kỳ ảm đạm. Hứa Thuần Lương nói, Chu thư ký ngược lại là không có đề cập qua, Trương thư ký, ta nhớ được hồi trước có truyền ngôn để ngươi tới thay thế Vương cục công việc, còn nói ngươi không muốn tới. Hắn là hết chuyện để nói. Trương Tùng trong lòng như là bị người thọc một đao, lúc trước hắn đối cục dân chính không hứng thú, liền muốn lưu ở khu công nghệ cao, hiện tại khu công nghệ cao vị trí không có bảo trụ, đến cục dân chính liền cục trưởng cũng không có lăn lộn đến, chỉ coi một cái không minh bạch bí thư, chủ trì công tác còn một người khác hoàn toàn. Trương Tùng tình cảnh thật sự là xấu hổ tới cực điểm, trong lòng của hắn khổ còn phải giả ra phong khinh vân đạm bộ dáng, ngươi chỗ nào nghe được, cách mạng công việc ta làm sao có thể chọn ba lấy bốn. Lãnh đạo để cho ta đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó. Hứa Thuần Lương nhìn chung quanh một chút, một bộ thần thần bí bí bộ dáng, Trương thư ký, người cùng ta thấu cái đáy, trong thành phố để người tới có phải hay không muốn động Vương cục rồi. Trương Tùng nói, không nghe nói, kỳ thật hắn ước gì trong thành phố đem Vương Đồng An cho động, hiện tại hắn đã không có nhiều như vậy yêu cầu xa vời, nếu như có thể đem Vương Đồng An cầm xuống, đem cục trưởng cho hắn, để hắn chính đảng ôm đồm đó chính là vận mệnh của hắn. Có thể nói chuyện này với hắn là kết quả tốt nhất, Trương Tùng cũng ôm một tia hy vọng, mặc dù trước mắt Tương Kỳ Dũng chủ trì công việc, nhưng Tương Kỳ Dũng phó phòng là vừa sách, mình thế nhưng là thực sự chính sử, Đông Châu dân chính cục trước mắt cấp bậc tối cao chính là mình, có tư cách nhất chủ trì công tác cũng là chính mình. Hứa Thuần Lương nói, đó mới là lạ, Đông Châu cục dân chính đi qua đều là chính đảng không phân biệt, không biết cấp trên tại sao muốn an bài như vậy. Trương Tùng nói, lãnh đạo đã an bài như vậy liền có dụng ý của bọn hắn, ta chỉ cần làm tốt bản chức công việc liền tốt, lão đệ, về sau ngươi được nhiều nhiều trợ giúp ta. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài là bí thư, ta còn trông cậy vào người chiếu cố nhiều hơn ta đây. Từ khi Chu thư ký rời đi Đông Châu, Trương Tùng cùng Hứa Thuần Lương ở giữa đã rất ít liên lạc, gặp lại lần nữa cảm giác tiểu tử này so với quá khứ càng lão luyện hơn, Trương Tùng thầm than hậu sinh khảo ý. Về sau còn phải cùng tiểu tử này khách khí điểm, dù sao hắn cùng hai vị bí thư quan hệ đều đi được đủ gần. Trương Tùng cùng Hứa Thuần Lương ở giữa ai cũng sẽ không nói xuất phát từ tâm can, Trương Tùng muốn từ Hứa Thuần Lương nơi đó bộ điểm tin tức, tại Hứa Thuần Lương trong mắt, Trương Tùng trên cơ bản không có giá trị lợi dụng, Uông Kiến Minh chắc chắn sẽ không trọng dụng tiền nhiệm thư ký,
Chu thư ký Đông Sơn tái khởi về sau, tại thời cơ thỏa đáng dưới, khẳng định phải đối ruồng bỏ mình tiểu nhân thực hiện một chút áp lực. Hứa Thuần Lương hỏi khu công nghệ cao tình trạng, Trương Tùng nói cho hắn biết, trong thành phố đã quyết định một lần nữa điều chỉnh phân ranh giới, khu công nghệ cao đứng trước chia tách, về sau Tân Hồ Tân Khu sẽ toàn diện thay thế khu công nghệ cao chức năng, mang ý nghĩa cao mới khu một chút xí nghiệp sẽ hướng Tân Hồ Tân Khu chuyển di, chia tách sau khu công nghệ cao triệt để dung nhập nội thành. Hứa Thuần Lương đối sắp thành lập Tân Hồ Tân Khu càng phát ra tò mò, không biết Uông Kiến Minh muốn đem như thế địa phương trọng yếu giao cho ai, có một chút không thể nghi ngờ, hắn khẳng định sẽ giao cho hắn tín nhiệm người, lại hoặc là giao cho trên thực lực để hắn không cách nào cự tuyệt người. Mới nhà tang lễ làm xong sắp đến, gia hỏa táng chàng cánh đồng đấu giá cũng nâng lên nghị sự nhật trình, kỳ thật mảnh đất này đấu giá tin tức đã sớm tiết lộ ra ngoài, nhưng là đối cái này miếng đất hứng thú nhà đầu tư giải rác có thể đếm được. Chủ yếu là trong thành phố đối mảnh đất này công dụng có minh xác thực quy hoạch, có chừng 2/3 diện tích sẽ dùng tại cải tạo ngọn núi công viên, còn lại bộ phận mới dùng cho thương nghiệp. Kỳ thật mảnh đất này vô luận phong cảnh vẫn là vị trí đều rất không tệ, nhưng bởi vì tiền thân đặc thù sử dụng tính chất cho nên ảnh hưởng đến nhà đầu tư nhiệt tình, hỏa táng chàng ba chữ đủ lấy để đa số người chùn bước, bất quá cũng có ngoại lệ, kinh doanh quốc học buôn bán viên Hoàng Bình đối mảnh đất này liền có hứng thú, hắn muốn cầm xuống mảnh đất này dùng để trùng kiến Phượng Tê Thư Viện. Viên Hoàng Bình đã sớm hướng ban ngành liên quan biểu lộ qua mình ý nghĩ, Cục Dân Chính phương diện tại trong báo cáo cũng đặc địa nâng lên chuyện này. Lúc đầu Viên Hoàng Bình coi là cầm xuống mảnh đất trống này là chuyện chắc như đinh đóng cột, thật không nghĩ đến sắp đấu giá thời điểm lại tăng thêm một cái đối thủ. Đối thủ này chính là Khang Kiện Tập đoàn, Khang Kiện Tập đoàn hướng trong thành phố đưa ra một cái phương án, từ bọn hắn phụ trách núi thể công viên khai phát kiến thiết, tại cánh đồng, cũng chính là Viên Hoàng Bình xem trọng trùng kiến Phượng Tê Thư Viện địa phương kiến thiết một tòa trong nước nhất lưu khang nuôi trung tâm. Cái này để Viên Hoàng Bình lúc đầu phương án ảm đạm mất sắc. Viên Hoàng Bình vốn là chỉ muốn cầm xuống cánh đồng, hắn nhưng không có lớn như vậy tình hoài đi kiến thiết ngọn núi công viên, Phượng Tê Sơn diện tích rất lớn, đầu tư lớn như vậy phiến địa phương đổi lấy một khối nhỏ thổ địa, tỷ lệ hồi báo thực sự quá thấp. Viên Hoàng Bình nghe được tin tức về sau trước tiên đi tìm Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương nói cho Viên Hoàng Bình thật có sự tình, bất quá bây giờ Khang Kiện Tập đoàn chỉ là lấy ra một cái sơ bộ khái niệm, cụ thể phương án chưa đưa ra. Mà lại cái này một chuyện cuối cùng quyền quyết định cũng không tại bọn hắn Cục Dân Chính. Mới nhà tang lễ làm xong vận doanh về sau, gia hỏa táng chàng cánh đồng nộp lên trên, đến lúc đó mảnh đất kia quyền quyết định liền giao cho Đông Châu Văn Lữ Cục, từ bọn hắn tiến hành thống nhất chiêu thương, Phượng Tê Sơn khai phát khẳng định phải lấy Văn Lữ làm chủ, đây là trong thành phố định ra tới điệu, Khang Kiện Tập đoàn điều kiện mặc dù nhưng rất tốt, nhưng cái này cùng trong thành phố ban sơ phương án kế hoạch tồn tại sai lầm. Viên Hoàng Bình hy vọng có thể cùng Phó Cục trưởng Tương Kỳ Dũng gặp được một mặt, dù sao trước mắt từ hắn chủ trì công việc, tốt nhất có thể ở trước mặt hướng Tương Kỳ Dũng biểu đạt một chút tự thân tố cầu. Hứa Thuần Lương vui với giật dây, hắn cho Tương Kỳ Dũng đánh điện thoại, Tương Kỳ Dũng vừa vặn hiện tại có thời gian, để Hứa Thuần Lương tướng Viên Hoàng Bình đưa đến phòng làm việc của mình. Tiến về Tương Kỳ Dũng văn phòng nhất định phải trải qua Trương Tùng văn phòng, Hứa Thuần Lương bồi tiếp Viên Hoàng Bình đi qua lúc sau. Trương Tùng văn phòng mở cửa, Trương Tùng đang ngồi ở bên trong hút thuốc. Từ khi Trương Tùng tới về sau trên cơ bản đều giam giữ cửa, lúc này mở cửa cũng là trùng hợp, hắn ngại trong phòng mùi khói quá lớn, mở cửa sổ đối lưu thông gió. Viên Hoàng Bình nhìn không chớp mắt, Hứa Thuần Lương biết Trương Tùng không thích người khác quấy rầy, dự định cứ như vậy đi qua, thật không nghĩ đến Trương Tùng thấy được Viên Hoàng Bình, chủ động hô, Viên tiên sinh. Kỳ thật Viên Hoàng Bình khóe mắt quét nhìn đã sớm liếc về Trương Tùng. Hắn cùng Trương Tùng quan hệ rất tốt, đi qua hai người không ít giao lưu, Trương Tùng thậm chí tướng Viên Hoàng Bình xem như có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu. Viên Hoàng Bình lúc đầu nghĩ chứ không nhìn thấy, hiện tại Trương Tùng đem tên của hắn cho kêu đi ra, nếu như giả bộ liền không nói được. Viên Hoàng Bình giả ra kinh hỉ vạn phần bộ dáng, Trương thư ký, người làm sao ở chỗ này? Viên Hoàng Bình truyền bá quốc học đại bản doanh ngay tại Đông Châu, hắn làm sao có thể không biết Trương Tùng chức vụ biến động? Trương Tùng trải qua mấy ngày nay tâm lý điều chỉnh đã khôi phục bình thường, cười nói, công việc bình thường điều động, Viên tiên sinh tiến đến ngồi một chút. Viên Hoàng Bình nói, ta cùng Tương Cục đã hẹn lúc ở giữa. Hắn thậm chí liền quay đầu tới đều không nói, giống hắn loại này no bụng đọc sách sử nhân vật, trông giữ lịch sử phong vân, Trương Tùng tình trạng hắn nhìn một cái liền biết, một cái biên giới hóa nhân vật đã bị quét đến Đông Châu thể chế nơi hẻo lánh, Viên Hoàng Bình là không có hứng thú gì ở trên người hắn lãng tốn thời gian.
Về Trương Tùng thế mà còn có thể bảo trì mỉm cười, được kia ngươi. Hắn là cắn răng nói ra lời nói này, gặp đến Viên Hoàng Bình hắn có loại nghĩ kể đầu gối tâm sự dục vọng, bởi vì là Viên Hoàng Bình người này đặc biệt hay nói, hơn nữa nhìn sự tình rất thấu, nói chuyện có chiều sâu. Viên Hoàng Bình thái độ lãnh đạm để Trương Tùng bỗng nhiên ý thức được, không chỉ là cấp trên từ bỏ mình, mà là toàn bộ thế giới đều từ bỏ chính mình. Hứa Thuần Lương hướng Trương Tùng cười cười, chào hỏi một tiếng Trương thư ký. Trương Tùng nội tâm lại phảng phất bị người quất một roi tử, thầm nghĩ Hứa Thuần Lương hẳn là đang nhắc nhở mình, hiện tại chẳng qua là cái đảng tổ bí thư, không có bất kỳ cái gì chức quyền hư chức thôi, lão tử đóng cửa tạ khách, làm gì tự rước lấy nhục. Tương Kỳ Dũng cũng mở cửa, hắn vừa tới cục dân chính chủ cầm công việc, không có thể khiến người khác cảm giác mình cao cao tại bên trên, đối một vị lãnh đạo tới nói, dựng nên thân dân hình tượng không phải thường trọng yếu. Hứa Thuần Lương mang theo Viên Hoàng Bình đi vào Tương Kỳ Dũng văn phòng, Tương Kỳ Dũng lập tức đứng dậy đón lấy, mỉm cười cùng Viên Hoàng Bình nắm tay, Viên tiên sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Viên Hoàng Bình cười nói, Tưởng cục trưởng tốt, hôm nay vội vàng tới chơi, nhiều hơn quấy rầy. Hứa Thuần Lương vốn định tướng Viên Hoàng Bình mang đến chính mình liền đi, nhưng Tương Kỳ Dũng để hắn cùng một chỗ lưu lại tâm sự, từ khi quan hệ giữa hai người phá băng về sau, Tương Kỳ Dũng đối Hứa Thuần Lương cũng biểu hiện ra càng ngày càng tăng tín nhiệm. Ngắn ngủi hàn huyên qua đi, Viên Hoàng Bình trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Tương Kỳ Dũng nghe xong nói, liên quan tới hỏa táng tràng khối, trong thành phố kỳ thật sớm có sắp xếp, chờ mới nhà tang lễ toàn bộ bắt đầu dùng về sau, chúng ta sẽ đem mảnh đất kia nộp lên trên. Phượng Tê vùng núi khối quyền quyết định tại Đông Châu Văn Lữ Cục trong tay, dễ theo thị chính quy hoạch, muốn đem nơi đó chế tạo thành Phượng Tê Sơn núi thể công viên, cho nên Viên tiên sinh khả năng đến sai chỗ. Viên Hoàng Bình nói, những này ta đều biết, ta đương lúc cũng đề cập qua đề nghị, Hứa chủ nhiệm biết. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, Viên tiên sinh đối Đông Châu văn hóa lịch sử hiểu rõ vô cùng, hắn đưa ra trùng kiến Phượng Tê Thư viện cũng là nghĩ bảo hộ Đông Châu lịch sử văn vật, nặng trấn Đông Châu văn hóa. Tương Kỳ Dũng nói, dạng này, ta có thể giúp một tay liên hệ Đông Châu Văn Lữ, tướng Viên tiên sinh tố cầu thông báo cho bọn hắn. Viên Hoàng Bình nói, kia liền đa tạ Tương Cục. Tương Kỳ Dũng nói, bởi vì mảnh đất này tính đặc thù chất, chúng ta có thể đưa đến tác dụng cũng cực kỳ bé nhỏ, mong rằng Viên tiên sinh nhiều hơn lý giải. Viên Hoàng Bình nói, nếu như bên trong quyết định lợi dụng cái này miếng đất chế tạo ngọn núi công viên ta phi thường tán thành, thế nhưng là ta nghe nói còn có một bộ phận phải dùng tại thương nghiệp. Vậy thì có chút không ổn, Phượng Tê Sơn trải rộng lịch sử di tích, văn vật chúng nhiều, hẳn là nhân cơ hội này hảo hảo khai quật bảo hộ. Tương Kỳ Dũng cười nói, nếu như Đông Châu nhiều mấy cái Viên tiên sinh nhiệt tâm như vậy người lo gì văn lữ sự nghiệp không chiếm được phát triển. Viên Hoàng Bình tìm Tương Kỳ Dũng nguyên bản cũng không có trông cậy vào đưa đến phần lớn hiệu quả, từ Tương Kỳ Dũng văn phòng ra, lại dọc đường Trương Tùng văn phòng, phát hiện Trương Tùng đã đóng lại cửa phòng, Viên Hoàng Bình cũng không có tiến đến gõ cửa ý nghĩ. Hứa Thuần Lương tướng Viên Hoàng Bình đưa đến bãi đỗ xe, nhỏ giọng nói, văn lữ cục phương diện ta có thể giúp Viên tiên sinh liên lạc một chút. Viên Hoàng Bình cười nói, đa tạ Hứa chủ nhiệm, ta đoán chừng mảnh đất này văn lữ cục cũng không đảm đương nổi nhà, ta còn là đi trước đi thượng tầng lộ tuyến. Hứa Thuần Lương trong lòng có chút buồn bực, đã Viên Hoàng Bình rõ ràng như vậy cần gì phải chạy chuyến này. Viên Hoàng Bình nói, có chút chương trình là nhất định phải đi, Khang Kiện tập đoàn bàn tay rất trưởng. Mảnh đất này để văn lữ cục đương ra dù sao cũng so để dân chính đương ra muốn tốt, Địch Bình Thanh cùng dân chính quan hệ ta có thể không sánh bằng. Hứa Thuần Lương nói, Viên tiên sinh quả thật cái gì đều thấy rõ ràng. D. Viên Hoàng Bình khẽ mỉm cười nói, ta đối mảnh đất này cũng không phải nhất định phải được, không dối gạt Hứa chủ nhiệm, ta hiện tại có lựa chọn tốt hơn. Hứa Thuần Lương nói, vậy sẽ phải chúc mừng Viên tiên sinh. Viên Hoàng Bình nói, cũng không có gì có thể chúc mừng. Ta mảnh đất kia sớm liền lấy được, chỉ là một mực không muốn khởi công, lần này nghĩ không ra trong thành phố vừa vặn quy hoạch tới đó. Hứa Thuần Lương bị hắn khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, ồ. Viên tiên sinh mảnh đất kia ở nơi nào, Viên Hoàng Bình nói đến cùng Tương Cục còn có chút quan hệ, vào chỗ tại cổ Tuyền trấn tóc húi cua núi, dựa vào núi bằng nước địa phương, hiện ở trong thành phố quy hoạch Tân Hồ Tân Khu, cũng tính vận khí, ta mảnh đất kia vừa vặn tại quy hoạch trong vùng. Hứa Thuần Lương nói, Viên tiên sinh tin tức thật sự là linh thông a. Viên Hoàng Bình nói, về sau Tân Hồ Tân Khu sự tình còn muốn dựa vào Hứa chủ nhiệm chiếu cố nhiều hơn. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ người này tin tức đủ linh thông,
tại sao biết bên kia văn lữ công việc cùng ta có chút quan hệ? Hứa Thuần Lương nói, ta là cục dân chính, chỉ sợ cho Viên tiên sinh giúp không được gì. Viên Hoàng Bình cười nói, người nếu là giúp không được gì, những người khác liền càng không được. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ hắn hẳn là biết mình cùng Uông Kiến Minh quan hệ còn có thể, hắn cười nói, người câu này nói hẳn là đối tương lai Tân Hồ Tân Khu người đứng đầu nói mới đôi. Viên Hoàng Bình nói, ta nói vô dụng, người nói mới có tác dụng. Đi! Hứa Thuần Lương có chút mơ hồ, nghe Viên Hoàng Bình tiếng nói tốt giống đã biết Tân Hồ Tân Khu tương lai lãnh đạo là ai. Chẳng lẽ mình nhận biết, chẳng lẽ cùng chính mình quan hệ phi thường mật thiết, Hứa Thuần Lương cố gắng loại bỏ, Tần Chính Dương. Không quá khả năng, chính hắn đều phủ nhận, Uông thư ký đảm nhiệm bên trong hắn hẳn là đều biết thành thành thật thật làm thư ký. Lục Minh, cũng không có khả năng, mặc dù nhưng đã chứng minh hắn là cái hợp cách văn lữ cục trưởng, nhưng là hắn hiện tại lấy được chiến tích còn không đủ sức cầm cự hắn đảm nhiệm Tân Hồ Tân Khu người đứng đầu. Viên Hoàng Bình cũng không có công bố đáp án, cáo từ lên xe. Hứa Thuần Lương đưa mắt nhìn hắn rời đi, nghi ngờ trong lòng càng phát ra nồng đậm, hắn suy nghĩ một hồi lâu. Rốt cục vẫn là bấm Tần Chính Dương điện thoại, hôm nay hắn nhất định phải cái đáp án rõ ràng. Tần Chính Dương tiếp vào điện thoại, nghe Hứa Thuần Lương đem lời nói xong, ngữ khí có chút khó khăn, Thuần Lương, không phải ta không lộ ra tin tức, mà là Uông thư ký chuyên môn đã thông báo, không có có chính thức tuyên bố trước đó không cho phép ta để lộ tin tức. Hứa Thuần Lương nói, được a, người còn là anh ta không? Tần Chính Dương dở khóc dở cười nói, đương nhiên là, nhưng chuyện này không giống. Hứa Thuần Lương nói, không có gì có thể giấu giếm, ta hỏi ngươi, vị này người phụ trách là họ Kiều vẫn là họ Mai. Tần Chính Dương ngây ngẩn cả người. Hứa Thuần Lương từ hắn trong trầm mặc đã đoán được đáp án, Mai Như Tuyết có đúng hay không? Về. Tần Chính Dương nói, ta nhưng không nói gì. Không nói gì các loại tại cái gì đều nói, cái gì đều thừa nhận. Hứa Thuần Lương trong lòng có chút không nói ra được tư vị, đến tột cùng là mừng rỡ vẫn là phiền muộn chính hắn đều làm không rõ ràng. Hắn cũng không nghĩ tới Mai Như Tuyết sẽ lấy phương thức như vậy trở về, Mai Như Tuyết hẳn là sớm đã về nước, bất quá nàng cũng chưa chủ động cùng mình liên lạc qua. Có một chút không thể nghi ngờ, tại tương lai không lâu hắn cùng Mai Như Tuyết cuối cùng còn sẽ gặp mặt, hết thảy vẫn là thuận theo tự nhiên. Nhằm vào Bì Môn Phong Ba vẫn chưa đi qua, liền Hạ Hầu Mộc Lan trở thành Bì Môn đời môn chủ sự tình cũng bị ban ngành liên quan điều tra. Còn tốt Hạ Hầu Mộc Lan đối với cái này đã sớm chuẩn bị, lấy ra một phần mười mấy năm trước phê văn. Sớm tại mười mấy năm trước, Bì Môn môn chủ Hạ Hầu Uyên liền ý thức được hẳn là tướng tổ chức hợp pháp hóa, cho nên liền kịp thời hướng quản lý cơ quan đưa ra tương quan xin văn kiện, bao quát trèo lên nhớ thư mời, nghiệp vụ chủ quản đơn vị phê chuẩn văn kiện, nghiệm tư báo cáo, trận sử dụng quyền chứng minh, người đề xuất cùng mô phỏng đảm nhiệm người phụ trách tình huống căn bản cùng chứng minh thân phận, chương trình bản dự thảo chờ. Lúc ấy xin cũng đạt được trả lời đồng ý là bên trong Hoa Truyền Thống Y Dược Liên Hợp Hiệp Hội, cái này Liên Hợp Hiệp Hội kỳ thật chính là Bì Môn Hợp Pháp tên. Trung Hoa Truyền Thống Y Dược Liên Hợp Hiệp Hội, có được 130 đơn vị hội viên, có được quy phạm danh xưng cùng tương ứng tổ chức cơ cấu, có cố định trụ sở, có cùng nghiệp vụ hoạt động tướng thích ứng chuyên trách nhân viên công tác, có hợp pháp tài sản cùng kinh phí nơi phát ra, cùng có độc lập nhận gánh dân sự trách nhiệm năng lực. Đối cái này Liên Hợp Hiệp hội Bì Môn nội bộ chưa hề trắng trợn tuyên dương qua, ai cũng không có đem nó coi thành chuyện gì to tát, không muốn đến bây giờ có đất dụng võ. Hạ Hầu Mộc Lan phủ nhận đối nàng một hệ liệt chỉ khống, quay giáo một kích, cho rằng nhằm vào nàng lên án đơn thuần lời đồn cùng chửi bới, là đồng hành ác ý cạnh tranh thủ đoạn. Vũ Viên Nghĩa sau khi chết, cảnh sát lần theo manh mối này, điều tra qua đi cùng Vũ Viên Nghĩa từng có sinh ý vãng lai mong đợi nghiệp, liên quan đến nhiều nhà Liên Hợp Hiệp hội thành viên. Mộc Lan tập đoàn, Thần Nông tập đoàn, thậm chí liền Đông Châu Ân Hằng chế dược đều liên quan đến trong đó. Hạ Hầu Mộc Lan đặc biệt nhắc nhở Hứa Thuần Lương gần đây không muốn cùng mình liên lạc, để tránh cho hắn tạo thành không tốt ảnh vang, cuộc phong ba này đoán chừng còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Chân chính dẫn phát trận này mắt xích phong bạo chính là Vũ Viên Nghĩa khi còn sống lưu lại một cái sổ sách, bên trong ghi chép hắn cùng nhiều nhà trung thảo dược xí nghiệp kinh doanh lui tới. Vũ Viên Nghĩa không có bị trục xuất Bì Môn trước đó, tại Bì Môn nội bộ địa vị có phần cao, bởi vì hắn đã cứu Hạ Hầu Uyên tính mệnh, lại là Bì Môn nguyên lão, cho nên tất cả mọi người cho hắn mặt mũi. Vũ Viên Nghĩa lấy kinh doanh vi phạm lệnh cấm dược liệu làm chủ nghiệp, hồi Xuân Đường lúc trước bị hãm hại hổ cốt sừng tê loại hình liền đến tử với hắn.
Ban ngành liên quan tại năm 93 ban phát cấm lệnh cấm chỉ tê giác sừng cùng hổ cốt, lúc ấy tiêu chuẩn 10 phần nghiêm ngặt, chẳng những cấm chỉ vận chuyển, mang theo, hệ thống tin nhắn sừng tê giác cùng hổ cốt ra vào nước cảnh, còn hủy bỏ sừng tê giác cùng hổ cốt sử dụng tiêu chuẩn, không đến lại dùng sừng tê giác cùng hổ cốt chế dược. Sau đó, có quan hệ hổ cốt hết thảy mậu dịch hoạt động toàn bộ bị kêu dừng, nước nhà dược điển bên trong xóa bỏ hổ cốt sử dụng tiêu chuẩn, cùng hổ cốt có liên quan tất cả thuốc đông y thành dược cũng toàn bộ ngừng sản xuất. Nhưng theo Tân Giã Sinh Động Vật Bảo Hộ Pháp thông qua, thực hiện năm qua lần đầu đại thu. Tại động vật hoang dã chế phẩm có thể hay không làm thuốc vấn đề bên trên, Tân Pháp quy định, nhân công phồn dục kỹ thuật thành thục ổn định quốc gia trọng điểm bảo hộ hoang dại động vật, trải qua khoa học luận chứng, nhưng bằng chuyên dụng đánh dấu bán ra cùng lợi dụng. Động vật hoang dã cùng với chế phẩm làm dược phẩm kinh doanh cùng lợi dụng, còn nên tuân thủ có quan hệ dược phẩm quản lý pháp luật pháp quy. Vì thế phiên động vật hoang dã làm thuốc trở lại pháp luật thông đạo. Có thông đạo liền sẽ có chỗ trống, Vũ Viên Nghĩa liền đầy đủ lợi dụng pháp luật chỗ trống tiến hành kinh doanh, lợi dụng hắn tại bì môn quan hệ cùng nhân mạch, buôn lậu kinh doanh những này vi phạm lệnh cấm phẩm. Những này đồng môn mặc dù biết Vũ Viên Nghĩa dược liệu đến đường bất chính, nhưng là lo ngại mặt mũi, còn có hàng của hắn thành sắc thật là không tệ, cho nên vẫn là trong bóng tối tiến hành giao dễ. Vũ Viên Nghĩa ở phương diện này cũng phi thường giàu hoạt, hắn rất bớt làm lớn khoản giao dịch, làm như vậy chẳng những ẩn nấp mà lại có thể phân mỏng phong hiểm, mấu chốt nhất là hắn trên cơ bản chỉ làm người quen sinh ý, cho nên hắn làm nhiều năm như vậy đều không có có xảy ra chuyện. Lúc trước nếu như không phải một lòng nghĩ muốn giết chết Hoa Trục Nguyệt, hắn tại Hạ Bi căn cứ cũng sẽ không bị hủy. Vũ Viên Nghĩa bị giết sau khi phát sinh, rất nhiều từng theo hắn làm qua giao dịch người đều nhẹ nhàng thở ra, cho rằng từ đây không có chứng cứ, bọn hắn cũng liền không có phiền phức, nhưng ai cũng không nghĩ tới Vũ Viên Nghĩa khi còn sống sổ sách bị cảnh sát nắm giữ, cảnh sát bắt đầu liên hợp ban ngành liên quan căn cứ sổ sách tiến hành truy tra, trước mắt đến xem, chỉ cần liên quan đến trong đó xí nghiệp cùng người ít nhất phải đứng trước một số lớn tiền phạt. Thân là bì môn bốn đại trưởng lão một trong Hoàng Vọng Lân cũng bị liên lụy trong đó, hắn cũng cảm thấy không hiểu thấu, đến một lần hắn sớm đã đem Huệ Nhân Đường giao cho nhi tử Hoàng Công Hiền trải qua doanh. Thứ hai hắn cùng Vũ Viên Nghĩa chưa bao giờ có trên phương diện làm ăn vãng lai. Cảnh sát xuất ra ghi chép hắn mới biết, tìm hắn nguyên nhân vẫn là 10 năm trước, Tạ Bá Tường tìm hắn muốn mua chút hổ xương, bởi vì Tạ Bá Tường lão nương trúng gió tê liệt, hắn không biết chỗ nào cầu tới một cái bí phương. Dùng hổ cốt chế biến ra nhựa cây, có thể trị bệnh nhân trúng gió về sau xuất hiện co quắp hoán, tứ chi co rút, miệng mắt nghiêng lệch, nói bất lợi các loại, sử dụng cái này dược vật thời điểm, cần dùng hoàng tử hầm hóa. Hoàng Vọng Lân biết Tạ Bá Tường cầu tới đơn thuốc hoàn toàn chính xác hữu dụng, nhưng trên tay hắn không có, nhớ tới Tạ Bá Tường hiếu tâm, thế là hắn hỗ trợ dẫn tiến Vũ Viên Nghĩa. Hoàng Vọng Lân đã nói trước, hắn chỉ là hỗ trợ muốn làm pháp, cụ thể bọn hắn về sau làm cái gì, cùng mình không có chút nào quan hệ, Tạ Bá Tường cũng rõ ràng tính tình của hắn, ở trước mặt hướng hắn cam đoan tuyệt sẽ không dính dấp đến hắn. Ai cũng không nghĩ ra chuyện này đi qua 10 năm còn có thể bị lật ra đến, mà lại là tại Vũ Viên Nghĩa sau khi chết. Vũ Viên Nghĩa người này có cái thói hư tật xấu, chuyện gì tình đều lưu lại nội tình, cảnh sát căn cứ hắn chướng vốn không nhưng tìm được người mua Tạ Bá Tường, còn tìm được ở giữa người Hoàng Vọng Lân. Tạ Bá Tường vẫn còn có chút lão giang hồ nghĩa khí, tướng tất cả mọi chuyện tất cả đều khiêng xuống dưới, chỉ nói chuyện này cùng Hoàng Vọng Lân không có bất cứ quan hệ nào. Mặc dù như thế, Hoàng Vọng Lân vẫn là bị gọi đi điều tra, thân là giới siêu tập thái đầu nhân vật. Chuyện này từ nhưng đưa tới sóng to gió lớn, Hoàng Vọng Lân Lân chính đường bị bách tạm thời đóng cửa. Nhà dột còn gặp mưa, Hoàng Vọng Lân nhi tử Hoàng Công Hiền tại Lân chính đường chỉnh lý văn vật nhập kho thời điểm, gặp tập kích, Hoàng Vọng Lân nhất là quý trọng nguyên thanh hoa quấn nhánh trái cây xăm bình ngọc xuân bình bị trộm, Hoàng Công Hiền tại cùng đạo tặc đấu tranh quá trình bên trong bị người thọc vài đao. Hứa Thuần Lương là từ Phổ Kiến nơi đó đạt được tin tức. Hắn thông chi Hạ Hầu Mộc Lan. Hạ Hầu Mộc Lan trước mắt mọi cử động tại cảnh sát giám sát phía dưới, nàng không tiện tiến về kinh thành thăm viếng, chỉ có thể mời Hứa Thuần Lương thay nàng đi kinh thành thăm viếng Hoàng gia phụ tử. Hoàng Vọng Lân không chỉ là bì môn bốn đại trưởng lão một trong, cũng là nàng mạnh mẽ nhất người ủng hộ. Hứa Thuần Lương tại nhận được tin tức vào lúc ban đêm liền chống đỡ đạt kinh thành, Phổ Kiến đã sớm tới đón hắn. Sau khi lên xe, Hứa Thuần Lương nói, Hoàng Công Hiền thế nào? Phổ Kiến nói, mệnh là cứu về rồi. Đồ vật ném không ít, cảnh sát nói hẳn là cùng một chỗ có kế hoạch xúc mưu trộm cướp, từ Hoàng Công Hiền thụ thương tình huống đến xem, bọn họ là có ý định trả thù, gân tay gân chân đều đâm vào,
Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, trước đây Phổ Kiến cũng đã nói. Phổ Kiến nói, Hoàng lão tiên sinh đức cao vọng trọng, Huệ Nhân Đường cho tới nay danh tiếng tốt đẹp, thật không biết bọn hắn hai người đắc tội cái gì cừu ra, vậy mà đối bọn hắn hạ cái này a hung ác tay. Hứa Thuần Lương nói, Hoàng lão tiên sinh hiện tại cũng tại bệnh viện sao? Phổ Kiến lắc đầu, không có, còn tại cảnh sát nơi đó điều tra tình huống đâu, Hoàng Công Hiền thỉnh cầu cảnh sát tạm thời không nên đem hắn thụ thương sự tình nói cho lão tiên sinh, ngươi biết nói sao, Hoàng lão tiên sinh cả đời này có hai loại nhất chân ái đồ vật, một là con của hắn Hoàng Công Hiền, còn có một cái liền là hắn Nguyên Thanh Hoa Bình Ngọc Xuân Bình, hiện tại một cái thụ trọng thương, một cái bị người đánh cắp, lão tiên sinh nếu là biết chuyện này chỉ sợ chịu không được đả kích. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Hoàng gia lần này tai họa nên không phải ngẫu nhiên, từ tình trạng trước mắt đến xem khẳng định là có ý định trả thù. Phổ Kiến nói, ta trước đưa ngươi ở lại. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, trước đưa ta đi bệnh viện. Hoàng Công Hiền mặc dù thụ thương không nhẹ, bất quá cứu giúp kịp thời, trước mắt đã làm xong giải phẫu đi vào phòng bệnh bình thường. Hứa Thuần Lương đi vào phòng bệnh thời điểm, vợ hắn Phan Tú Vân ở một bên cùng đi, từ nàng hai mắt sưng đỏ dáng vẻ có thể suy đoán ra trước đây khóc qua. Hoàng Công Hiền nhìn thấy Hứa Thuần Lương rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy qua tới thăm chính mình. Phổ Kiến nói, Hoàng tiên sinh, ta thông báo Thuần Lương, hắn nghe được tin tức sau lập tức từ Đông Châu tới. Hoàng Công Hiền nói, ta đều nói cho ngươi không muốn âm thanh trương, ta không có việc lớn gì, tĩnh dưỡng mấy ngày liền không sao. Hứa Thuần Lương nói, tẩu tử, ta có thể hay không cùng Hoàng tiên sinh đơn độc phiếm vài câu. Phan Tú Vân mặc dù cùng Hứa Thuần Lương không quen, nhưng là cũng nghe nói qua tên của hắn, biết hắn là công công Hoàng Vọng Lân bạn vong niên, lần trước Huệ Nhân Đường nguy cơ chính là hắn giúp bận bịu hóa giải, thanh âm của nàng có chút khàn khàn, tốt, ta đi chuẩn bị cho hắn ăn chút gì. Phổ Kiến nói, ta cùng người cùng đi. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Hứa Thuần Lương nhìn một chút Hoàng Công Hiền tay chân. Hoàng Công Hiền nói, đã làm qua ăn khớp giải phẫu. Bác sĩ nói bốn phía sau có thể điệu bộ có thể khôi phục huấn luyện, dự sau lương tốt, sẽ không ảnh hưởng ta cuộc sống bình thường, chỉ là lúc sau chỉ sợ không cách nào lại cho người ta châm cứu. Hắn thanh âm rõ ràng mang theo sầu não. Hứa Thuần Lương kéo ra túi hành lý, từ đó móc ra hai cái bình thủy tinh, trong này là chúng ta Hứa gia tổ truyền mực ngọc đoạn tục cao, ba ngày sau bắt đầu thoa ngoài da, mỗi ngày sớm tối cắt một. Hắn lại lấy ra một cái bình ngọc, nơi này là báo thai dịch cân hoàn. Người hôm nay liền có thể phục dụng, mỗi ngày một hạt, phục đủ 7 ngày, ta có thể cam đoan ngươi sau một tháng nhưng khôi phục như lúc ban đầu. Hoàng Công Hiền nghe nói qua những dược vật này, nhưng cụ thể phối phương sớm đã thất truyền nhiều năm, hắn biết Hứa gia y thuật không phải thường lợi hại, cảm động gật gật đầu nói, ngươi hao tâm tổn trí. Hứa Thuần Lương nói, cùng ta không cần đến khách khí. Hoàng Công Hiền nói, ta hiện tại lo lắng nhất chính là ta cha, nếu như hắn biết hắn Nguyên Thanh bao hoa trộm. Chỉ sợ không chịu nổi sự đả kích này. Hứa Thuần Lương nói, ta lại cảm thấy Hoàng lão tiên sinh trong lòng trọng yếu nhất tuyệt không phải Nguyên Thanh Hoa, chỉ cần người bình an vô sự liền tốt. Hứa Thuần Lương đến đi ra bên ngoài, nhìn thấy Phổ Kiến đang cùng một người nói chuyện, người kia lại là Diệp Thanh Nhã. Diệp Thanh Nhã đối Hoàng Vọng Lân khí khái có chút kính ngưỡng, hiện tại Hoàng gia xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng không nghĩ qua tránh hiểm nghi, trước tiên liền đến quan sát. Hứa Thuần Lương kêu một tiếng Thanh Nhã tỷ, Diệp Thanh Nhã nhẹ gật đầu, trước cùng Phan Tú Vân cùng đi phòng bệnh. Phổ Kiến nói, Diệp tiểu thư đủ trượng nghĩa, nghe nói sau chuyện này chủ động đưa ra muốn giúp đỡ. Hứa Thuần Lương nói, ta xem qua tình hình vết thương của hắn, tổn thương đến không nặng, tối đa một tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Phổ Kiến nói, xuất thủ điên rồi, hẳn là không chỉ là trộm cướp, khẳng định là có ý định trả thù. Người nói Hoàng Tam gia dạng này đức cao vọng trọng trưởng giả đến cùng trêu chọc cái gì cừu ra. Hứa Thuần Lương nhớ tới Bỉ Môn gần đây phát sinh sự tình, hắn không nói gì, mặc dù không có chứng cứ, nhưng lần này sự kiện cùng Bỉ Môn nội bộ phân tranh cũng hẳn là có chút quan hệ, có lẽ Hoàng Vọng Lân rõ ràng đây hết thảy nguyên do. Phổ Kiến nói, ngươi là dự định ở chỗ này chờ ngươi chỉ kết nghĩa, vẫn là ta trước đưa ngươi về khách sạn. Con hàng này miệng mặc dù bần, nhưng sáng mắt sáng lòng. Hứa Thuần Lương nói, thế nào, người còn có việc? Phổ Kiến nói, ta muốn đi cục cảnh sát hỏi thăm một chút tình huống, nhìn xem Hoàng Tam gia lúc nào có thể ra, người biết đến, ta vẫn luôn muốn bái Tam gia vi sư, động lòng người nhà không chịu thu ta, Tam gia gặp được tai họa,
ta đương nhiên muốn biểu hiện một chút. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, minh bạch hắn là tìm mượn miệng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, người đi trước, có cái gì tiến triển tùy thời liên lạc ta. Phổ Kiến vừa đi, Diệp Thanh Nhã liền ra, nàng để Phan Tú Vân dừng bước, đi hướng Hứa Thuần Lương nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi. Hứa Thuần Lương cười nói, ta làm sao có thể đi không từ giã. Diệp Thanh Nhã đôi mắt đẹp rơi vào Hứa Thuần Lương túi du lịch bên trên, còn không vào ở. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, vừa xuống xe lại tới. Diệp Thanh Nhã nói, đi ta phòng làm việc ở đi. Nói xong sau lại lo lắng Hứa Thuần Lương hiểu lầm, giải thích nói, ta đêm nay về nhà bồi Gia Gia. Hứa Thuần Lương mỉm cười, ta lần này tới cũng dự định đi thăm viếng Gia Gia đâu. Diệp Thanh Nhã có chút ngượng ngùng, lại sửa lời nói, nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về, Gia Gia nhìn thấy ngươi nhất định vui vẻ đến vô cùng. Hứa Thuần Lương nói, hôm nào đi, ta còn có một số việc phải xử lý. Diệp Thanh Nhã lái xe tướng Hứa Thuần Lương đưa đi mình công làm thất, trên đường nói cho Hứa Thuần Lương, Hoàng Vọng Lân Nguyên Thanh Hoa là Lân Chính Đường trấn quán chi bảo, có giá trị không nhỏ, 10 năm trước có người ra 8.000 vạn hắn đều không có bán, hiện tại giá cách ít nhất phải gặp 3 ức, lần này trộm cướp án tuyệt đối được xưng tụng cả nước khiếp sợ đại án. Hứa Thuần Lương chú ý lại không phải vụ trộm bản thân, coi như là bảo vật vô giá lại như thế nào. Tại Hoàng Tam gia trong lòng cũng so ra kém hắn con ruột giá trị, Hoàng Công Hiền lần này đại nạn không chết mới là vạn hạnh trong bất hạnh. Diệp Thanh Nhã gần nhất làm việc thất lần số không nhiều, bất quá bên trong thu thập sạch sẽ, Hứa Thuần Lương phát hiện Diệp Thanh Nhã hẳn là thật lâu không có sáng tác, đoán chừng phụ thân chết đối nàng đả kích rất lớn. Diệp Thanh Nhã xuất ra một bộ mới tinh giường phẩm giúp hắn trải tốt, hướng hắn nói, đoạn thời gian gần nhất ta đều ở nhà bên trong bồi Gia Gia, ngươi ở chỗ này nghĩ ở bao lâu liền ở nhiều lâu, xe ta lưu lại cho ngươi tới. Hứa Thuần Lương cười nói, ta còn là thuê xe thuận tiện. Diệp Thanh Nhã nói, tùy ngươi, ta đều quên, ngươi ăn cơm chưa? Hứa Thuần Lương lắc đầu, để Diệp Thanh Nhã nhanh đi về, không cần phải để ý đến chính mình. Diệp Thanh Nhã kiên trì cho hắn hạ một tô mì, chờ hắn ăn xong thu thập về sau phương mới rời đi. Còn Diệp Thanh Nhã sau khi đi, Hứa Thuần Lương cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là đi ra ngoài đánh chiếc xe tiến về Lân Chính Đường, mặc dù nhưng sự tình đã từng xảy ra, Hứa Thuần Lương vẫn là muốn đi chuyện xảy ra hiện trường chung quanh nhìn xem. Hắn đã từng nhiều lần đến thăm Lân Chính Đường, Hoàng Vọng Lân Hoàng Tam gia nói cho hắn biết, Lân Chính Đường an phòng biện pháp có thể xưng quốc tế nhất lưu, dạng này an phòng biện pháp làm sao lại bị người nhẹ dễ phá giải, đạo tặc chẳng những đánh cắp trấn quán chi bảo còn đả thương người về sau toàn thân trở ra. Hứa Thuần Lương đến lúc đó, nhìn thấy Lân Chính Đường đại môn đóng chặt, cổng bảng thông báo bên trên tỏ rõ, Lân Chính Đường khoa học về động thực vật trong quán bộ tu sửa, gần đây sẽ không đối công chúng mở ra. Hứa Thuần Lương trải qua một bên thiên hương cư thời điểm, nhìn đến mấy người từ bên trong ra, chính giữa một người có chút mắt quen, chính là lúc trước đã từng cùng Phổ Kiến phát sinh xung đột Lưu Khuê là Tạ Đại Yên đại Tạ Bá Tường thủ hạ. Hiện tại Tạ Bá Tường cùng Hoàng Vọng Lân hai người đều bởi vì qua đi mua sắm hổ cốt sự tình bị cảnh sát gọi đi điều tra, thân là Tạ Bá Tường thủ hạ đắc lực Lưu Khuê lại ở chỗ này uống rượu, ít nhiều có chút không bình thường. Lưu Khuê xem ra có chút vui vẻ. Những người kia vây quanh hắn a rua nịnh hót, gọi hắn là Khuê gia. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, nhìn Lưu Khuê dáng vẻ dễ vốn không có bởi vì Tạ Bá Tường khốn cảnh lo lắng, ngược lại cao hưng đều viết lên mặt, kỳ thật cái này cũng rất bình thường, nếu như Tạ Bá Tường vào tù, việc buôn bán của hắn liền về Lưu Khuê, đối Lưu Khuê mà nói coi là thật to lợi tốt. Hứa Thuần Lương vụng trộm chụp mấy bức ảnh chụp cho Phổ Kiến phát tới, không bao lâu Phổ Kiến liền gọi điện thoại đến đây, ngươi ở nơi nào? Hứa Thuần Lương đem chính mình sở tại địa điểm nói, Phổ Kiến nói cho hắn biết cảnh sát đã đồng ý Hoàng Vọng Lân rời đi, Hoàng Vọng Lân trước mắt đã biết nhà bọn hắn chuyện phát sinh tình, sau khi đi ra chuyện thứ nhất liền là phải đi bệnh viện, mình trước mắt bồi tiếp hắn đâu. Phổ Kiến đề nghị Hứa Thuần Lương đi theo Lưu Khuê đi xem một chút, lấy hắn đối với người này hiểu rõ, Lưu Khuê tuyệt không phải cái tốt Đông Tây, ngành nghề bên trong danh tiếng cực kém, nói không chừng hắn cùng Lân Chính Đường gần nhất phát sinh sự tình đều có chút quan hệ. Hứa Thuần Lương mặc dù cho rằng Phổ Kiến lần này suy đoán cùng tự oán có quan hệ, bất quá nhìn Lưu Khuê dương dương đắc ý bộ dáng, người này phẩm hạnh cũng sẽ không quá tốt. Lưu Khuê bên trên một cỗ màu đen lao vụt, Hứa Thuần Lương lân cận đón một chiếc xe để lái xe theo dõi chiếc xe kia, nhìn xem Lưu Khuê đến cùng đi chỗ nào. Lưu Khuê chiếc xe kia đi Quốc Tử Giám phụ cận, Hứa Thuần Lương chờ bọn hắn ngừng xe, cũng thanh toán tiền xe xuống dưới,
một đường theo dõi tiến vào trong ngõ hẻm một tòa tứ hợp viện. Lưu Khuê hẳn là trước tới bái phỏng. Hứa Thuần Lương chờ bọn hắn sau khi đi vào bóng ma chỗ, lấy làm cơ biến cải biến bộ mặt hình dáng, hiện đang khắp nơi đều là giám sát, nếu như không có chuyện gì phát sinh coi như bỏ qua, vạn vừa có chuyện phát sinh, rất dễ dàng bị người thông qua bộ mặt phân biệt tìm tới cửa. Hứa Thuần Lương không sợ phiền phức, nhưng là thân là thể chế bên trong người hắn sợ làm cho phiền toái không cần thiết. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, né tránh giám sát, nhẹ nhõm trèo đến vây trên tường, dọc theo đầu tường một đường chạy chậm như giày bình địa, đi vào đông xương nóc nhà phía trên, đông xương cũng là duy nhất lóe lên ánh đèn gian phòng. Trong nội viện vừa mới đi theo Lưu Khuê đến đây hai tên đại hán đứng ở nơi đó hút thuốc. Hứa Thuần Lương dọc theo mái nhà chuyến về, đi vào phòng ốc mặt sau, hai chân ôm lấy mái cong, lấy con rơi treo ngược tư thế nhìn xuống dưới. Bên trong màn cửa cũng chưa hoàn toàn kéo lên, từ phòng ốc bố cục đến xem hẳn là một gian phòng trà, Lưu Khuê cùng một vị lão giả ngồi đối diện nhau, lão giả kia lại là Bì Môn bốn đại trưởng lão một trong Mạnh Hoài Nghĩa. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, hôm nay quả thật không có uổng công đến, Lưu Khuê khi nào nhận biết Mạnh Hoài Nghĩa. Hứa Thuần Lương ngưng thần nín thở, nghiêng tai lắng nghe. Lưu Khuê nói, Mạnh tiên sinh giống như không nể mặt ta a. Hắn đêm nay cũng mời Mạnh Hoài Nghĩa ăn cơm, nhưng là Mạnh Hoài Nghĩa cũng không dự tiệc. Mạnh Hoài Nghĩa cười nói, lão đệ lời này bắt đầu nói từ đâu, phi thường lúc vẫn là tránh hiềm nghi cho thỏa đáng. Lưu Khuê khinh thường nói, có gì có thể tị hiềm. Ta lại không phạm pháp. Mạnh Hoài Nghĩa nói, trên giang hồ người nào không biết Tạ Bá Tường cùng quan hệ của ngươi, vạn nhất bị người hoài nghi đến trên đầu ngươi chẳng phải là phiền phức. Lưu Khuê nói, Mạnh tiên sinh, ta đến tìm ngươi vì cái gì, ngươi hẳn là rõ ràng a. Mạnh Hoài Nghĩa cười tủm tỉm nói, kia là tự nhiên, xem ra có tin tức tốt cho ta. Lưu Khuê nói, tin tức tốt tự nhiên là có, bất quá ta nghĩ trước làm rõ ràng một sự kiện, Thanh Hoa Bình có phải hay không là ngươi tìm người làm. Hứa Thuần Lương nghe đến đó mừng rỡ trong lòng, đang lo tìm không đến manh mối, không nghĩ tới để cho mình đánh bậy đánh bạ cho gặp bên trên. Bất quá Lưu Khuê hỏi như vậy liền chứng minh nguyên Thanh Hoa Ngọc Ấm Xuân Bình sự tình cùng hắn không có quan hệ. Mạnh Hoài Nghĩa nụ cười trên mặt thu vào, Lưu lão đệ, còn xin thận trọng từ lời nói đến việc làm, ta là tuân theo luật pháp công dân, như thế đầy trời đại án ta sao dám liên quan đủ. Lưu Khuê cười lạnh nói, kia Thanh Hoa Bình giá trị liên thành, mạo hiểm cũng là đáng. Mạnh Hoài Nghĩa nói, Mạnh mỗ không có đại phú đại quý mệnh, cũng không có lá gan lớn như vậy. Lưu lão đệ hẳn phải biết ta làm chính là cái gì sinh ý. Lưu Khuê nói, Hoàng Tam gia đi qua cũng là làm dược tài buôn bán, cuối cùng còn không phải tại giới siêu tập lẫn vào phong sinh thủy khởi. Mạnh Hoài Nghĩa nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, ta đã không có ánh mắt của hắn cũng không có vận khí của hắn, cho nên chỉ có thể làm chút vốn nhỏ mua bán. Lưu Khuê cười nói, Mạnh tiên sinh cùng Hoàng Tam gia mặc dù là đồng môn, nhưng nghỉ lễ đủ sâu a. Mạnh Hoài Nghĩa nói, con người của ta chỉ là không quen nhìn người khác giả nhân giả nghĩa. Lưu Khuê nói, ta tìm người hỏi thăm một chút, Hoàng Tam gia lần này không có đại sự, chẳng qua là làm cái môi giới thôi, hắn cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận. Mạnh Hoài Nghĩa nói, vô luận hắn phải chăng thừa nhận, Tạ Đại Yên Đại lần này đều khó mà xoay người, chúc mừng Lưu lão đệ về sau tài nguyên rộng tiến, ta muốn được chứng cứ, lão đệ phải chăng đã chuẩn bị xong. Hắn muốn là Hạ Hầu Tôn cùng Tạ Bá Tường đi qua giao dịch ghi chép. Chỉ cần hắn cầm tới phần này ghi chép, liền có thể tướng Hạ Hầu ra đánh vào bụi bặm. Lưu Khuê nói, 300 vạn hoàn toàn chính xác không ít, nhưng so với Thanh Hoa Bình vẫn là chín châu mất sợi lông. Mạnh Hoài Nghĩa sắc mặt trầm xuống, Lưu Khuê thái độ rõ ràng là lòng tham không đáy. Mạnh Hoài Nghĩa nói, ta nói qua, kia cái bình cùng ta không có chút quan hệ nào. Lưu Khuê nói, Tạ gia cùng ngươi không cừu không oán, ngươi vì sao muốn đối phó hắn? Ta càng nghĩ không hiểu được. Nhưng khi ta nghe nói Lân Chính Đường trấn quán chỉ bảo bị trộm, Hoàng Công Hiền bị người đánh gãy gân tay gân chân, ta bỗng nhiên minh bạch, người chân chính muốn đối phó chính là Hoàng Tam gia. Mạnh Hoài Nghĩa lạnh lùng nhìn qua Lưu Khuê, trên mặt lại không nửa điểm tiếu dung, Lưu lão đệ, Tạ Đại Yên Đại đi vào lớn nhất được lợi người là ai, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng. Lưu Khuê nói, thứ ngươi muốn ta giúp ngươi tìm tới, ta sau khi xem bỗng nhiên minh bạch, có người muốn trò cũ làm lại. Chỉ cần tướng phần này ghi chép giao cho cảnh sát, Hạ Hầu nhà, thậm chí toàn bộ Mộc Lan tập đoàn liền sẽ danh dự sạch không, gánh lấy đầu cơ trục lợi văn vật tội danh, ngươi chẳng những muốn hủy đi Hoàng Vọng Lân, còn muốn hủy đi Hạ Hầu gia, Bì Môn nội đấu thật là tàn khốc vô tình.